Hello các chị. Em chào tất cả các chị. Hôm nay mình lên sơ mi xô trắng đi chế ơi. Hôm nay lên sơ mi xô trắng nha. Hàng đẹp hàng xịn nhiều lắm nha. Rồi, lên sơ mi xô trắng nè. Đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Thích lắm, sơ mi xô trắng rất là thích luôn. Hôm nay toàn bộ là sơ mi xô trắng nhà em, rất là đẹp mấy chị, đã lắm, mấy chị coi mà mấy chị không ghiền thì thôi luôn á. Là toàn bộ là giá 59.000 hết. Đó, cho thí dụ là hàng thêu như vậy nè. Hàng thêu như vậy nè mấy chị. Mấy chị nhìn rõ cái like không ạ? Mấy chị nhìn rõ cái thêu này không ạ? Đây, ví dụ như hàng thêu như vậy rất là đẹp nè mấy chị. Đó, hàng rất là đã. Thì cái giá của nó là 59.000 toàn bộ luôn mấy chế ơi. Cái like ngày hôm nay rất là đặc biệt cho mấy chị nha. Cái like ngày hôm nay á, nói chung là toàn bộ là hàng tuyển đầu kiện hết. Nó sẽ có những cái con mà vải rất là đẹp, hoặc là những cái con mà đồ nói chung đã lắm các chị. Rồi mấy chế vô xem cho em xin một chấm được không ạ? Hôm nay em Vi sẽ bán hết toàn bộ đầu kiện với giá là 59.000. Một cái mức giá mà không thể nào chấp nhận được nữa. Cái kiện sơ mi trắng này nó làm cực kinh khủng luôn á mấy chị, làm cực lắm. Kiện sơ mi trắng này nó làm rất là cực mà nó gì nữa, nó làm cực mà nó còn cực cái công rồi mất thời gian nữa các chị. Ví dụ như một kiện gì ta, một kiện áo sơ mi vôn á, một kiện sơ mi vôn em làm á là nó chỉ có một ngày thôi, còn cái kiện này em làm 3 ngày 4 ngày mới xong. Đó, nhưng mà em vẫn không thể nào bán giá cao cho các chị được, em vẫn bán cái giá hới nè. Thì bởi vậy là kiểu như bởi vậy mấy chị mới thấy là lâu lâu em Vi mới ra được cái sơ mi trắng mấy chị. Lâu lâu em mới lên sơ mi trắng cho các chị, nó là như vậy đó. Tại vì làm nó cực quá, làm nó cực quá mà bán nó cũng vậy. Vậy tại sao nó bán sơ mi vôn đúng không? Rồi, hôm nay em sẽ bán hết toàn bộ giá 59.000. Mấy con này mấy chị mặc rất là yêu luôn các chị ơi, mặc cưng lắm các chị ơi. Mấy chị có thể mặc đi chơi nè, đi làm nè, đi uống cà phê nè và mọi thứ luôn, hoặc là mấy chị có thể lên hình nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Như con này nè. Đó, con này mình để bình thường với quần sọt á thì mình đi chơi, còn không á thì mình có thể đóng thùng để mình đi làm. Đấy, nó có rất là nhiều kiểu để mặc. Còn con này là công sở 100% nè. Vải con này là vải vôn lụa rất là đẹp luôn. Thì hôm nay toàn bộ là giá 59.000 hết cho các chị, được chưa ạ? Hôm nay toàn bộ là 59.000 hết. Mấy chế cho em ghi cái bình luận là đồng giá 59.000 nha các chị ơi. Em suy nghĩ dữ lắm, em nói bây giờ mình làm cực quá. Mình làm 3-4 ngày mới xong một kiện, bây giờ mình bán 65.000 ha. Nhưng mà 65.000 thì em lại nghĩ là mắc quá. Tội các chị, nó thiệt thẳng vậy luôn á. Đó là cái giá bán là em cũng đã suy nghĩ 2 đêm rồi đó các chị, để em đưa qua quyết định là cái giá nó vẫn giữ nguyên cho các chị là 59.000. Thì hy vọng hôm nay em sẽ bán được nhiều. Hy vọng hôm nay em sẽ bán được nhiều để chia ra cái giá này nha. Phải trên 200 con, 250 con Vi mới tính lời đó mấy chị ơi. Mấy chị thấy ghê không? Là em đặt cái điều kiện và em đặt cái niềm hy vọng của em vô like rất là nhiều. Ví dụ như mà đôi khi mình đặt hy vọng á mấy chị, cái xong cái mình bán không được á. Mình bán không tới á. Không tới 200 cái là lúc đó bữa đó là em buồn dễ sợ luôn. Bởi vậy cái nghề của em làm nó vậy đó mấy chị. Rồi cho em ghi bình luận là 59.000 một cái ha. Đó, thì đầu giờ em hay chia sẻ với các chị để các chị hiểu được là em phải suy nghĩ như thế nào để ra được cái giá này nha các chị. Rồi em lên siêu phẩm đầu giờ cho các chị nè. Con này là size SM, có chị Minh Thu vừa nè, chế lụm luôn nè. Rồi con này là 45kg cho đến dưới 53kg mấy chị mặc đẹp nha. Chốt siêu phẩm giá 59.000 cho em Vi mã M14 đi các chị. Con này là giá 59.000 nha các chị ơi. Mã M14 đẹp từ trong ra ngoài và độ mới gần như 100%. Đẹp từ trong ra ngoài và độ mới gần như 100% mã M14 giùm em nè mấy chị. Rồi, thương em Vi chia sẻ cho em 1 đến 2 lần, trang cá nhân hay là hội nhóm cũng được. Tại vì em bán cái giá rẻ nè, em bán số lượng em mới có lời nha các chị. Rồi lên mấy chị, con này em lên một cái form công sở nè. Form công sở, cái tay của nó siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Form công sở mấy chị. Trời ơi, con này đã lắm, xinh lắm. Dành cho mấy chị dưới 50kg mặc đẹp. Cái vải của nó là vải vôn lụa mấy chị ơi, mát mới cực kỳ luôn, con này mới lắm. Vải vôn lụa mới lắm mấy chị. Giá 59.000 luôn mấy chị. Chốt siêu phẩm cho em mã M89 nha. Con này size S nha mấy chị nha. Size S mã M89 giùm em. M14 em chốt cho chị Thu Ông Thủy nè. M14 nè chị. Hôm nay đồ đẹp lắm mấy chị, tranh thủ ha. Em cố gắng em lên trong vòng
hy vọng là một kiện là em sẽ bán hết nha các chị. Hôm nay em có mấy con tay ngắn, hôm nay em có mấy con tay ngắn đã lắm, hôm nay em có mấy con tay ngắn đã lắm. Rồi, rồi áo em đang bận các chị, áo em đang bận nha, mấy chị có thể phải mặc cái quần vô bên trong mà em nha, chứ không thôi nó hở lắm. Rồi form em đang bận free size mấy chị, free size SML, mấy chị từ 45kg đến dưới 55kg là mấy chị mặc rất đẹp luôn, dưới 55kg là mặc rất đẹp, giá cũng 59.000 luôn. Mấy chế ơi, mấy chế chốt cho em mã số 10 luôn nè, mấy chị chốt cho em mã số 10 luôn. Rồi được chơi, chốt cho em mã số 10, cái áo em đang bận là giá 59.000 luôn nha mấy chị ơi, giá 59.000 luôn dùm em nha. Đó, 59.000 hết toàn bộ nè. Rồi em lên mấy chị, con này giá thị trường cao lắm, giá thị trường cao lắm mấy chị ơi, nhưng mà giá hôm nay trong like của em nó chỉ có 59.000 thôi. Cái tay của nó rộng, nó là form tay ngắn nha mấy chị nha. Con này free size mấy chị, free size từ 45kg cho đến 55kg mấy chị vừa hết. Con này mấy chị mặc thật dễ chịu lắm, 45kg đến 55kg mấy chị vừa hết dùm em luôn. Chốt siêu phẩm này cho em mã 930 luôn các chị. Chốt siêu phẩm này cho em mã 930 luôn mấy chế ơi, số 10 của chị Quỳnh Lê, Quỳnh My nè. Ok chị Quỳnh My nè, quá đã luôn, sở hữu con em đang bận với giá 59.000. Là em bán cho mấy chị khách quen đó mấy chị ơi. Đó, mấy chị thấy ghê chưa? Rồi, từ số 10 kẹp đây rồi nha. Số 10 là của Vi nha, 930 siêu phẩm thêu của chị Bảo Vi nè. Mấy chị mà hay săn đồ hiệu á hay là săn đồ độc á thì mấy chị cũng biết rằng em bán với cái giá này nó quá rẻ đúng không ạ? À? Thì hy vọng mấy chị chia sẻ ủng hộ em Vi một hai lần nút chia sẻ để em bán được nhiều, em chia số lượng giá rẻ cho các chị nha các chị. Rồi đây mấy chị. Em lên nè, con này siêu đẹp luôn á mấy chị. Con này size to. Con này là size ML, mấy chị 55kg cho đến 60kg giùm em. 55kg cho đến 60kg nó đẹp một cách thuyết phục luôn đó các chị. Rồi chốt con này cho em mã số 287. Chốt cho em mã 287 mấy chị ơi, size ML nha. 55kg cho đến 60kg nha các chị. Con này đẹp và sang nữa, mới tinh. Mã 287 giùm em, mấy chị chốt cho em mã 287 nè. Rồi đó ơi, lại một em có đai nữa. Mấy con này có đai, cái giá nó cao ghê cho mấy chị ơi, cái giá nó rẻ ghê cho mấy chị. Rồi con này nha, con này là size SM, mấy chế từ 45kg đến dưới 55kg đặc đẹp. 45kg đến dưới 55kg mặt đẹp mới 100%, mấy chị mới 100%. Chốt cho em mã 169 luôn, 287 chị Hằng Vũ nè. Vui lòng lên cho Vi số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Chị Hằng Vũ lên cho em số điện thoại địa chỉ nè chị. Lên cho em số điện thoại địa chỉ nha chị Hằng Vũ. Lên cho em số điện thoại địa chỉ, cố gắng chốt hai cái giùm em mới đi đơn nha chế nha. Rồi em lên, con này đẹp lắm. Con này phải gọi là em để nguyên si luôn á. Tay của nó phồng nhẹ nha. Áo thêu trên nền áo 100%. Thêu 100%, không chừa một cái nào hết, chừa cái cổ không thêu thôi. Và nó là hàng hiệu luôn. Con này 45kg nha mấy chị, 45kg cho đến dưới 52kg size SM, mấy chị mặc đi làm, đi chơi đều đẹp, sang chảnh lắm. Con này mà lên dưới quần tây rất là sang. Rồi chốt cho em mã số B31 luôn. Chốt siêu phẩm này cho em Vi mã B31 luôn mấy chị ơi, mới tinh tình tình luôn nha các chị. Chốt cho em mã B31 luôn. Trời ơi con này mấy chị xem lại đi mấy chị ơi, nó mới lắm. Con này nó mới lắm, đặc biệt cái cổ của nó xẻ như vậy mấy chị mặc rất là trẻ. Cái cổ nó xẻ như mấy chị mặc rất là trẻ luôn. Tặng kèm đai cho mấy chị luôn. Cái form này tay ngắn rất là hiếm nha. Đa số nguyên cái xào tay dài không mà mấy con tay ngắn này mấy bà phải tranh thủ. Chốt cho à, 169 tèo tí lấy rồi nè. Đó. Rồi chị Hằng Vũ cố gắng chốt hai con mà em nha chị Hằng Vũ nha. Chị Hằng Vũ cố gắng chốt hai con mà em nha. Rồi 169 chị Hằng Vũ nè, B31 chị Diễm Kiều Phan nè. 287 em chốt hết rồi mấy chị. Mấy chị ở lại đi, nếu mà chị Hằng Vũ chốt không đủ 287 thì em sẽ sơ cua được hết nha các chị. Cái mã, cái phiếu em sơ cua được hết nha. Rồi em lên nè. Đây con này là thêu hết. Con này là thêu hết luôn mấy chị, nhìn nó thêu nè. Đó mấy chị, thêu hết hai cánh tay giùm em, thêu luôn ra phía sau giùm em. 55kg đến dưới 58kg mặt đẹp nha. 59.000 mấy chị. Chốt cho em mã số 47. Chốt cho em mã số 47. 59.000 mã số 47 luôn các chị ơi. 59.000 mã số 47. Rồi đây mấy chị, con này mới đã nè. Con này 55kg nha, 50kg đến dưới 57kg, tầm trung bình dưới 55, tầm size ML là mấy chị mặc đẹp. 50kg đến dưới 57kg. Siêu phẩm này chốt luôn cho em mã 77 đi mấy chị. Có đầm nha, có đầm nha. Đầm hôm nay của tôi có được 20 con đó. Tranh thủ ha, theo dõi like ha.
Rồi đầm hôm nay là đầm sơ mi trắng siêu phẩm, hôm nay em có được 20 con. Nhưng mấy chị phải theo dõi like trong vòng 4 tiếng hồ MV mới lên mấy chị. Giá nó rẻ quá mà thì chịu khó theo dõi like giùm em nha mấy chị nha. 59.000 thôi mấy chị, chỉ có 59.000. Coi em đang cầm mã số 77 luôn các chị. Size ML từ 50kg cho đến 57kg mấy chị mặc đẹp nha. Chốt cho em mã số 77 luôn giùm em nè. Chốt cho em mã số 77 luôn giùm em nha. Trời ơi đồ nó nhiều lắm mấy chị ơi, đồ nó đã lắm. Ôi lên nữa nha mấy chị. Một em free size rất là xinh. Con này là mặc dấu quần giống như em bận, giống như cái đầm vậy đó. Dài tới gối em mấy chị thấy không à. Con này mấy chị từ 50kg đến 60kg mình mặc thoải mái luôn giùm em. Dạ áo em bận bán rồi chị. 50kg đến 60kg mặc thoải mái luôn giùm em nha. Chốt cho em mã 542 mấy chị. 50kg cho đến 60kg mặc thoải mái giùm em Vi nha mấy chị ơi. Mã 542 luôn nè. Chốt cho em mã 542 nha. Em lên một con hàng hiệu nha mấy chị. Con này mấy chị nhìn nó đơn giản nhưng mà thật sự nó là hàng hiệu. Vải của nó là vải denim giùm em. Con này mặc ngầu lắm. Con này vải của nó là vải denim nha mấy chị nha. Vải denim hàng hiệu 100%. Size này mấy chị thích denim là nó giống như là cái mấy chị mặc một cái áo jean vậy đó mấy chị. Con này giống như mấy chị mặc một cái áo jean vậy đó. Mấy chị có thể là mặc áo khoác hoặc áo jean như bình thường. Dáng con này là 50kg đến dưới 55kg mặc đẹp. Chốt cho em mã 950 mấy chị. 50kg đến dưới 55kg mặc đẹp nha. Chốt cho em mã 950 luôn nha mấy chế nha. Chốt cho em mã 950 luôn nè. Rồi em lên nha mấy chị. Tay phòng siêu phẩm. Con này size SM thôi các chị. Quả đẹp. Con này là size SM thôi giùm em. Con này size SM thôi giùm em. Dạ đơn đã đi 6 giờ tối ngày hôm qua rồi. Mấy chị thông cảm giùm em nha. Bên em chốt đơn lẹ lắm. Bên em chốt đơn là mấy bà vừa chốt đơn ngày hôm nay. Mấy bà đang ăn cơm ngày mai là đơn hàng nó giao tới rồi. Nên là không có cái vụ dồn đơn nổi đâu. Còn nếu mà chị muốn dồn đơn thì chị phải dặn nhân viên bên em. Chứ như em chốt hàng như xịt đạn, đẹp điện nó xẹt qua một cái gì đó. Ví dụ hôm nay mấy bà lấy áo trắng là sáng 9 giờ sáng mai mấy bà nhận cái áo trắng mấy bà mua rồi nha. Cái đó là phong cách bán hàng nhà em. Nên là mấy chị muốn nhận hàng liền, có liền là nhà em có liền. Đó mấy chị. Rồi là mấy chị Hạnh Phạm chút xíu nữa shipper gọi điện thoại giao hàng cho mình rồi đó chị. Rồi mấy chị, con này là 45kg đến 52kg size SM. Dạ á bận bán rồi chứ. 45kg đến 52kg size SM. Chốt cho em mã số 17. 45kg đến 52kg nha mấy chị. Siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn nha. Mã số 17 luôn giùm em mấy chị. 45kg đến 52kg mã số 17. Đây mấy chị. Baby doll tay phòng thêu hết luôn nha mấy chị nha. Con này 45kg đến 52kg luôn giùm em. Size SM luôn giùm em. Size SM nhỏ nhắn xinh xinh là mặc đẹp hết. Siêu đẹp quá mấy chị ơi. Nó còn dài nữa chứ. Đây nó còn dài nữa chứ mấy chị ơi, rất là đẹp luôn rồi, mặc còn xinh hơn cái áo em bận nhiều. Rồi chốt con này cho em mã số B42 giùm em luôn các chị. Giá 59.000 nha mấy chế nha. Chốt cho em siêu phẩm này mã B42 luôn giùm em, quá đẹp mấy chị. Chốt luôn cho em mã B42 nè mấy chị nè. Đồng giá 59.000 hết mấy chị ơi, hôm nay rẻ như cho luôn á mấy chị. Rồi, lên nha mấy chế nha. Em lên thêu toàn bộ nè mấy chị nè. Hôm nay hàng thêu quá nhiều. Em bán cái giá này nó hời quá mấy chị ơi. Đây, mã số 17 của chị Vi Quyền. Chị Vi Quyền cho em xin lại số điện thoại và dồn cái đơn hôm qua em mới nhắn nhân viên của em hủy đơn hôm qua của chị xong. Bây giờ nhân viên em đã chưa kịp hủy đâu, em sẽ dồn cái đơn 10.000 hôm qua cho chị, hôm kia cho chị nha. Lên cho em số điện thoại địa chỉ giùm em mấy chị Vi Quyền, lên đầy đủ số điện thoại địa chỉ giùm em. Hôm bữa em xin chị không cho em á, nhớ không? Hôm bữa em xin cái bà chấm cái bà đi ra luôn bà nội. Rồi, số 17 chị Vi Quyền. Hôm nay chốt siêu phẩm đầu kiện là chốt nhận hàng luôn nha. Chứ để sơ mi trắng nó nhăn, em không có thích. Sơ mi trắng của em là phải giao liền em mới chịu. Rồi lên mấy chị. Rất là đẹp, một con đầm, được chưa? Con này quá đã luôn á mấy chị. Con này nó nhúng hai bên nè. Nó dài hơn cái em bận nhiều. Siêu phẩm này từ 50kg đến 57kg mấy chị mặc vừa. Nó đẹp gấp nhiều lần cáo Vi bận nha. Chốt siêu phẩm này cho em mã 532 luôn. Chốt con này cho em mã 532 mấy chị ơi, mấy chị nghe kỹ, mã 532 giá có 59.000 thôi. Mấy chị ơi, nó mặc vô nó còn yêu hơn cái áo em bận nhiều, nó yêu hơn nhiều. Mã 532, B42 của chế rồng bay. Rồi em lấy số điện thoại chị Vi Quyền nè, tại vì bên fanpage mới là em mới phải lấy số điện thoại cho chế. Rồi mấy chế xem bài chấm bài tương tác giùm em đi mấy chị, tại vì mấy chị phải chấm bài tương tác bài nó mới lên được. Chứ bây giờ im im như vậy là bài nó xuống luôn đó mấy chế ơi. Em lên đồ đẹp nè. Rồi con này quá sức là dễ thương. Con này nha mấy chị, nhìn đằng sau lưng của em nha. Rồi đằng trước của nó nè. Dán con này là tay phòng. Mấy bà mặc vô nha. Cái xong cái bà cột dây ngay cái cổ tay một tí.
sao mà cái tay nó phồng lên như vậy luôn mấy bà ơi, đẹp chưa, thích chưa? Tại vì em á, em không có ủi cái bàn ủi kia nên em không có làm cái form nó đứng được. Em ủi bằng ủi đứng nè mấy chị đó, em ủi bằng ủi hơi nước nên cái form của nó em không có làm đứng được, nhưng mà cái form rất là đẹp đó. Siêu phẩm này nè, 45kg cho đến 55kg quay đầu mấy chị mặc được nha. Chốt con này cho em mã C61. Chốt con này cho em mã C61 luôn các chị. C61, trời ơi cái con đầm thêu. Con này là nó thêu mà cái cánh hoa nó chỉa ra bên ngoài như vậy luôn nè. Nó thêu gọi thêu 3D luôn nè. Nguyên con đầm thêu 3D vậy mà mấy chị không lấy. Ok em để cho người, em để lại liền. Trời ơi em để là mối sĩ ghiền lắm. Rồi lên mấy chị, 532 em chốt cho chị rồng bay. Ok chị 532. Con này là hàng xuất sắc luôn ấy. Con đó là hàng xuất sắc luôn đó chị rồng bay ơi. Dạ em biết là chị mua nhiều rồi, nhưng mà bởi em chỉ xin số điện thoại cho em, đâu có xin địa chỉ đâu chị đó. Tại vì bên em là fanpage mới á, nên là phải cần thông tin địa chỉ, số điện thoại nó chưa có lưu lại kịp á chị. Thông cảm giùm em nha, em xin lần này nữa rồi thôi à. Số 11 em chốt cho chế rồng bay. Quá đẹp. Số 11, ủa số 77 chứ không có số 11 gì rồng bay ơi. C61, số 11 là cái nào vậy chị rồng bay ơi? Rồi lên, em lên chuột Mickey nè. Chuột Mickey tay phồng. Chuột Mickey tay phồng nha, siêu đẹp nha. Con này là 48kg cho đến dưới 56kg mấy chị mặc thoải mái đi. Con này cái tay của nó thoải mái lắm. Cái tay của nó nếu mấy chị mà 40 mấy kg mấy chị chiều cao thấp, còn mấy chị chiều cao cao một chút xíu mấy chị 55-56kg thoải mái, nó về size M mấy chị mặc thoải mái. Chốt siêu phẩm cho em mã số 75 giá 59.000 các chị. Chốt cho em mã số 75 nha mấy chị nha, đồng giá 59.000 hết nha. Đồng giá 59.000 hết nha. Ủa cái chị gì chốt đầu like á, đi đâu mất tiêu rồi còn xem không ạ? Còn xem nói em nha chị. Chị Hằng Vũ đó. Hồi đầu em lấy thấy quá trời khách mới luôn rồi, đi ra hết rồi hả mấy chị? Chốt không nổi đi ra hết rồi hả? Hằng Vũ. 75 chị Bích Phương Lưu. Hôm qua có đơn nhưng mà không đủ đơn, đã được sơ cua rồi. Nên đơn hôm nay là mới hoàn toàn nha chị Bích Phương. Nha chị Bích Phương. Đơn hôm nay là mới hoàn toàn nha chị. 75 em sơ cua cho chế Nhân Trang Nguyễn. Dụ hoài. Tức là bây giờ số 11 của chị bấm nè, em chưa có mã nè. Số 11 của chị bấm em chưa có tìm thấy áo nè chế ơi. Rồi chấm bài lên giúp em để em biết mình còn xem hay không nha. Chị Bích Phương Lưu hôm qua cái chân váy nè, chọn một cái xong rồi đi luôn. Bên em đã sơ cua cái đó và hủy cái đó chốt cho người khác rồi. Hôm nay chị muốn lấy hàng, chị phải chốt đủ hai cái giùm em là đủ đơn, nhân viên em sẽ chốt đơn cho chị nha chị. Rồi lên mấy chị. 50kg nha, 55kg. 50-55kg, con này mấy chị mặc làm đầm là thoải mái luôn mấy chị nhìn nè. Em ướm vô cái dáng 1m6 của em nè. Em ướm vô cái dáng 1m6 của em nè các chị, đã không? Đã không? Đó, mặc form giáo quần được nha. Rồi, chốt con này cho em mã số C87. C87. C87 đẹp banh nhà lầu luôn. Chốt cho em mã C87 nha mấy chị. Lại một em đầm nữa. Con này mới cột con bên nè. Cột hai bên nha. Con này chất liệu vô lụa cao cấp. C87 của chị Quỳnh My nè. Con này là chất liệu vôn lụa cao cấp nha. Trời ơi bà Chu Ly Lê, bà làm gì bấm sai mã hoài vậy bà. Rồi con này là size 55kg cho đến dưới 57kg. 55kg đến dưới 57kg. Con này đóng thùng là tuyệt vời ông mặt trời. Quá đã luôn. Chất liệu vôn lụa cao cấp nha. Chốt con này cho em mã 139. Chốt cho em mã 139 luôn các chị. Chất liệu vôn lụa cao cấp, tay phòng thêu cao cấp mấy chị. Con này mặc làm đầm hơi bị ngon nghẻ luôn. 50kg đến 60kg free size giùm em. Chốt cho em mã 526. Chốt cho em mã 526 nha. Mã số ok vậy em hủy mã số 11 chứ thôi em tính tiền bà đó. 139 của chị Mai Mai Nguyễn. Rồi đây con này hàng hiệu. Con này hàng hiệu giùm em nè. Con này hàng hiệu nha. Chất liệu vôn lụa, size này là size SM.
Con này hàng hiệu nha mấy chị, size M hàng hiệu 100% hiệu, độ mới rất là lớn luôn. Con này size M thôi mấy chị, 45kg đến dưới 52kg nha. Con này rất đẹp nha mấy chị nha, 45kg đến dưới 52kg, siêu phẩm. Chốt cho em mã số 68. Thấy chị tiểu thư họ Trần sao chị? Chốt cho em mã 68. Ôi ôi, ôi mấy chị chốt hàng mắc cười quá. Sao kỳ vậy? Lắc hay sao? Lắc hay là sao vậy? Lắc hay là mấy chị cái con thêu full áo như vậy nó chưa có đủ ấp vê mấy chị hả? Này tôi khui kiện mà sao mắc vô cười vậy trời. Rồi lên nè mấy chị, đẹp chưa? Con này tay lỡ, dáng con này rất là xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh mấy chị. Mấy chị mặc là nó thêu nè, nó thêu hai bên bờ vai của nó nè mấy chị. Con này là 45kg đến dưới 50kg thôi, rất là đẹp. Đóng thùng cũng đẹp nè, thả ra cũng rất là đẹp luôn nha mấy chị. Chốt con siêu phẩm này cho em dưới 52kg thôi, mã 968. Dưới 52kg nha các chị ơi, mã 968. Con này là độc lạ luôn. Dán con này nó hai góc hai khuyên. Con này dành cho mấy chị hot girl dưới 46kg. Form này là form lửng rất top. Mấy chị mặc cái quần lưng cao là siêu phẩm. Form lửng rất top, rất là khó tìm nha mấy chị nha. Form lửng rất top, cực kỳ khó tìm. Size S chuẩn 46kg quay đầu mặt đẹp. Nó chạy hai đường khuyên, mấy chị nhìn rõ không ạ? Dán con này chốt cho em mã 173 nha. Chốt cho em mã 173 luôn mấy chị. Chốt cho em mã 173. Em lên một con đầm, cái cổ của nó hững hờ. Con này đầm, cái cổ của nó cực kỳ hững hờ luôn mấy chị. Free size 50kg đến 58kg. Free size SML mấy chị mặc được nha. Size S, size M, size L mình mặc đều rất là đẹp cái con đầm này nha mấy chị. Ở đằng sau của nó mấy chị nhìn nè. Đó. Cái này là thuộc dòng vải rũ nha mấy chị, thuộc dòng vải rũ cao cấp nên mặc nó rất là sướng. Rồi chốt con này cho em mã số 242 173 chị Cát Thị Lương, 968 chị Vi Nguyễn. Lương e size nhỏ ha, cái con đó rất là đẹp luôn á chị Cát Thị Lương ơi. Rồi ủa con này mấy chị không lấy thiệt luôn hả? Con đầm thêu tay này mấy chị không lấy thiệt luôn hả? 242 chị Nhân Trang Nguyễn, con đầm thêu này mấy chị không lấy à? Mã 526 mấy chị không nghe rõ mã sao ạ? Mã 526 giùm em mấy chị, mã 526 giùm em nha. Rồi đầm 242 của chị Nhân Trang nè, đẹp không mấy chị? Quá đã luôn mấy chị. Rồi em lên tiếp nha, lên nè. Size nhỏ được chưa? Baby doll thêu 100%. Baby doll thêu 100% luôn các chị. Baby doll thêu. Trời ơi, trời ơi. Con này 45kg đến dưới 52kg. 45kg đến dưới 52kg, xinh ơi là xinh. Con này là size S, size M nhỏ thôi, dưới 52kg thôi, 45kg là mấy chị mặc càng đẹp luôn. Chốt siêu phẩm thêu 100% baby doll xếp ly cho em mã số 560. Con này đẹp lắm mấy chị, nhìn kỹ rất là đẹp. Mới 100% luôn nha mấy chị. Mã 560 chốt luôn giùm em mã 560. Rồi lên hàng nè. Trời ơi cái vải này nó đẹp lắm. Con này là size SM luôn các chị. Đây mấy chị, con này là size SM luôn giùm Vi nha. Từ 45kg cho đến dưới 53kg mấy chị mặc được. 45kg đến dưới 53kg, mấy chị thấy cái kiểu thiết kế của nó đẹp quá rồi mấy chị ơi, phía sau trơn giùm em nha, con này vải của nó rất là đẹp. Chốt siêu phẩm cho em mã số 280 mấy chị. Chốt con này cho em mã 280 luôn. Mấy chị khách mới bị văng ra hết rồi ha ta? Hay là không có tiếp cận được với cái like của em ta? Hồi đầu có 10 người khách mới vô hỏi chấm quá trời, đi đâu mất tiêu. Chung đơn với chị Hằng Vũ. Chốt con đầu tiên chị Hằng Vũ là có 3 người mới, 4-3 người chốt con đầu tiên với chị Hằng Vũ luôn á. Mà sao đi đâu hết rồi. Siêu phẩm 526 thuộc về chị Thủy Bùi, 280 là chị Cát Thị Lương. Siêu phẩm 526, đầm 526 siêu phẩm có chủ rồi nha. Con nó hàng thiết kế đẹp nhất kiện luôn. Chúc mừng chị Thủy Bùi. Rồi chị Cát Thị Lương mã 280. Từ đang suy nghĩ. Chị Hằng Vũ lên cho em số điện thoại đi. Ồ, số điện thoại chị Hằng Vũ lên rồi. Nhớ check inbox em nha chị. Không sao đâu chị, chơi trước khi móp chị chốt hai con là được rồi. Con này dạng đầm,
mà dạng đầm này á mấy chị phải mặc với áo bra hoặc áo hai dây bên trong rất là đẹp. Con này là vải của nó là vải mút xốp á, vải mà kiểu như vải bèo bèo công chúa mấy chị người ta hay bận á mấy chị. Dáng con này là đẹp lắm nè mấy chị, nhìn nè, đã không? Con này mấy chị mặc đi đám cưới cũng được nếu mấy chị biết cách phối với dây nịt, dây nịt hoặc là quần nha. Rồi con này rất là đẹp, mấy chị cứ Google mấy chị thấy hot girl ta hay bận cái form này nè. Rồi dáng này free size SML giùm em, free size SML, một cái áo cực kỳ độc đáo luôn. Free size SML luôn nha mấy chị. Có nghĩa là dưới 60kg mình mặc thoải mái luôn, từ 45kg đến dưới 60kg tùy cách mình phối đồ. Chốt con siêu phẩm này cho em mã 943. Biết nãy mặc con này ha. Con này dễ thương lắm đó mấy chị. Con này rất là đẹp luôn đó. Chốt cho em mã 943. Rồi đầm lên, đầm dây không có nha tình yêu. Đầm dây trả lời với tình yêu luôn là tôi không có ha. Rồi đầm dài. Đầm dài tay phòng cực hiếm. Dáng con này mấy chị phải từ 55kg đến 65kg mấy chị mặc mới đẹp. Mấy chị lưu ý giùm em nha. 943 chị Nhân Trang Nguyễn chốt trước. Chốt con này cho em mã 536. Các chị phải từ 55kg đến 65kg giùm em mặc mới đẹp nha. Em chào chị Ngọc Linh. Hôm nay là hàng đầu kiện siêu phẩm của em đó chị ơi. Cố gắng chốt là đủ đơn mà em nha. Hôm nay em lên toàn bộ là đầu kiện giá 59.000 hết. Rồi em lên một con baby doll size S. Con này dưới 47kg thôi mấy chị, siêu phẩm. Siêu phẩm này chỉ dành cho các tình yêu của em dưới 47kg mặc rất đẹp luôn. Con này á là dạng baby doll mà baby doll ngực. Baby doll mà baby doll ngực. Mấy chị tưởng tượng mấy chị mặc với quần lưng cao nó rất là yêu luôn á, nhìn nó cưng lắm. Nó sẽ chiết cái ngực này sao nó xòe phần dưới ra như vậy nè mấy chị, đẹp lắm. Nhưng mà nó nhỏ quá, nó dưới 47kg thôi giùm em. Chốt con này cho em mã B25. Chốt con đó cho em mã B25. Đầm 536 Lily. Lily chưa chuyển khoản cho Vy nha Lily ơi. Hôm qua Vy đã gọi với nhân viên rồi. Đối với Lily bây giờ là bên Vy không chốt bằng tin nhắn nữa, bên Vy sẽ gọi điện thoại chốt rụp và quyết định và gói đơn. Tại vì nhân viên bên Vy phản ánh là nói chuyện với Lily một hồi là đơn gói 3 lần mới xong. Thì bên Vy không chấp nhận vấn đề đó được. Bên Vy là làm cả trăm đơn thì một đơn mà gói 3 lần như vậy thì bên Vy không tiếp luôn á nha. Nên là sau này á, toàn bộ đơn hàng của Lily nhân viên sẽ gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp chứ không nhắn tin nữa, để tránh trường hợp làng èn. Có nghĩa là khi mà cúp điện thoại rồi nó là như vậy luôn nha. Lily Vy chốt 536 cho Lily nè. Vy sau này Vy sẽ gọi điện thoại chốt đúng số tiền chuyển khoản cho Vy là đi đơn chứ không có làng èn nữa nha. Bên Vy không có thời gian để làng èn nha, nói trước luôn. Nếu mà muốn khách chiều khách thì làm ơn đi shop khác. Chứ bên Vy 100 đơn mà giải quyết trong ngày thì không thể nào mà giải quyết theo kiểu của Lily được nha Lily ơi. Dạng áo như 943 dạ có chị. Em có nguyên kiện lẫn cái kiểu gì em cũng có hết, với chị xem dõi tiếp nha. Rồi con này quá độc đáo, 45kg cho đến 52kg, thậm chí khách nhắn tin với còn chưa kịp đọc nữa mà. 45kg đến 52kg chốt cho em mã C58. Chốt cho em mã C58 giùm em. Nên Vy nói trước cho Lily là sau này Vy sẽ chốt đơn theo kiểu đó nha Lily ơi. Có nghĩa là Vy gọi để có việc là Vy sẽ báo cho Lily số tiền thôi, chứ không còn báo cái gì ngoài nữa, ngoài số tiền nữa nha. Tại vì bên phong cách làm việc nhà của tôi là nhanh gọn lẹ, khách nhận hàng trong vòng 24 tiếng nha. C58 là chị Rồng Bay. Chắc chưa biết cách làm việc bên tôi á, nên đợt vừa rồi đơn gói 3 lần là nhân viên nó cự. Nó nói chữ cả trăm đơn đang đợi mà một mình đơn bà đó gói 3 lần chị. Trời ơi, Vy cũng bực nữa đó. Vy nói thiệt, Vy cũng bực nữa đó. Nhưng mà do nó chiều nhân, nó chiều khách, chứ không thôi Vy la nó. Rồi lên nè mấy chị. Dạ, cái chuyển khoản trước với số tiền đơn trên 200 thôi chứ. Chuyển khoản trước đơn trên 200 nha, còn lại là mình cặp bình thường. Rồi con này thêu nè mấy chị, đẹp lắm. 50-55kg nha mấy chị. Con này form cánh dơi, mấy chị mặc bình thường, đóng thùng. Form cánh dơi giùm em, chốt cho em mã B7. Form cánh dơi, chốt cho em mã B7 luôn mấy chị. Ây đầm em còn nè, đầm này tay ngắn rất là đẹp. Đầm này tay ngắn rất là đẹp mấy chị. Ôi ôi mấy chị ơi, con đầm này mấy chị nhìn cái tay của nó nè. Mấy chị nhìn cái tay của nó nè. Mấy chị chốt với giá 59.000 là có thiệt. Ngày mai nhận hàng cũng là có thiệt luôn. Rồi mấy chị có thiệt hết toàn bộ nghe. 55kg đến 65kg mặc đẹp giùm em. Chốt cho em mã số 57. 55kg cho đến 65kg mấy chị mặc thoải mái luôn. Mã số 57 giùm em mấy chị. Chốt liền siêu phẩm cho em mã số 57. Con này giá 59.000 là có thiệt. Ngày mai mấy chị nhận hàng mặc luôn. Chốt cho em mã số 57. Rồi lên nè mấy chị nè.
Ôi ôi nó đẹp quá. Ơi mấy chị ơi, đã quá mấy chị. Một con baby doll xòe, nó còn muốn xòe nhiều hơn cái tôi bận nữa đó mấy chị. Nó xòe rất là nhiều, 50-55kg xòe nhiều. Tay phòng nha, độ mới 100%, mới 100% mấy chị. Chốt con này có 59.000, chốt cho em mã 907, chốt cho em mã 907, 57 chị Nhân Trang Nguyễn. 57 chị Nhân Trang Nguyễn nè. Trời ơi, con đầm nó đẹp quá chị Nhân Trang Nguyễn ơi. Con đầm nó đầm giống nút luôn á chị. Rồi lên. Trời ơi. Bảo đảm các chị cầm. Con này nó còn đẹp hơn viên đào nhật trắng đầu kiện nữa. 907 của chị Diễm Kiều Phan. Nói chung là mấy chị ơi, em làm sơ mi trắng á, một kiện em làm mất 3 ngày đó mấy chị. Không nhùi nhăn áo. Em biết rồi, bởi vì em để thẳng nè. Rồi nè, 50kg đến 55kg giùm em. Con này siêu phẩm viên nhật nha. Siêu phẩm viên nhật 50-55kg nha. Chốt cho em mã số 78. Chốt cho em mã số 78 mấy chị. Mã số 78. Mã số 78. Vì làm một kiện này mất 3 ngày đó mấy chị. Để xử lý và giặt ủi đó mấy chị. Là mấy chị biết cái tính của em nó kỹ cỡ nào luôn á. Tính của em nó kỹ kinh khủng luôn á mấy chị. Nó là mấy chị nhận cái con sơ mi trắng là mấy chị hài lòng 100% nha. Chị mới mua tủ nè Vi, trời bà ghẹo tôi nữa trời. Đó, mất 3 ngày để xử lý đó mấy chị ơi. Thấy em bỏ một ngày của em mười mấy triệu tiền doanh thu. Mà bây giờ em bỏ 3 ngày là mấy chị biết là 50 triệu đó. Mà không biết cái đơn cái này em bán bao nhiêu thôi. Nhưng mà tại vì nó ghiền quá, với lại mấy chị đòi quá, em cũng phải về. Đó mà em về mà em mất 3 ngày em không ra hàng được đó mấy chị. Rồi con này đẹp lắm. Con này 50kg nha, 50-55kg size M. Con này dành cho hot girl cách kiểu cách giùm em. Size M dành cho hot girl kiểu cách giùm em. Chốt cho em mã bơi 72. Thường á là cái nghiệp á là phải bán đó chị. Tức là mình bán lớn, mình phải bán đa dạng đó. Nên nó mới lên như vậy đó, bắt buộc phải bán sơ mi trắng. Mặc dù không có thích. Tại cực quá, cực chó vậy. Rồi 50-55kg nè. Phơi đồ mà vũ đồ cho nó thẳng như vậy không mà cái tay nó mỏi đó. Rồi 50-55kg giùm em, 2-3 người làm không xong kiện này. Chốt cho em mã 549, con này phong lực mấy chị, mã 549. Rồi lựa đẹp lên rồi mấy chị. Đó, đã lắm nha. Trời ơi con này tay nó phồng to lắm. Con này là 55kg, 50kg đến 55-56kg thoải mái. Con này 55-56kg thoải mái mấy chị. Mấy chị mặc rộng chút không em. Con này nó rất là xuất sắc luôn á mấy chị, nó rất là xuất sắc luôn. Chốt cho em mã số M34. Mấy chị biết Thanh Hà không? Bán 99.000 cái. 4 ngày nó mới bán được một like sơ mi trắng nè. Là mấy chị hiểu rồi đó, là nó giặt trên dưới 800 con đó mấy chị. 5M34 con này, 549 chị Diễm Kiều Phan, 4 ngày mới ra được một mẻ 800 cái đó. Chứ không phải là ít đâu. Không phải là dễ đâu mấy chị. Em ra đợt hôm nay em ra có 600 cái em mất 3 ngày. Tại em có chuyên dụng. Thì đương nhiên nhỏ đó nó cũng có chuyên dụng. Đây, đây mấy chị em mà bán được 99.000 em cũng gán em ủi nữa. Em cũng gán em giặt nữa. Rồi 50kg đến 52kg size S. Con này size S thôi. Mấy bà size S dán càng đẹp mặt càng đẹp. Mấy bà nhìn nè. Con này mấy bà dán càng đẹp mặt càng đẹp nha mấy bà. Size S nha. Chốt cho Vi mã 279. Size S nha. Chốt cho Vi mã 279 giùm em. Trời ơi, thích quá, mấy con này thích quá. Cố gắng làm cho nó ra form nè. Nhìn tay phòng nè, ngon nghẻ chưa. Free size giống tôi đang bận nghiêng. Đẹp lắm nghiêng. Rồi, con này 50kg đến dưới 55kg thôi cái tình yêu. Chốt cho em mã 08 nha. Ở đằng sau rất là đẹp luôn. Rồi, 50kg cho đến dưới 55kg nha, các tình yêu ơi. À, rất là đẹp nha. 50kg đến dưới 55kg giùm em nha. Rồi, lên viên nhật. Trời ơi, có chọn được mấy con thích quá. Con này dưới 50kg thôi. Con này chuẩn, form chuẩn dưới 50kg giùm em. Con này form chuẩn dưới 50kg giùm em. Chốt con này cho em mã số 937. Chốt cho em mã 937 luôn các chị. Theo nè, trời ơi mấy chị ơi. Em thì thích kiểu, mấy chị thích theo hả? Em thì thích kiểu giống như em đang bận nè. Nãy giờ lên quá trời form giống như em đang bận luôn. Rồi theo nè. Theo cổ, theo tay. Siêu phẩm này 50kg cho đến dưới 56kg mặt đẹp. 50kg cho đến dưới 56kg mặt thoải mái.
Chốt cho em mã số C48279 của chị Cá Thị Lương, 937 chị Phùng Hà Trang. Em ơi em vô em xếp sơ mi giùm chị nha. Xếp sơ mi bỏ thùng chị nha. Em xếp cho gọn nha em. Xếp mà sao mà cho nó hạn chế nhăn tối thiểu nha. Để mà đến đây khách là cái áo nó không có nhăn. Dài em lên một cái khoác nè. Khoác này 50-55kg mặc đẹp nha. Khoác này 50-55kg mặc đẹp giùm chị nha. Ê giùm em nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Khoác này mặc đã lắm. Chốt khoác này cho em mã số 105 đi. Trời ơi M34 chưa ai lấy. Ôi nó thêu hết cái áo luôn. Rồi bên tiếp nha. Rồi con này vải nó đẹp lắm. Con này là form một túi nha. Form một túi nè, cái vải nó sọc sọc nó rất là đẹp. Đó. Con này thì 50kg, 50kg cho đến dưới 56kg mấy chị. 50kg cho đến dưới 56kg rất là cưng luôn. Rất là cưng luôn. Chốt cho em mã 925 mấy chị. Chốt cho em mã 925. Baby nè. Ôi con này nó baby quá rồi trời. Con này size SM nha các tình yêu. Baby nha, baby tay phòng. Baby tay phòng, trời cái chung tay nhìn nó sang quá má ơi. Rồi con này nó ra tới đằng sau luôn giùm em nha mấy chị. Baby tay phòng 50-55kg giùm em nha. Chốt con này cho em mã số 92. Chốt baby tay phòng cho em mã số 92 luôn nha mấy chị. Chốt cho em mã số 92 nè. Cái con mấy con này là basic nhưng mà nó rất là vải, nó rất là đẹp. Mấy chị nhìn nè. Hôm nay em lựa basic vải đẹp không á. Rồi size, ok chị, size 60kg nè. Con này mình có thể mặc thả ra cũng được. Mặc thả ra cũng được. Mà mặc giấu quần cũng được luôn. Con này cái tay nách nó rất là rộng rãi, thoải mái luôn các chị. Rồi con này 55kg, 60kg, size ML. Chốt cho em mã 295. Chốt cho em mã 295 nha, size ML. Có con này size to nè, con đầm này size to nè. Con đầm này 55-60kg mặc đẹp. Con đầm này nè, đầm có chữ phía sau. 55-60kg mặc đẹp dùm em nha. Mã 542 luôn. Mã 542 con đầm đó size to á. Thôi con này đẹp quá này mấy chị. Mã số 77 size SM chuẩn. Mã số 77 size SM từ 40-45kg đến dưới 55kg free size dùm em rất là đẹp luôn. Chốt cho em mã số 77 nha, free size 45-55kg nha. Đó, con này. Con này đẹp lắm, con này đẹp lắm luôn, nó thêu hết hai bên. Con này nó thêu hết hai bên nè, 92 chốt cho chế Cá Thị Lương. 542 Dương An, lên số điện thoại địa chỉ. Rồi đây mấy chị. Đẹp lắm. Con này là 55kg cho đến 60kg free size. Thật ra con này nó free size từ 50kg đến 60kg luôn. Mấy chị dễ mặc lắm. Mấy chị dễ mặc cực kỳ luôn. Con này mấy chị dễ mặc lắm. Free size giùm em. Free size nha. Free size nha. 50kg đến dưới 60kg free size. Chốt cho em mã số 47. Chốt cho em mã số 47 luôn. Chốt cho em mã số 47. Em chào chị Hoa Xương Rồng. Lấy số điện thoại của chị Dương Ân. Ôi. Một em free size tiếp tục nha. Siêu đẹp. Đã không? Con này là 50kg đến free size với 60kg mặc thoải mái. Con này nó thiết kế theo kiểu rộng để cho mấy chị mặc đẹp. Mấy chị có thể mặc với quần baggy hay là quần ôm giùm em. Con này mới tin luôn á các chị. Chốt cho em mã 94. Từ từ chốt cho em mã 964. Chốt con này cho em mã 964 giùm em các chị. Free size ML luôn nha. Chốt cho em mã 964 free size ML luôn mấy chị. Lên đầm tiếp nha mấy chị. Em thấy mấy cái form này nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Con này vải mềm. Con này vải mềm. 964 Phùng Hạ Trang. Con này vải rất là mềm, rất là thích luôn mấy chị. Mới 100% nha. Con này thì 50kg đến dưới 55kg thôi. Con này nó có giới hạn mấy chị, dưới 55kg mặc đẹp giùm em. Chốt con này cho em mã bơi 47. Chốt cho em mã bơi 47 nè. Chốt cho em mã bơi 47 nha. Rồi em chào chị Thủy Ngô. Từ từ em lên size mình nè chị. Ôi. 45kg cho đến dưới 52kg thôi mấy chị.
đẹp banh nhà lầu luôn. 45kg đến dưới 52kg nha. Chốt con này cho em mã số C100. Dạ có chị. Tay phồng hay là tay bồng? Tay phồng hay là tay bồng? Tay bồng thì ít mà tay phồng thì quá trời. Tay bồng bền đó thì ít lắm, mà tay phồng như em thì nhiều. Có cổ 3 phân không? Chị trời, sao mà hỏi khó luôn vậy ta? Cổ sơ mi là cổ 3 phân là sao? Trời, cổ 3 phân nó chỉ có áo thun, áo mông tư ghi thôi, chứ giờ áo sơ mi cổ 3 phân là sao? Cổ 3 phân là cổ đúc trụ, 3 nút lên đúng không? Là chuẩn luôn đó. Chuẩn cổ 3 phân muốn tìm luôn đó. Trời ơi, trời chết luôn rồi. C100 chị qua xương gồng. Dạ alo. 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 Ờ, chị em có ai hẹn gì giờ chị giao lên được chị? Được em ơi, nhưng mà bây giờ em giao lên là tầm bao lâu nữa em tới? Em tới cái em khoan xuống hàng, tại vì chị có kho mới rồi đó. Tức là chị liên hệ với cái người kia dắt qua kho mới luôn. Sao chị? Hiểu vấn đề không? Có nghĩa là đến nhà chị thì khoan xuống hàng. Hiểu không? Chợ kho mới của chị sao không? Sát bên. Sát bên hả? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ý chị là vậy đó, chứ chị bán, chứ chị đang bán thì em tới nhà để chị kêu người dắt em chạy qua. Ok em, ok em. Trụ đó. Cổ trụ là chỉ có vậy thôi. Dạ, cổ trụ nghĩa là cổ trụ không có hai lá này đúng không? Mà nút lên đúng không? Em lên nha. Rồi đây mấy chị. Con này free size giùm em nha. Free size 50kg cho đến 58kg. Free size 50kg cho đến 58kg nha mấy chị. Free size 50kg cho đến dưới 58kg nè. Chốt cho em mã số 91. Con này size ML, free size mã 91. Quá đẹp. Chốt cho em mã 91 nha. Cổ đó thì đợi em nha chị, đợi em một chút. Cổ đó là em phải tìm mới được chị ơi. Còn đa số của em là cổ bẻ như vậy không à nha chị. Cổ đó em vẫn có nha. Cổ đó em có nha. Tại vì á, em giặt gần hết kiện mà, nên là cái gì em cũng biết hết trơn á. Trời ơi trời, cái gì tôi cũng biết, cái này tôi biết hết luôn. Tôi xử lý và tôi xử lý từng vết dơ nhỏ luôn. Ôi xịn sơ trắng á, trắng á, nó dính chút xíu thôi nó cũng dơ thôi. Trời ơi, ngồi chà chết mẹ luôn á mấy chị. 91 là bà Đặng Kim Ngân nè bà nội. Nó nên là cái cổ như chị yêu cầu em có nha chị, qua xương gồng rồi phải đợi nha, tại vì sản phẩm nhà em quá nhiều nha. Rồi lên nè mấy chị, size này size SM thôi các tình yêu, 45kg đến dưới 52-53kg nha. Chốt cho em mã 54, siêu phẩm SM mã 54. Con này size to nè, một con đầm size to nè mấy chị. Con này đẹp lắm. Con này 50kg đến 60kg mình mặc đầm thoải mái. 50kg đến 60kg mình mặc đầm thoải mái. Chốt cho em mã 113. 50kg đến 60kg 59.000 con đầm siêu phẩm này thôi. Mã 113 luôn. Trời em gắn theo cái mã đẹp quá vậy. Rồi lên. Con này mấy chị chốt liền tay cho em. Nó là vôn lụa 100% lụa đó. Lụa satin 100% đó các chị. Con này mấy chị nè, công sở đi làm chuẩn luôn. Lụa đẹp lắm mấy chị. Con này lụa rất là đẹp. Size này là size 51kg quay đầu thôi các chị. 51-52kg quay đầu hàng lụa nha. Chốt con này cho em mã số 11 mấy chị. 51kg quay đầu mã số 11. 113 em chốt cho chị Kim Loan Ngô nha chơi. Đây cái con này đẹp nữa nè. Đó, con này nó giống con 113 nha. Cái form nó ngắn hơn mà nó thêu đẹp hơn. Nó đẹp, thêu đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây nó thêu đẹp hơn rất là nhiều luôn các chị. Con này thì 55kg cho đến dưới 56kg mặt đẹp. Chốt 56-57kg cũng được nha. Con này size ML nha các chị. Chốt cho em mã số 47 luôn. 11 của chị Ngọc Linh nè. Chị Ngọc Linh ơi, là mình chung đơn với chị Sơn Tinh Dầu Dừa hay sao ạ? Mình cứ cho em thông tin số điện thoại liên lạc riêng toàn bộ nha chị, để sau này bên nhân viên em sẽ liên lạc trực tiếp với chị nha. Trời ơi, cái kiểu này em vẫn còn một cái nữa nè. Rồi ai chốt 47 em có hai cái luôn. Trời ơi quá đã luôn mấy chị. Đây 58kg nha. 58kg size L mấy chị vừa hết nha. Chốt cho em mã 117 nè. 117 nè. Có cổ bèo nha. 47 nè. Em chốt một cái cho chị Kim Loan nè. Để em coi nó có giống nhau hay không ạ. À nó khác nhau nha các chị. Nó khác nhau mấy chị. Nè nó khác nhau. Một cái là
À, nó hơi hơi khác nhau chút xíu thôi, nó hơi khác nhau chút xíu thôi. Mấy chị bấm cho em 117 đi em chốt đơn với chị này. Rồi 117 chị Kiều Oanh. Dạ cho em số điện thoại riêng à, dạ cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị. À chị xin tên vào vừa giới thiệu hả? Trời ơi có người giới thiệu là khỏi cần cọc. Rồi số 47 nè. Rồi chị Kim Kiều Oanh lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Chị mua hàng, chị Ngọc Linh mua hàng là có người bảo lãnh rồi đó. Thấy ghê chưa? Em lên đàm tiếp nha. Đây đây siêu phẩm này em vẫn có giá 59.000 cho các chị đây. Đây nó phòng nữa chứ con này, bà này trời ơi, free size XL nha. Free size XL nha, dưới 60 kg mặc vừa. 45 kg đến dưới 60 kg mặc thoải mái luôn. Trời ơi, trời ơi. Rồi chốt liền tay, bấm liền tay, chốt cho em mã 466. Chốt cho em mã 466 mấy chị ơi, 466 nè. Giờ em lên tiếp nha, hàng theo ren em có quá trời. Lên mấy chị, một em tay ngắn theo siêu cấp luôn, theo tới tay luôn, theo ra đằng sau luôn. Con này size đẹp lắm, con này hàng hiệu nữa. Con này thì 55kg đến 60kg mình mặc thoải mái. Mặc thoải mái 55kg đến 60kg. Chốt cho em mã 515 luôn. 466 chúc mừng chị Thủy Bùi nha. 466 em chúc mừng chị Thủy Bùi nè. Em chốt 466 rồi các tình yêu ơi. Hôm nay toàn bộ nhà hàng nhà em là 59.000 hết nha mấy chị. Toàn bộ luôn. Rồi lên mấy chị nè. Chị Kiều Oanh cố gắng chốt hai cái giùm em mới đi đơn nha. Đầm 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 đầm. Đầm đìa đầm đìa đầm đìa. 515 của chị Nguyễn Thu Thảo nè. 515 size chị Thu Thảo mặc được nè. Size này chị Thu Thảo size L mặc quá đẹp luôn. Rồi đầm này size ML luôn. À không xin lỗi nè, em coi cái tay nó hơi gọn nè. Rồi đầm này size SM thôi mấy chị. 45kg đến dưới 55kg vừa. 45kg đến dưới 55kg vừa nha. Hôm nay là em, trời ơi tâm huyết của em nằm trong đây đó. 3 ngày đó em câu giờ, bữa giờ 3 ngày em câu giờ nó mới ra được cái mẻ này đó. Chốt cho em mã M87. Chốt cho em mã M87. Trời em hối cô Lan dữ dằn luôn á mấy chị. Em hối cô Lan ơi, cô Lan ơi. Rồi hàng thêu nè mấy chị. Hàng thêu nè. Con này thêu siêu đẹp luôn á mấy chị. Thêu chỉ tay. Mấy chị nhìn cái tay của nó thêu hai lớp nè mấy chị ơi. Con này rất là thích. Con này size SM nha, 45kg đến dưới 53kg mặt đẹp. Chốt con này cho em mã C48 luôn các chị. Hàng thêu cao cấp mã C48 luôn giùm em nè. Cái con này em thấy nó đẹp quá sao mấy chị không chốt ta. Con này nó cái cột nơ tay á mấy chị, cái tay của nó hơi ốm, cột nơ tay. Dáng con này mấy bà mà 52kg là mấy bà mặc đẹp mấy bà ơi. Nè mấy bà, rất là đẹp luôn. 52kg quay đầu mã B72 luôn giùm em. C48 chị Ôn Thủy chốt trước nha mấy chị. C48 siêu phẩm hàng thơ của chị Ôn Thủy. Rồi mấy chị khách mới nè, chốt hai cái giùm em mới đủ đơn nha các chị ơi. Em lên một con đầm mà dáng nó suông hơn một tí. Đầm này không xòe, dáng suông có hai túi. Đầm này thì size SM luôn các chị. 45kg cho đến dưới 53kg mặt đẹp. Chốt con đầm này cho em mã số 221 nha. Chốt đầm suông có túi này cho em mã 221 nha. Mấy con này mới tin là mấy chị ơi. Chốt cho em vi mã 221 nè. Baby doll xòe thêu. Con này là dáng baby doll, nó vừa xếp ly chỗ này nè mấy chị. Ó mà nó vừa thêu hai mặt luôn mấy chị ơi, thêu hai mặt luôn. Con này dưới 50kg, 51kg là hết cốt nha mấy chị ơi nha. Nó nhỏ, nói chung là con này mấy chị dáng càng đẹp, cái dáng càng nhỏ mặt càng nhỏ, mặt càng đẹp. Chốt cho em mã 560 mấy chị. Dạ có sơ mi 65kg chị, chốt cho em mã 560 luôn. Em thấy có cân bèo để coi nó bao nhiêu ký. Trời ơi, con này nhỏ quá, từ từ đem lên con này đó. Con này đẹp lắm nè mấy chị, nhìn cái bèo của nó nè, thấy không ạ? À? Đó, con này bèo đã lắm. Con này là mấy chị về cái mặt với quần sọt á, hoặc là mấy chị đóng thùng cũng được luôn mấy chị. Con này là 50kg quay đầu thôi. Con này là 50kg quay đầu thôi, form vừa và ngắn nha mấy chị nha, rất là thích nha. Chốt cho em mã 454 luôn. Chốt con đó cho em mã 454 luôn nha mấy chế ơi. Chốt cho em mã 454 luôn. Từ từ để em tìm cái form nó rộng rộng chút nha chế. Chốt cho em mã 454 luôn nè. Trời ơi con này đẹp quá vậy. Đây mấy chị nè. Chết rồi, con này cũng 50kg đến 58kg thôi. Con này nè. Con này tay phòng rất là đẹp. Cổ của nó là đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Con này mấy chị cái cổ của nó quan trọng đẹp.
55kg đến dưới 58kg nha. Bà nào mà tìm cái form này nè, lấy liền. Con này form này em biết nhiều chị tìm lắm. Tại vì phối với cái gì váy kaki công sở đẹp lắm. Chốt cho em mã 960, 560 của chị Ngọc Bích nè. Trời ơi, bây giờ sao ta, có chốt cho chị Ngọc Bích không ta? Chị Ngọc Bích em thấy là trusted nè. Nhưng mà chị Ngọc Bích bận quá không? Dạ không chị, hôm qua em đã nói rồi, hôm qua em đã kêu rồi, hàng của chị hôm qua đã được sơ cua toàn bộ, khách mới em không có giữ hàng chứ. Sao mấy chị không tin em ta? Mấy chị không tin là em nói làm hả ta? 454 chị Cáp Thị Lương. Bây giờ em vẫn chốt con đó cho mình đó chị. Từ từ để em coi. Em vẫn chốt cái con 560 cho mình nha. Rồi bây giờ mà mình không đủ nữa là em cũng thua luôn nha chị nha. Em nói trước nha. Hôm nay mà mình không đủ đơn nữa là em không nhất quá tan nha chị Ngọc Bích. Em nói trước nha, đừng buồn em nha. Hàng của chị hôm qua là sơ cua hết liền. Tại vì em chốt trong ngày mà chị, em chốt em bán liền mà em đâu có chừa đâu, không có chừa, tính của em không có chừa. Rồi đầm. Đầm này 50-55kg mấy chị. Đầm này rất đẹp. Đầm nè. Giờ sao chị có muốn chốt không chị Ngọc Bích ơi? Hôm qua em đã nói với chị rồi, cố gắng chốt đủ 3 cái, chị chốt 2 cái là đương nhiên hàng nó sẽ hủy, nó sơ cua hết. Rồi con này 50-55kg con đầm này nè mấy chị nè. Giờ chị có muốn chốt không? Hôm nay chị chốt 2 cái là đủ đơn rồi, đã đi đơn rồi. Chốt cái này cho em mã 960. Chốt con đầm này cho em mã 960, 50-55kg size SM nha mấy chị. 50-55kg size SM, mã 960 luôn giùm em. Dán baby nè. Dán BB cổ trụ nè chị. Dán BB cổ trụ nè. Đó, màn bị văng ra hả chơi. Rồi, con này 50-55kg luôn. BB cổ trụ tay phòng. BB cổ trụ tay phòng nha. Dạ, chị Phan Dương. Chốt con này cho em mã B90 luôn các chị. Chốt cho em mã B90. BB cổ trụ tay phòng mã B90. Rồi, em đang tìm nè. 60-65kg đúng không? Rồi, đây con này. Trời ơi, con này vải siêu đẹp. Con này là tầm 55-60kg nha tình yêu, mới 100%. Con này là 55-60kg mới 100% các chị. Chốt cho em mã 510. 55-60kg mới 100% mã 510. B90 của chị Phan Dương, ok chị. Hôm qua là chị Ngọc Bích, chị có biết không, biết chị có biết hay không, em nhẫn nại cuối tới cuối giờ tiếng thứ ba em vẫn cố gắng lên cái size của chị. Em 60-62 lên rất là nhiều. Là cái một tại phong cách làm việc của em là em làm trong live thôi, ngoài live là em không có giải quyết khách nữa. Trong live một thôi, có vấn đề gì là trong live giải quyết hết. Trời má ơi, trời, con này dáng đẹp quá. Con này là nó vừa xòe mà nó vừa tay phòng nữa nè. Con này 55kg đến 60kg luôn nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Thêu nè, theo hai mặt nè, 55-60kg tay phòng nè, quá đã, quá đã. Rồi chốt che mã số 132. Con này mấy chị size S mặc càng đẹp nữa. Mấy chị mà size nhỏ nhỏ xíu con á, mấy chị mặc nó xòe tùng ra, nó rộng, nó đẹp lắm. Chốt che mã số 132. Chốt che mã 132. Rồi em lên dòng body chút nha. Rồi 132 của chị Hằng Vũ. Em lên dòng body nha. Em thấy chị ngơi ngô nãy giờ chốt mà bị sao rồi nha chế. Cố gắng ở lại giùm em like tới 4 tiếng đồng hồ là mấy chị không nghĩa với lý gì mấy chị không đủ đơn nè. Rồi con này là dòng body giùm em. Áo này Nhi mê lắm luôn, mua 20 cái. Giới thiệu mấy người trong công ty mua đi, hôm nay tôi làm cái mẻ này được lắm nè, vải mới. Rồi con này là vải phôn lụa chất body, dưới 48kg nha. Con này 40kg đến dưới 48kg hàng body nha mấy chị. Con này mấy chị body ra đẹp giùm em nha. Hàng body đi làm chất liệu phôn lụa dưới 48kg mặt đẹp. Chốt che mã C41 nha. Chốt che mã C41 nè mấy chị. Chốt che mã C41. Dạ in hình em có nha chị, để em chút. À, em có con thêu này size to, em lên cho mấy chị trước đã. Con thêu này đẹp banh nhà lầu, giá trị thị trường trên dưới mấy trăm ngàn nè mấy chị nè. Con này 60-65kg vừa nha, size L và XL. Con này size L, XL nè mấy chị. Chốt siêu phẩm này cho em mã 941 luôn mấy chị. Chốt siêu phẩm đó cho em mã 941 luôn mấy chế ơi. In hình em nhiều lắm nha chế ơi. Em lên phối đi, em lên nhiều kiểu đi, mấy chị lựa chọn cho nó đã mấy chị ơi. Nguyên kiện mà,
Thôi ơi, nguyên kiện 9 triệu mấy chị lựa cho nó banh nhà lầu luôn đi mấy chị. Rồi một em phong cánh dơi siêu đẹp, 55kg cho đến 60kg con này, 55kg cho đến 60kg con này luôn. Chốt cho em mã số 196 nha, 941 của chị Hằng Vũ nè. Chốt nè con này nè, 55kg đến 60kg vừa luôn, mã 196. Chốt cho em mã 196 luôn dùm em các chị. Chốt cho em mã 196 luôn dùm em. C41 của chị Ngọc Bích nè, C41 body size S của chị Ngọc Bích. Con này chất liệu vôn lụa nha, 196 chị Dương An. Rồi mấy chị, em lên tiếp nha. Trời ơi, đồ em chừa rất là nhiều. Rồi, một em công sở vôn lụa cao cấp. Con này mấy chị dành cho mấy chị đi làm, chất liệu vôn lụa cao cấp size 55kg nha. Size 55kg vừa, con này siêu đẹp. Con này bà nào mà mê vôn lụa, mê vải vôn vin á, mê vải vôn vin á, con này giá trị thị trường mấy chị mua mới nó biết bao nhiêu tiền mà nói. Bây giờ có 59.000 thôi mà hàng bao mới, bao ok. Chốt con này cho em mã số 160. Mấy chị cứ để ý nè, mấy chị mua mấy chị để dành, mấy chị đi đâu nó rất là lịch sự. Mà vải của nó là vải vôn lụa nha. Chốt cho em mã số 460 mấy chị, vải vôn lụa mã 460 luôn giùm em. Baby doll nhiều quá ấy, em lên con này in hình. Trời ơi con này, con này dễ thương cấp kỳ luôn á mấy chị. Nó vừa in hình mà nó vừa buộc nơ tay nữa đó mấy chị. 160 chị Phan Dương. Bây giờ em hủy nó rất là mắc công luôn á. Hàng đầu kiện của em mà hủy em rất là mắc công luôn á. Giờ sao ta? Em ơi em lục hết 500 cái đó ra cho chị, em lựa cái viền đỏ ra cho chị coi. Hàng em xếp gọn hết rồi. Thôi ghi chú chị Cát Thị Lương kìa. Đó, em in cái ghi chú chị Cát Thị Lương rồi đó, hay đọc hay hủy cái đơn chị Cát Thị Lương bên kho bên kia nha. Tại em làm hai kho chị ơi, chứ em không có làm hàng tại đây. Nhà em là để treo vậy thôi chứ không có làm hàng. Con này 50-55kg nha mấy chị. Con này 50-55kg siêu đẹp, 50-55kg siêu đẹp. Chốt con này cho em mã C61, em thấy chị Như Bùi nha. Chốt cho em mã C61, con đầm này đẹp nè mấy chị, mới vô. Con này 50kg đến 55kg nè mấy chị. Con đầm này rất là đẹp, 50-55kg rất là đẹp luôn các chị. Chốt cho em mã M87, 50-55kg chốt cho em mã M87. Em có con này in hình nè mấy chị ơi. Nó vừa độc đáo nữa mấy chị, nó vừa độc đáo nữa, vừa đẹp nữa mấy chị. Đó, con nó hồi nãy chị chốt là mã gì chị? Chị đọc lại mã cho em để em biết em chốt lại cho khách đó. Lỡ có khách chốt với chị Cát Thị Lương, chị nhớ cái mã giùm em, đọc cái mã giùm em để em ra sơ cua phiếu cái mã đó luôn chị. 160 đã chốt rồi. Để biết chút. 160 là chốt chị Phan Dương á, cái con cục nơ đúng không? Con cục nơ chốt chị Phan Dương rồi. Đồ mình mặc là hết nha chị. C61 của chị Nhiên Quỳnh. Một chín sáu không có trong đơn của chị Hằng Vũ. 196 này em chốt chị không nghe hả? 196 là chị Dương An chốt trước nha. Chị Hằng Vũ chốt sau mã 196. 161 của chị ở C61 chị Nhiên Quỳnh. Còn đó vì còn nhiều lắm, vì chuyên vôn vin mà. Vì chuyên vôn vin mà. Con đó vì còn rất là nhiều. Rồi cái này với chị 50-55kg chốt cho em mã số 77. 50-55kg chốt cho em mã số 77 nha. Vì chuyên vôn vin là con đó vì còn nhiều lắm ha. Vì chuyên vàng vin cao cấp mà. Dạ em chụp màn hình 196 chị Hằng Vũ coi luôn nha. Được chưa? Ra đây. Rồi chụp màn hình rồi đó. Em chốt theo máy điện thoại máy chủ nha các chị nha nha. Rồi con này size S dưới 53kg mấy chị. Chốt cho em mã 54. Em kiểm tra lại rồi, em chụp màn hình lại rồi luôn. Chốt cho em mã 54. Chốt mã đi bà kia, bà Nhi. Siêu phẩm nè. Siêu phẩm nè. Con này rất là đẹp, dưới 51kg nha. Chốt cho em mã 550. Chị chọn con khác giùm em đẹp hơn chị Hằng Vũ. Còn cái con mà 196 mà chị kiến nghị, bên em đã chụp màn hình máy em lại rồi á. Bên em chốt công bằng nha chị. À, cái này 50-51kg mặt đẹp, chốt cho em mã 550. 50-51kg mặt đẹp, mã 550.
Từ em đang lên siêu phẩm cho các chị size to này. Con này là 55-60kg mấy chị. Con này 55-60kg siêu đẹp. Đồ đẹp quá trời mấy chị ơi. Cứ con nào cũng coi lại hết chết mẹ rồi. 550 nè, chốt cho Đặng Kim Ngân. Con nào cũng coi lại hết rồi, 800 con mấy chị nào lên cho hết. Rồi 55-60kg giùm em. Đẹp chưa? Đẹp banh nhà lầu luôn á. Chốt che mã C 19. Cái đường chỉ thêu của nó không chừng đẹp hơn cái con thêu màu á mấy chị. Rồi đây vôn lụa nè. Em lấy một con hàng hiệu size số 55A. Trời ơi má, size này nhỏ lắm. Con này ra ngoài mua biết bao nhiêu, biết bao nhiêu mà nói. Vôn lụa nè chị. C19 của chị Thu Thảo nè. Con này trời ơi nó đẹp lắm nha mấy chị ơi. Nghe lời em, nó đẹp lắm mà quan trọng mấy chị có vừa hay không thôi. Rồi con này dưới 50kg size S chuẩn. Hàng cực đẹp luôn á mấy chị. Ngang ngửa hàng Việt Tiến luôn á. Cầm một cái áo New Tan mà Việt Tiến bao nhiêu tiền mà nói đúng không ạ. Em mua bán 59.000 thôi. Chốt cho em mã số C1. Chốt cho em vi mã C1 size S mấy chị. Về vô dáng em. Mã C1 size S vô dáng em. Em ơi vô xếp đồ không chị nè. Anh Duy qua lấy đồ anh ơi, đầy tụng bên dưới nè. Rồi lên nè mấy chị. In hình em còn nữa nè. Từ từ em lên con này em lên in hình. Rồi size nè. Size này free size 55kg đến 60kg vừa. Form này mặc đã lắm. Form này cứ mặc với quần sọt giùm em là thích đẹp. Form ngắn thoải mái xòe tùng. Mặc với quần sọt giùm em đẹp lắm nha mấy chị. Rồi chốt cho em mã số 145 luôn. Chốt cho em mã 145. C1 chị Như Bùi. Lên cho em số điện thoại địa chỉ. Khách mới cố gắng chốt 2 cái giùm em đủ đơn nha chị. Khách mới chốt 2 cái giùm em mới đủ đơn nha chị Như Bùi ơi. Khách mới cố gắng chốt 2 cái giùm em nè. Rồi in hình em có nè. Rồi con này thì dưới 53kg thôi nha. Con này làm ơn giùm em dưới 53kg thôi. Mấy chị mặc rất là xinh. Chốt cho em mã 215 luôn mấy chị. 145 của chị Thu Thảo. 145 chị Thu Thảo trước nha mấy chứ. Rồi em có con này thêu ngôi sao. Cảm ơn chị, số điện thoại chị Như Bùi. Em có con này thêu ngôi sao nè mấy chị. Đó. Con này 55kg nha, 55-56kg thoải mái nha, đẹp quá. Con này đẹp lắm mấy chị, để ý cái vai chỗ này của nó nè mấy chị. Nó có một cái vai nữa để mà cái kiểu nó cảm thấy cái vai của các chị nó suông hơn, nó không có bị to vai đó các chị. Rồi chốt con này cho em mã số 61 luôn nha mấy chế nha. Chốt siêu phẩm cho em mã 61 luôn giùm em nha. Sơ mi cục nơ lên tiếp hả, thích sơ mi cục nơ hả? Em lên những con nó đẹp hơn như vậy nữa thì sao? Nói chung cứ theo dõi đi mấy chị ơi. Mình coi luôn chút xíu là mình thích là mình bấm thôi à. Có 59.000 rẻ quá. Rồi nè mấy chị, tính ra bây giờ mấy chị mua đồ rẻ quá à. Vài chục ngàn là mấy chị đã có được một cái áo mà mấy chị ưng ý rồi. Rồi con này hàng vôn lụa. Nó có cái khuy Chanel mới 100%. Nó cái khuy này là mới 100% là cái áo nó mới. Mấy chị để ý nha, cái khuy đi kèm với áo mà nó mới thì cái áo nó rất là mới. Con này 50-55kg mặc đẹp nha. Chất liệu vôn nha mấy chị. Chốt con này cho em mã số M5. 50-55kg mã M5 luôn giùm em nè. 50-55kg mã M5 để em coi dưới này nó có cái gì nha. Rồi ơi, nó có hàng hiệu nè. Một em Burberry hàng của Mỹ nha mấy chị. Made in Romania gì đó. 61 của chị Dương An nè. Rồi chị Như Bùi cố gắng chốt 2 cái giùm em nha chị. Chị Dương An là cái thứ 3 rồi đúng không ạ? Chuẩn bị tới cái thứ 4 mình cọc 50 nha chế nha. Rồi lên mấy chị. Con này là size S chuẩn hàng Burberry. Hàng của Mỹ, đàng hoàng Burberry Mỹ. Con này 45kg quay đầu. Chỉ có Phan Nhi vừa thôi. Phan Nhi ơi lấy đi con này quá đẹp nè. Một con hàng hiệu nè. Chốt mã 559 hàng hiệu. Chốt cho em mã 559 giùm em. Chốt cho em vi mã 559 nha mấy chị nha. Con đó là chỉ có 45kg, 46kg thôi. Con đó siêu nhỏ luôn. Đây con này 60-65kg các tình yêu. Các tình yêu size L, XL giùm em nè. Trời ơi con này nó đẹp quá luôn á mấy chị. Free size 60-65kg mấy chị size XL lụm luôn giùm em, quá sang. Chốt con này cho em mã 206 mấy chị lụm luôn giùm em nha mấy chị, quá sang. Chốt cho em mã 206 nè, em lên tiếp tục hàng thơ nha. Con này free size, con này dòng thơ free size mấy chị. Từ 50kg, 45kg mấy chị mặc đã đẹp rồi. 45kg mấy bà mặc như một cái đầm xòe vậy thôi. Chứ có gì đâu khó. Dạ em không có bán semi trắng nam chị này không có. Rồi con này mấy bà từ 45kg mấy bà sẽ S nè. Cho đến mấy bà 58kg quay đầu là mấy bà mặc vừa. Đó là nó free size SML luôn mấy bà ơi. Đẹp lắm. Con này mấy chị mặc form giấu quần á. Giấu quần giống em á. Đó, bao cute luôn. Búi tóc lên, mang về bata lên. Rồi chốt con này cho em mã E4 nha mấy chị.
con này nha, nó in chữ nha, tới đây luôn nha mấy chị ơi. Chốt cho em mã E4. Chốt con nó cho em mã E4 bèo ha. Bèo nè. Bèo nha mấy chị. Bèo tay, bèo cổ. Bèo này bèo size S rồi. Trời ơi, size S mới vừa thôi. 45kg đến dưới 50kg. 45kg đến dưới 50kg. Bèo này size S giùm em. 45kg đến dưới 50kg cho mấy chị. Quá đẹp cho mấy chị. Rồi chốt con này cho em mã C72 luôn các chị, size S. 45kg đến dưới 50kg size S, mã C72 nè. Đợi em chút xíu nè. Có cái nào mà cục nơ ở ngoài đó mà vôn lụa không trời. Em lên cái vôn lụa này ha. Còn cục nơ đợi chút đi. À, cô Lan ơi. À chị còn mấy cái pin trắng chị để riêng đó. Em vô mấy cái pin trắng đó cho chị. C72 chị Đặng Kim Ngân. C72 chứ em không có C42 ta ơi. Cái đầm E4 mấy chị không chốt hả? Cô Lan ơi, tí cô chỉ anh Duy chở nguyên cái bọc 25kg, cái bao trắng dẻo quá cô. Bao lên nữa mà. Bao lên từ 32 mà lên 38 luôn á. Lên 6.000 luôn á. 38.000 ký. Đúng rồi, một bao lên cả trăm mấy ngàn, 200.000. Tôi tấn hai cái ghế. Quên lụa mấy chị. Tôi tấn hai cái ghế mà nó dẹt hai cái ghế là nó đi. Dạ quên lụa giùm em, quên lụa con này quên lụa 52 ký quay đầu. Có free size không chị yêu? Có. Chốt mã E20 giùm em quên lụa, mã E20 free size hả? Thì sai nãy lấy con này nè. Đây em. Trời ơi, con này mặc free size hơi bị bụi, mặc y chang dán tôi bận luôn. Free size mã E4. Con đó mặc free size lộn đó. Còn con này cũng vậy nè. Con này thì free size SM thôi, con này cũng là đầm. Con này dài tới gối luôn á, bà không lấy hay gì trời. Chốt cho em mã M87. Con này free size SM mấy chị, mã M87 nha. Mã M87. Dạ E20 là dưới 52kg là hết cốt rồi nha chị. Nha chị, E20 dưới 52kg hết cốt rồi em nha. Ê, bánh bèo đi má, bị chửi luôn rồi trời. Bèo hả? Ờ bèo, bèo sắt cánh đi. Bèo sắt cánh nè, hai con nha. Một con S, một con ML nha. Đây, bèo sắt cánh nè. Bây giờ muốn bèo tôi cho bèo. Bèo nè. Size 47kg nha, bèo 47kg nha. Chốt cho em mã 119. Bèo 47kg, mã 119. Rồi, bèo này đẹp lắm. Bèo này mấy bà size to khoái, gặp em cũng khoái nữa. Tại vì con này mấy chị, thứ nhất mặt nó ốm, thứ hai nó che được bắp tay, thứ ba nó đóng thùng đi làm ngon lành luôn. Đó, con này mặc được hai kiểu luôn, form nó dài nữa. Cái con này đẹp tuyệt vời. Con này là 55kg đến 58kg, mấy chị size to khỏi cần lo. Mấy chị size to là lấy con này liền cho em, khó tìm cái con sắt cánh như vậy lắm. Chốt che mã 335. Mấy chị size to là tấn tới luôn giùm em nha. Mấy chị size ML mấy con sắt cánh này nè. Tại vì em không mặc sắt cánh á, mấy chị thử mặc sắt cánh rất là sang. Ví dụ như mặc như vậy thì nó baby quá. Còn mặc sắt cánh nó sang lắm. E4 viên viên 335 chị Mai Mai nè. Chết mẹ rồi. 335 chị Mai Mai lấy ha. Đó là 335 là size to đó, chắc cái chế đó. Đó 335 nè. Rồi 119 chị Nhi Quỳnh hốt cái con bèo nhỏ. Được chưa? Đó. Mỗi người đều có một cái sản phẩm phù hợp mấy chị. Bèo nhỏ nha. Bèo size S nha. Bèo đó là size S đó. Rồi cái E4 free size nè. Mặc free style nha. Free style nha. Duyên Duyên mặc free style với giày bata nha cưng. Rồi lên mấy chị, em có một cái dòng free style nữa mà vải là vải mút xốp. Vải này rất là hot trên thị trường. Vải này mặc đẹp lắm. Rồi free size tới dưới 60kg mấy chị. Free size cho tới dưới 60kg nha. Đó. Free size vải đẹp. Vải này rất là đẹp mấy chị nha. Chốt cho em mã 255. Mấy chị có thể mặc hững hờ một cái bra bên trong cũng được. Con này rất là nhiều cách phối. Mấy chị có thể xẻ cái nút ở đây. Nói chung nó nhiều cách phối với cái con này lắm. Chất liệu vải này rất là dễ phối. Mã 255 giùm em. Baby nha. Cô Lan có vô cho con mấy cái kia chưa?
mấy cái vôn lụa, mấy cái trắng vôn á. Nhà cô lựa mấy cái nãy. Trắng vôn á. Có đi ôm cô Lan. Hả? Đâu? Vôn nó vải vôn á. Có mấy cái mới nãy là đưa em vô hết á, còn mấy cái kia đó. Cái vải vôn là cái vải nó giống vậy nè. Vải vôn nó vải giống vải không bận nè. Thôi. Hai năm lăm chị Hoa Lê, em chào chị Hoa Lê. Từ đợi em chút vô vôn lụa nha mấy chị, vô vôn lụa đợi em tí vô vôn lụa. Cái mẫu 255 để coi coi kìm còn chất vải đó không tìm nha. Hồi đầu bán một con rồi đó, hồi đầu có một con mà bán rồi, hồi đầu có một con cũng, nhưng mà cái con đó là hai cái túi hộp luôn. Rồi lên đi, đây, ổ má ơi đẹp quá, 50-55kg size SM mấy chị. Vải vôn rủ cắt hàng nhúng nha, con này mặc không có nhăn à, đặc biệt cái vải con này mặc rất là đã. Chốt cho em mã số 178, 50-55kg mã 178, 50-55kg mã 178 nha. Con này thêu full áo nè, con này nó thêu hết luôn á mấy chị, nó thêu hết luôn á mấy chị. Giúp đây thôi. Dạ. Sao con nhìn con thấy vải xô không nhỉ, không có cái nào vôn hết á. Mấy chị chịu khóa đợi xíu nha mấy chị. Mã 78 chị Kim Loan Ngô. 178 nha chị Kim Loan Ngô ơi. Con này nha. Rồi đây mấy chị nè, con này thêu nha. Con này là 55kg cho đến 58kg thêu. 55kg cho đến 58kg thêu, đẹp lắm. Con này rất đẹp. Chốt cho em mã M34. Chốt cho em mã M34. Đúng rồi em ơi, em bị chậm con đó nha em. Đầm tiếp nè mấy chị, con này dán suông freestyle. Con này free size chứ không phải freestyle, free size. 50kg đến dưới 55kg mặc thoải mái. Con này thêu hết áo nha. Con này là thêu hết luôn. Con này là thêu hết luôn nha các chị. Rất là mới. Dưới 55kg là mấy chị mặc đẹp. Size SM. Chốt cho MV mã số 123 nha mấy chế. M34 em chốt cho chế chân trần. M34 nè. Cái con thêu nè. Con thêu đẹp cực kỳ. Một hai ba nha, 123 đầm suông nha. Đây nè mấy chị. Cái vôn trắng á mà hôm bữa cô ủi cô chừa một nhúm á cô. Áo vôn á. Rồi lên nè mấy chị nè. Con này form cánh dơi siêu cưng. Con này là free size SM thôi. Con này đẹp nè. Con này form ngắn mà cái form của nó cánh dơi. 45kg cho đến dưới 52kg. Form ngắn cánh dơi nè mấy chị, tha hồ mà chơi quần sọt lưng cao giống em nè mấy chị. Đẹp banh nè lầu luôn. Chốt cho em mã số 162. Pha lưới ra tới đằng sau luôn nha. Nói chung cái form này quá đẹp. Form quá đẹp. Chốt cho em mã 162 nè mấy chị, 162. Đúng rồi đó. Con này vẫn là vải xô. Con này vẫn là vải xô. Có con này vải vôn nè. Pha vôn nhiều, pha cô tâm nhiều. Cái hôm bữa mình ủi riêng đó cô nhớ không? Áo vôn á mà màu trắng, đơn giản vậy thôi. Ủa nó còn nhúm ở bên phía đầu cái xào đầu tiên của mình ở đằng cuối xào á cô Lan. Màu 62 chế Mỹ Ngọc. Rồi đây mấy chị, con này vôn nè, size to. Con này 55kg quay đầu nha. Con này vôn lụa nha mấy chị. Vôn lụa 55kg quay đầu mới 100%. Chốt con này cho em mã số 475. Chốt cho em mã 475. Từ từ em có nhiều lắm. Phân như 162 em có nhiều lắm. Em có một con tay ngắn. Con này dưới 50kg mấy chị chốt luôn. Nó xòe tự nhiên giống như form em bận nha. Đây ra tới đằng sau, theo ra tới đằng sau. Dưới 50kg size S. Chốt cho em mã số 741. Dưới 50kg size S mã 741 mấy chị. 475 của chị Mai Mai. Mấy chị giới trẻ nó thích mặc xô. Mấy chị không mặc xô hả? Mấy chị mặc xô là nguyên kiện này của em ấy rồi. Trời ơi, một con đầm nữa nha.
free size 50kg đến dưới 60kg. Chốt siêu phẩm cho em mã 136, nó đẹp quá luôn á mấy chị. Mã 136 giùm em luôn. Mã 136 giùm em luôn nha. Vên mát hả? Xô này cũng mát mà. Xô này mùa hè ta bận nhiều mà, vậy sơ mi xô thì sao? Đó, đẹp chưa, được chưa, ổn chưa. Size S, form công sở size S giùm em dưới 51kg nha. Form công sở size S dưới 51kg, mã C30 741 chị Chua Cà. Quá dễ thương, con này rất là dễ thương chị Chua Cà ơi. Em ơi, ủa làm xong cái banh móc vậy luôn hả? C30 chị Bình Mỹ. Nãy có đếm cho chị không? Rồi vên lụa nè mấy chị. Đầm vên lụa 50kg, 60kg đầm vên lụa này nha. Đầm vên lụa cho mấy chị 50kg đến 60kg mới 100%. Chốt cho em mã 64. Đầm vên lụa mấy chị mới 100%, mã 64. Rồi con này vên lụa của Uni. Con này là vô lụa của Uni size S. Vô lụa của Uni size S C30 em chốt rồi chế ơi. Chị Như bùi sau rồi nha chị. Con này là hàng của Uni nha. Size S dưới 48kg nha mấy chị. Chất liệu vô lụa nha. Chốt cho em mã số 312 64 chị Ngơi Ngô. Cho em xin số điện thoại địa chỉ. Cố gắng chốt hai cái giùm em mới đủ đơn nha. Chị Kim Loan còn xem không chị ơi? Mấy chị nãy giờ chốt đơn mấy chị đi đâu mất tiêu rồi. Mấy chị bị văng ra rồi hai ơi. Hai cố gắng kéo mấy chị vô like giùm em với. Cố gắng kéo lại vô like nè. Chị Kim Loan với một số chị khách mới nè. Chốt mà không đủ đơn thì làm sao mà đi hàng. Rồi con này pha cô tông nhiều lắm mấy chị. Nè con này pha cô tông nhiều. Hàng theo 50kg đến 55kg nha. Con này pha cô tông nhiều lắm mấy chị nhìn vải nè. Được chưa? Bao đẹp như lụa vậy. Chốt cho em mã 553 312 chị Như Bùi. Rồi đủ đơn rồi cho em xin luôn cái địa chỉ nha chị Như Bùi ơi. Hỗ trợ bên em chốt hàng cho nhanh nha. Bên em mà có địa chỉ rồi là ngày mai mấy chị nhận hàng luôn. Rồi lên mấy chị. Em lên hàng đẹp lắm mấy chị. Đây con này rất là độc lạ. Con này thuộc dòng thiết kế giùm em. Con này phải bẻ cái tay lên nó mới đẹp. Con này mà bẻ cái tay lên. Ngơi Ngô là khách cũ hả? Ok. Con này phải bẻ cái tay lên nó mới đẹp nha mấy chị nha. Trời ơi con này đẹp lắm nè. Thấy không? Thấy em bẻ cái tay ra không? Con này siêu phẩm luôn á mấy chị. Cái tay của nó có hai lớp như vậy nè. Mấy chị mặc á, mấy chị phải bẻ cái caro lên. Thế sao mấy cái trắng cái bà lận như bên trong nó mới đẹp. Đó. Vải này là vải siêu đẹp. Trời ơi con này đã quá mấy chị. Con này là hàng size S dưới 50kg mặc đẹp. Chốt cho em mã 539. Size S dưới 50kg mặc đẹp. Mã 539. Cái 312 đó size gì cho chị coi. Cái 312 em mới xếp á. Size S, size S. Ôi lắc quá không nghe hả chị. Cái 312 là Uni size S. Em nói rất là rõ. Dạ đúng rồi đó, nó đó. Đúng rồi đó, con bóc đúng rồi đó. Đây con để bên đây luôn. 539 thấy không? Bởi vì con nó nói rồi. Nằm bên đây nè. Con bóc đúng rồi đó. Đây 55kg, 60kg nè chị. 55, 60kg nè. Cao cấp nha. Chốt cho em mã số 193. 55 60kg cao cấp mã 193. 55 56kg á, lộn 55 60kg nha chị. Con 193 55 60kg. Con này tay phòng siêu đẹp. Con này là 50kg đến dưới 53kg thôi. 45kg đến dưới 53kg. Chốt con này cho em mã 229. Con này siêu đẹp luôn. 193 viên viên. Chị Như Bùi cho địa chỉ rồi nè hai. 193 viên viên. 539 của chị Chua Cà. 229 của Nguyễn Huyền. Rồi lên một con đầm.
đầm này 45kg đến dưới 52kg nha các chị, 45kg đến dưới 52kg nha, chất liệu vải rất là đẹp. Chốt con này cho em mã 181, dưới 52kg mã 181. Con này vôn nha mấy chị nha, vôn công sở theo yêu cầu của các chị. Con này 50kg đến dưới 52kg, 45kg đến dưới 52kg. Chốt cho em mã M89. Chị Kỳ Oanh còn xem không chị Kỳ Oanh ơi? Con này vải màu kem nha mấy chị, con này màu kem dưới 48kg nha. Chốt cho em mã 412, con này màu kem dưới 48kg mã 412. Siêu phẩm vôn lụa size to nè mấy chị. Con này 55kg nha, 55kg cho đến 57kg thoải mái. 55-57kg thoải mái nha, vôn lụa size ML. Chốt cho em mã số 522 đi. Dạ 229 chốt chị Nguyễn Huyền rồi đó. Ủa sao mạng lắc lắm hả ta? Chị không nghe hả chị Nguyễn Huyền ơi, nghe không được hay sao chị? Trời hôm nay lên đầu kiện mà mạng lắc là chết rồi, bắt buộc Vi phải like 1 ca nữa. Em like 1 ca một thôi. Mai nhiều ca mất thời gian lắm. Đây, dưới 50kg xe S con này, chốt cho em mã số 932. Dưới 50kg xe S mã 932. 55-60kg nè mấy chị, con này đẳng cấp luôn á. Con này đẳng cấp. Chốt cho em mã số 451, 55-60kg đẳng cấp. 50-55kg theo cách điệu. 50-55kg theo cách điệu. Vôn lụa hết nha, đang trên lên vôn lụa nha. Chốt cho em mã 556. 556-932 đặng kim ngân. Bốn năm một đặng kim ngân. Năm năm sáu chị Rồng Bay. 55kg nha, sai chị Rồng Bay chốt 55kg chị Người. Con này đẳng cấp retro theo. Con này là dòng retro phối lụa. Con này dòng retro lụa satin đó mấy chị. 50-55kg mã B5. Con này lụa theo tay phòng cực kỳ siêu đẹp luôn. 55kg nè. Còn 55kg quay đầu mã 76. Lẹ lẹ đem hết hàng em trữ vài con à. Đầm nè mấy chị. Đầm theo cao cấp 57kg quay đầu mã 227. B5 của chị Đào Thủy. Bà Đào Thủy có chốt được con B5 rồi. Hôm nay bà uống cà phê ngon rồi đó. Rồi lên cho em. Ôi chị Đào Thủy cố gắng chốt đủ đơn mà em nha. Hôm nay bên em đi hàng nha. Con nó đẹp quá rồi đó. Đi hàng ngày mai bận. Thêu với chị 55-60kg thêu full áo. 55-60kg thêu full áo. Chốt cho em mã số 45. 46 chị Minh Thu. À chết mẹ, 76 phải 46. 76 đúng mã là chị Rồng Bay nha. Chị Minh Thu có mã 46 ta. Từ để em coi. 46 đầm, không phải. Rồi, không có mã 46 nha chị Minh Thu ơi, mình bấm nhầm mã đúng không ạ? Để em biết, em không có tính tiền chị. 45 là em có mã nè. 45 chị Đào Thủy nè. Năm mươi năm lăm ký siêu đẹp, con này nó có dây chuyền tặng kèm. 50-55kg chốt cho em mở B4 xe S nha, dưới 48kg cái chị. 45-48kg thôi, xe S chuẩn mã 537. Xe S chuẩn đây, dòng retro còn nè, con đang vô thêm được mớ nữa nè. Con này là 55kg cho đến 60kg retro theo. Chốt cho em mã số 0 retro theo mã số 0. Đây vôn lụa nè chị, vôn lụa này đẹp nè. Con này 55-60kg nè chị Ngọc Linh, chốt lẹ đi. Trời, bà Ngọc Linh nãy giờ bóng bóng được cái nào ta, hết rồi đó. Chốt cho em mã 524. 524, 537 chị Bình Mỹ. Không, em chốt cho chị Đặng Kim Ngân. Dạ có áo to đẹp luôn á chị. Áo có, đợi em chốt chị. Tại em đang lên cái vôn lụa, size vôn lụa cho cá chế á. Áo to em đẹp lắm luôn á. Rồi con này 50-55kg tay phòng vôn. Phong ngắn lửng nha. 50-55kg tay phòng vôn ngắn lửng. Chốt cho em mã 310. 524 là của chị Mai Mai. Lên nè mấy chị, dòng retro thơ nữa nè. Dòng retro thơ, con này 55-60kg, con này 60kg mặc thoải mái luôn á.
Chốt cho em mã M2 nha. 60kg mặc thoải mái mã M2. 310 chị Diễm Kiều Phan. Rồi sắp hết rồi mấy chị nhà tranh thủ nè. Trời hôm nay em bán xô mà. Thấy mấy chị, đây 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 đây, con này 50-55kg siêu đẹp. Con này là 50-55kg rất đẹp luôn. Chốt con này cho em mã 413. M2 chị ngơi ngô nè. Con này 55-60kg siêu cưng. Con này đẹp banh nhà lầu luôn á. 55-60kg. Chốt cho em mã E21. Rồi đây đây, con này 50-55kg size M thôi. 50-55kg size M thôi. Chốt cho em mã số C4 đi. M2 khách chốt rồi chị. 413 là của chị Diễm Kiều Phan. Dạ M2 là chị ngơi ngô chốt rồi. 413 chị Diễm Kiều Phan nha. E21 chị Đặng Kim Ngân. C4 giùm em con này. Con này nó bị dơ chút xíu chỗ này rồi, mấy chị mua đi, em giặt cho. Em lấy xào ôm chà cho nhẹ, tại vì em bị quẹt cái móc á. Em bị quẹt cái đầu móc á nên nó bị dơ tí nhẹ thôi. Con này 60-65kg nè. Con này bao đẹp cho mấy chị khi mấy chị nhận nha, yên tâm. 60-65kg chốt cho em mã 938. C4 của chị Mỹ Ngọc. Đây, phone lụa tay ngắn nè. Con này 50-55kg. Con này dễ thương cực kỳ. Mấy chị nhìn để ý cái cổ với cái. Mấy chị để ý cái cổ nè. Con này mấy nó không có bình thường đâu mấy chị. Mấy chị lên dáng nó mới đã. Chốt cho em mã 207. Chốt cho em mã 207 nha. Rồi siêu phẩm nè. Freestyle nè bà gì đầm freestyle ha. 45-55kg freestyle nha. Chốt cho em mã C1. 45-55kg freestyle mã C1. Rồi mượn luôn nè em ơi. Mượn nè. Rồi C4 là chị gì chốt cuối cùng ha. Đợi em chút đó chứ. Kẹt chị tám cái này. Uống miếng nước cái mấy chị. C07 chị Ngọc Linh. C1 của chị Trân Trần. Hết nha. Rồi em lên tiếp nha mấy chị. Trời ơi, hàng của em hàng sâu nó đẹp nè mấy bà. Các bà nhìn con này đi, con này đã lắm. Con này 60-65kg size XL. Nó đã lắm nha mấy chị. 59.000 mà nó đã lắm nha. Hôm nay nó lắc quá. Bà nào mà không coi được cái like này tí gắn chịu luôn á. Hôm nay nó lắc quá đó mấy chị. Rồi, con này size nè, LXL. Mấy chị size to lụm nè. Chốt cho em mã 918 nha. Siêu phẩm mã 918 vô giùm em. Trời, cái con đầm này chán ghê không. Cái con đầm nó đẹp như vậy. Nó sao nè, nó size LXL như vậy nè. Mấy chị ơi, mấy chị kia kén quá vậy ta. Miết mấy cái retro uổng quá chị ơi. À, muốn thích retro hả? Thích retro vintage hả? Theo dõi là ai? Tôi còn 5 kiện Vinh. 5 kiện là về đâu tầm 2.500 con á. Không có tiếc đâu, khỏi tiếc nghe. Quan trọng là ở không hay không thôi. 9 giờ sáng lên. Nếu mà hôm nay kịp là ngày mai tôi ra retro. Đây mấy chị, được chưa? Con này mà 59.000 nè. Nó đắt mà em bán không được đấy. Mã 136 giùm em. Con này mà rơi vô tay mấy shop là nó chém mấy chị bài đẹp lắm luôn á. Chém ít nhất 200-250.000 một con. Cái làm gì có giá rẻ. 136 con đó mấy chị. Có bà nào size S không nói nghe coi. Có chị ôn thủy nè. Thì bởi vậy mua sao hết rồi tiếc làm gì. Báo vậy thôi, báo vậy để đừng có tiếc. Đặng Kim Ngân là săn cả trăm con retro rồi đó. Nói chung đừng có tiếc. Tôi không có thiếu retro với pin, tôi không có thiếu. Từ em cầm cái xe nhỏ. Retro với Vin là Vi không có thiếu nha. Cái mã này Vi lạm nhập tới 10 kiện lận mà. Rồi quên, đai lên 45-46kg siêu đẹp. Size này siêu nhỏ 45-46kg mã M88 giúp Vi nha. Mã M88 giúp Vi nha. Biết rồi hôm nay khách kỳ vậy ta.
Tôi chủ yếu là tôi lên show kiểu show đẹp, show lung linh, show trẻ trung. Mà mấy bà cứ về Von Vin không. Von Vin bị chê là già mà ta nhỉ. Rồi mấy chị siêu đẹp, 59.000 là có thiệt. Free size 50kg đến 60kg free size. Chốt cho em mã số C22 Free style nha. C22 M88 chị Bình Mỹ. Có những lúc Vi rất là khó hiểu mà Vi cũng phải ráng hiểu. C22 chị Dương An. Rồi chị Dương An cọc cho em mấy cạc nè. Sakura C22 của chị, cho chị KT Giao. Dương An cọc cạc 50 cho Vi nha. Inbox số tài khoản cho chị Dương An. Em ơi vô kẹp chị nha bé. Tắt bàn ủi nè. Chứ không thôi là nó gì bàn ủi đó nha. Rồi coi chừng nó bay hết rồi. Rồi vô kẹp chị đó. Dạ bên em chị cọc cả điện thoại. Chuyển khoản được không? Chuyển khoản cho bên em đỡ thôi. Chứ giờ tiền điện thoại xài đâu có hết. Chuyển khoản em 50 trước đi bà. Chuyển khoản cho tôi 50 đi bà ơi. Rồi cái bút bi của tôi đâu mất nữa trời. Đây em chị Dương An nè. Rồi bà Bích Phương luôn, bà đi đâu nữa hả? Vô ghê không? Vô ghê không? Vô chốt con đây đâu hơn có sơ cua chị Nhân Trang Nguyễn. Trời ơi. Chốt chốt. Để em sơ cua hết đó mấy chị. Hai cái bên em mới đi đơn nha. À, lên nè mấy chị. Theo đi. Theo tay phần. Đây 50kg, 53kg. Con này cái cổ này đẹp lắm. 50, dạ được chị. Cái trên canh em chưa nói mà chị lấy luôn hả? Cái trên canh đẹp, cái trên canh là size mình đúng rồi đó. Con này 50, 53kg theo hết áo nha. Theo hết áo nha. Chốt cho em mã 236, ok chơi. Con trên canh là phong lửng á chơi. Con trên canh đẹp lắm. Đã chạy. Bé bây giờ. Con trên canh đẹp lắm, con trên canh khoe nè, nó em tại em đóng thùng nó hơi nhăn á nha. Con trên canh là form lửng ngắn. Con trên canh cho coi hết form. Con trên canh là form lửng ngắn, mặt rất là xinh. Đó, cái form đó là xinh. Form trên canh dễ thương lắm. Phun miệng cái không? Đây. Phun miệng cái. Canh này chốt chị Bình Mỹ. Phun miệng cái gì là. Trời chết cha son không à. Rồi em lên tiếng nha mấy chị. Rồi một em free size nha. Size to. Không con này cái vải nó bị lỗi nha mấy chị. Rồi size nhỏ nha mấy chị. Con này là 45kg thôi. Con này siêu nhỏ luôn. Mấy chị có thể mua cho con gái cũng được. 40 đến 45kg quay đầu mua cho bé gái được. Chốt cho em mã 956. Giống canh hả có. Chốt cho em mã 956. Tay ngắn giống canh hả có nha. Nãy lên mấy con đẹp quá trời. Trời trời kỳ trời. Tay ngắn giống canh có. Đẹp luôn là đằng khác. Đâu mất tiêu à. Rối quá à. À, lên con phong ngắn giống canh trước đi. Rồi tay ngắn giống canh lên nè. Con này là vải vôn lụa nè. Con này vôn lụa phong ngắn rất là yêu. Con này 47kg. Vải vôn siêu đẹp. Con này 47kg, cái vải nó đẹp kinh hồn luôn. Chốt cho em mã 289 nha mấy chị. 47kg nha, chốt cho em Vi mã 289 nha. Em lên đầm theo nè mấy chị. Con này 50-55kg nha mấy chị, nó theo hai mặt. Đầm này 50-55kg theo hai mặt giùm em nè. Chốt con đầm này cho em mã số 453. Chốt đầm này cho em 453. Đầm này đằng sau nó còn có ba cái nút nữa. Nó rất là xinh, rất là xinh luôn. Cái đầm 453 này. Thôi, không tiễn nữa đâu. Mẹ kiện chục triệu không à. Mà tiễn có một người chơi à sao tiễn. Ít nhất phải có trên 10 người chơi thì mới tiễn được. 289 chị Như Bùi. Chị Như Bùi cặp cho em cái cạc nè. 1, 2, 3 cái rồi. À chị Như Bùi chưa cặp. Cái thứ tư bắt đầu cặp cho em 50 nha chị Như Bùi. 4, 5, 3 là của chị Thanh Hương. Chị Thanh Hương là em Vi còn giữ đơn đúng không? Đây 453. Ủa
453 là em với còn của con 453 là con nào trời? À đây. Con được có dụ. Suy nghĩ kỹ lắm. Đầm sơ mi size nhỏ dạ có, chị cô Dung Tống, chị Dung Tống ơi có. Rồi cái này nè, cái này tính ra nhìn nó không có to đâu, nhìn nó cỡ cỡ em bận thôi chứ có gì đâu. 50 55 kg mình mặc thoải mái à. Nguyên cái đầm thơm này là trời ơi, free size SM đó. Mã M12 giùm em. Mã M12 đầm size nhỏ nãy mới qua đây. Đây đây có con này, có phải là đầm nhưng mà nó là form suông size rất là đẹp. Con này form suông size đẹp, dưới 50 kg mặc rất là xinh. Form suông hàng hiệu nha. Hàng hiệu đàng hoàng form suông nha. Đó, dưới 50 kg size S. Chốt cho em mã số 167, có baby doll luôn nha. Chốt cho em mã 167. Có con này baby doll size siêu nhỏ nè. Con này đơn ngực, con này đơn ngực nha, đơn chip ngực chỗ này nè. Đó, con này size 47 kg, mã B25. Size 47 kg, mã B25. Cái đầm này size vừa nè cô Du, chị Dung Tống ơi. Cái đầm này là size vừa nè. Cái đầm này là size SM, 45 kg đến dưới 55 kg. Size SM là cái đầm này mặc đẹp rồi. Tại cái tay của nó gọn lắm. Cái tay của nó gọn lắm, mình mà săn lên nữa là nó gọn nữa. Cái đầm này size gọn. Chốt cho em mã số M87. Chốt cho em mã M87. Rồi con này nha, dưới 48 kg thôi nha chị. Con này dưới 48 kg siêu phẩm ha, cái tay nó hơi gọn. Mấy chị ôm body giùm em con này nha. Dưới 48 kg body mã B24. Dán nè, cưng không? Con này có khung sao, con này dưới 50 kg luôn. Con này rất là đẹp nha. Đó, siêu đẹp. Dưới 50 kg luôn giùm em. Trời ơi, con này mặc cưng lắm á trời. Con nào cái quần sọt đẹp. Nó ôm cái phần ngực nó xòe ở dưới nha. Có cái lưng đằng sau, tay loe theo. Dưới 50 kg size S siêu phẩm, chốt cho em mã số 977. Dưới 50 kg size S siêu phẩm mã 977. Một em cổ tua rua tay phồng. Con này nè mấy chị nha, tua rua bèo tay phồng to rất là xinh. Con này tay nó phồng lắm, đã lắm. Con này mấy chị mặc 50-55 kg, mấy chị mặc ra dáng giùm em 50-55 kg nha. Chốt con này cho em mã 299 đi. B24 chị Bình Mỹ, M87 chị Cô Vinh Tống. B24 M87. Rồi vôn lụa còn. Con này màu kem, 50-55 kg vôn lụa nha mấy chị. Màu kem 50-55 kg vôn lụa. Chốt cho em mã 240. Vôn lụa cổ trụ. Trời má ơi, bao hiếm. Trời ơi cái tay mà sang qua con này sang lắm. Con này 50-57 kg rất là sang. Con này vôn lụa cổ trụ nha. Chán quý tộc 57 kg quay đầu dòng quý tộc. Chốt quý tộc cho Vi mã số 529. Con này đẹp mấy chị chốt đi, 57 kg. Rồi con này nha. Con này dưới 52 kg size SM. Dưới 52 kg nó đẹp từ cái tay cho đến cái cổ. Form này là giống như hàng thiết kế vậy đó. Dưới 52 kg. Chốt cho em mã số 35. 977 chị Ngọc Bích, 529 của chị Ngọc Linh. Chị Ngọc Bích 977. Baby doll ha. Chị Ngọc Bích 977 chốt baby doll chị sẽ. Rồi con này dưới 50 kg thôi mấy chị, con này size S. Con này cái tay nó nhỏ xíu. Dưới 50 kg size S nha mấy chị nha, rất là xinh. Rồi chốt con này cho em Vi mã số 54. 35 của chị Bình Mỹ. Con này hàng New Tan nha mấy chị. Con này hàng New Tan giùm em, mới 100% hàng New Tan, còn cái mặt nốt đầy đủ. Con này thêu hai mặt thêu tới cánh tay luôn. Thêu hai mặt thêu tới cánh tay luôn. Con này quá đẹp rồi. Trời ơi, mấy chị nhìn đằng sau lưng nó đẹp ghê không mấy chị. Cách điệu ghê không mấy chị. Con này 50-55 kg free size giùm em, 50-55 kg mấy chị mặc đẹp. Chốt cho em Vi mã số 91. Chốt cho em mã số 91 nè. Chốt cho em mã số 91 nha. 35 chị Bình Mỹ.
Rồi vô lụa nè chị. Mấy chị. Con này vô lụa size này là size size nhỏ, size này dưới 50 kg. Con này vô lụa công sở dưới 50 kg mặc đẹp. Chốt cho em mã số 457 457 91 chị Nhi Quỳnh. Chốt cho em mã 457 91 theo đẹp quá. Và lên vô lụa size to hàng hiệu. Ôi con này hàng hiệu mấy chị. Ý không, con này size gọn lắm. Con này size 55 kg mà cái band của nó đẹp lắm. Đây con này hàng của Deco mấy chị. Con này vô lụa hàng của Deco. Con phong ngắn nè. Cái band đằng sau mấy chị may, nó may rất là đẹp. Nó may cái band nè. Rồi con này 50-55 kg vô band body dùm em nha. Chốt cho em mã B64. Vô band dùm em con này rất đẹp nha mấy chị. Mã B64 vô lụa. Một con vô lụa hàng của Uni size M. Dưới 52 kg là đẹp. Size M nha, dưới 52 kg nha. Chốt cho em mã 282 vô lụa size M. Vô lụa bèo size S. Vô lụa bèo size S. Con này mấy chị đi làm là hết sảy con bà bảy. Mới tinh tình tình, quan trọng là cái cổ nó sang lắm á mấy chị. Dưới 50 kg à, dưới 50 kg à nha. Chốt cho em mã B97, B64 chị Ngọc Linh. Dưới 50 kg chốt cho em mã B97. Con Uni nha mấy chị, có lấy Uni nó mới tin lên nha mấy chị. Rồi con này bảo đảm mấy bà khoái. Má ơi đẹp quá mấy chị. Nó bị dơ nhẹ để em giặt cho mấy chị. Nó bị dướng cái móc á, tại hôm qua mưa á mấy chị. Em có yêu bảo vệ rồi đó, nhưng mà nó không tránh khỏi bị dính, nó dơ hơi tay đó mấy chứ. Tại vì nó là đồ trắng đó, mấy chị thông cảm giùm em chứ đẹp lắm á. Nè em giặt cho mấy chị yên tâm, em giặt cái là ra liền à nha. Rồi con này mấy chị 55 kg đến 60 kg quá đã nha, quá đã. Dòng này rất là đẹp luôn. Mấy cái phong cánh dơ, mấy cái phong sắc cánh như vậy rất là đẹp mấy chị, như nãy em nói ha. Chốt cho em ở 319 319. Trời ơi vô lụa cánh dơi nè. Con này size 60-65 kg cho các tình yêu của em mặc một cách thoải mái, rộng rãi phần ngực với phần bắp tay. Mấy chị sẽ cảm thấy thoải mái lắm mấy chị. Con này mấy chị mặc đóng thùng với quần jean này nọ, mấy chị sẽ cảm thấy thoải mái hết sức. Rồi chốt con này cho em mã số 447 luôn các chị. 447 luôn, 319 chị Kiều Oanh, 319 phải 349 nha chị. Rồi đợi chút, đợi chút. Hai ơi, Kim Duy chạy qua hai ơi. Xe hàng tới nè. Đi hai xe cùng một lúc hay sao? Kêu qua liền nha. Nè mấy chị. Con này nút đầy đủ nha mấy chị nha. Thông cảm giùm em nha, tại vì giờ hàng làm không có kịp nên là chưa có gài hết nút cho mấy chị. Một số áo là vẫn bị sót. Con này 50-55 kg. Dạ. Cô Lan đưa trước một con nha, tí con đưa. 50-55 kg giùm em nha, con này có thơ nè. Con này 50-55 kg thơ, hàng túi hộp, vải rất là mềm, vải rất là mềm. Chốt cho em mã C96. Vải vôn mấy chị, size này là size S nè. Size này dưới 50 kg mặc đẹp, tay phòng. Con này quá đã. Con này dưới 50 kg mặc đẹp, tay phòng giùm em. Chốt cho em mã số B81, C96 viên viên. Trời ơi, cái cổ con này đẹp quá, size L nữa chứ. 58 kg mặc được con này. Đây, size L nè, 50 à quên. Ủa sao tôi không đọc được bình luận của Song Tinh Dầu Dừa? Song Tinh Dầu Dừa ơi, Vi đã nhận được hàng rồi mà Vi chưa có khui được nha nàng ơi. B81 của chị Mỹ Ngọc. Con này là size L mấy chị, con này là size L mấy chị, lẹ lẹ mấy chị ơi, mã 436. Con này size L mấy chị, siêu phẩm mấy chị, mã 436 size L. Mã 436 hàng của Uni size L. Nó dơ của mẹ đó chứ. Rồi con này siêu phẩm size S mấy chị, chốt liền tay. Con này em chỉ có một cái thôi, nó rất là đẹp. 436 của chị Duyên Duyên. Con này là 47 kg quay đầu, siêu đẹp luôn á mấy chị. Siêu đẹp luôn, hàng hiệu đàng hoàng luôn. 47 kg quay đầu nha. Chốt con này cho em mã số 330. Chốt cho em mã 330. Chán ghê. Nó tìm mẹ cho bằng được mấy chị ơi. Chơi với ông, chơi với bà nội ở dưới lặng lặng đi lên kiếm mẹ nè. Hỏi mẹ, mẹ làm hoài mà sao mẹ không có nghỉ vậy. 436 hồi nãy của Duyên Duyên rồi nha. 81 em chốt mà chế rồng bay ơi. Thôi đi ra ngoài chơi với bạn, đi xuống dưới chơi với bạn. Bật nằm trên cá coi nha.
Bởi vậy mấy chị thấy em rảnh không? Mấy chị thấy em rảnh không? Một thằng 3 tuổi nữa đó. Một thằng 3 tuổi nữa đó. 2 tuổi mấy 3 tuổi nữa đó. 81. 81 là nãy em chốt chị Mỹ Ngọc á chị Rồng Bay ơi, mình nghe không rõ hả chị? Rồi đây mấy chị, con này là hàng uni nha, dưới 50kg nha. Hàng uni nè, mấy chị, con này uni dưới 50kg. Chốt cho em mẫu 195. Uni dưới 50kg mẫu 195, không chịu ngủ mà đi đâu đi trời. À, có con này đẹp nè, cho mấy chị đi làm. Con này đẹp quá nè mấy chị. Con này đẹp nè. Con này 50-55kg tay nó loe mấy chị, xinh. Mặt nó không có bị nhăn, mặt áo nó không bị nhăn. Chốt cho em mã C17. Dạ 59.000 đồng giá đầu kiện chị. 195 là của chị Đào Thủy. Chốt cho em mã C17 nè. Dạ con này thêu nha mấy chế ơi. Con này hàng thêu của em nha. Rồi. Con này là 55kg đến 60kg size to. 55kg đến 60kg. Chốt cho em mã C46. Chốt con xinh xinh sắn sắn này cho em mã C46 đi mấy chế. Em có con tay phòng thêu hòa mấy chị, con này em thấy nó đẹp lắm, vải của nó cũng pha cô tông nhiều nữa mấy chị đó. Con này siêu phẩm rồi, con này đẹp này Duyên Duyên ơi. 52kg quay đầu thôi, con này 52-53kg quay đầu size SM giùm em á mấy chị. 45kg đến dưới 53kg mấy chị mặc rất là xinh. Chốt cho em mã 54 nha, đồng giá 59.000 nha chế ơi. Chốt cho em mã 54 nè, chốt cho em mã 54. Em có con 2 dây này coi điệu không đó. Ôi con này size to luôn. Con này size 55-60kg vừa luôn nha mấy chị. Con này là 55-60kg vừa. Đấy. Trời chết mẹ rồi, xin lỗi mấy chị, lộn hàng rồi. Con này size S thôi. Cái tay gì chút xíu trời. Con này size S nha mấy chị nha. Dưới 50kg mẹ em nha, cái ở dưới nó xòe nhiều lắm nè. Ở dưới là xòe cao cấp mà cái tay của nó gọn lắm. Tay cái tay này chắc cỡ tay viên quá ta. Không, cái tay này 30 được, xin lỗi mấy chị, tay này 30 được nè. Đó, cái tay nè, dưới 50kg nha, siêu phẩm này dưới 50kg nha. Chốt cho em mã số B79. Ôi ơi, con này mấy chị mặc vô là nó xòe. Đẹp, B79. À, em lên một con đầm suông. Một con dáng đầm mà suông, phong nhỏ. Con này đầm phong nhỏ nè, chị Dung Tống ơi. Dưới 50kg đầm size S. Đầm này là chuẩn size S dưới 50kg luôn. Đầm này là chuẩn size S dưới 50kg luôn. Làm như Facebook đóng cho tôi like đồ trắng quá. Rồi chốt con này cho em mã 438. Đầm này dưới 50kg nha. Mã 438. Rồi freestyle. Đấy, một con freestyle rất là đã rồi. Con này 55kg nha, 55kg quay đầu, free size SM, 45kg đến 55kg mấy chị mặc rất là đẹp. Chốt cái con dễ thương này cho em mã M73. B79 của chị Ngọc Bích. Gì vậy? Gì vậy? Hai ơi. Cái chân váy của chị Ngọc Bích hôm qua còn cái nào không hai? Để em hỏi cho chị Ngọc Bích nha, hôm qua là sơ cua là coi có sơ cua hết không? Chứ hôm qua đơn chị Ngọc Bích chọn mấy cái đó cũng đẹp bà cố luôn mà mất uổng. M73 chị Tú Quyên. Hình như chị Tú Quyên là còn một đơn 10.000 nè chị. Dòm không chị? Dòm không chị ơi? Dòm không chị Tú Quyên ơi? Có dòm không để báo em biết em chốt đơn nè chị nè. Rồi lên mấy chị 50-55kg dòng freestyle luôn. Quá đẹp luôn. 50-55kg mấy chị nhìn rõ cái áo không trời? 50-55kg thì em chốt cho em mã số B2. Kẹt tay con. 50-55kg mã B2 giùm em nha mấy chị. Chốt cho em mã B2 nè. À, em lên một con đầm nha mấy chị. Một con đầm. Con này là free size giùm em nha. Con đầm này free size giùm em từ 50kg đến 60kg mặc đẹp. Phi size từ 50kg đến 60kg mặc đẹp. Chốt cho em mã 965. Chị Tố Nguyên ơi, mình nghe em nói không chị? Mình có chấp nhận em dồn cái con 10.000 bữa không? 965. Đây. Em đang hỏi đây, em hỏi nhân viên em đây. Hai ơi,
kiểm tra coi nhà chị Ngọc Bích, tại vì cái này mặc với chân váy xin mới đẹp. Rồi hàng công sở, con này 46kg quay đầu, siêu nhỏ. Con này size S chuẩn, form công sở giùm em nha. Chất liệu vôn lụa, con này chất liệu vôn lụa, cái này đẹp nè chị Bình Mỹ. Vải đẹp lắm. Con này nó có hai cái ben đằng sau nè, chị thấy hai cái ben nó mang hai lớp không? Con này mặc có eo cực kỳ luôn. Chốt con này cho em mã 371. Chốt cho em mã 371. Chốt cho em mã 371 nha mấy chế ơi, mã 371. Ôi ơi con này được nè. Free style hình con mèo giống M73 mà hình nó hình con mèo với cái nắp túi. Con này tay có phòng nhẹ nha, cho thôi đẹp quá duyên duyên. Con này thì dưới 52kg thôi, con này thì 45kg đến dưới 52kg thôi, nhỏ hơn con M73 một size. Chốt cho em mã 502. Chốt cho em mã 502. Còn Ngọc Bích đó hai. Ngọc Bích hôm qua còn cái chân váy nào không hai? Ngọc Bích hôm qua có hai cái chân váy jean mà bị không đủ đơn á, còn không để dùng cho chị Ngọc Bích phối với sơ mi trắng. Năm không hai chị Duyên Duyên trước rồi chị Mỹ Ngọc sau rồi. 502 Duyên Duyên trước nè, chị Mỹ Ngọc sau nha chơi. Em lên nè, dòng này baby phần dưới rất là đẹp. Con này 50-55kg xinh, 50-55kg rất là xinh luôn các chị. Chốt con này cho em mã số 505 nha. 50-55kg chốt cho em Vi mã 505. Cái con này hồi đầu không vên lụa này mấy chị, vên lụa công sở hả? Đính đá, vên lụa công sở hàng hiệu. Con này 45kg đến 52kg là mấy chị mặc rất là xinh. 45kg đến 52kg chốt cho em mã E20. Chốt cho em mã E20 luôn, 52kg quay đầu mã E20. Rồi form free style nè. Con đầm này cái đuôi nó quá dài. Con này 50kg đến 60kg free style. Mặc vừa và đẹp nha Vi. Dạ chị Ngọc Bích còn luôn mà phải cọc đơn hàng trên 200 rồi. Chị Ngọc Bích ơi, cái là hai cái chân váy còn phải không ạ? Đúng rồi chị Ngọc Bích, nếu mà hai cái chân váy xin hôm qua còn, đơn này chị chốt là 3-4 cái 59 rồi đó, là đơn mình phải cọc cho em 50.000 bên em mới bán. Tại khách mới mà dồn 2 ngày mà trên 200.000 nữa. Phá lệ một lần dồn 2 ngày rồi. Tại em thấy chị nhiệt tình quá, nhưng mà không biết làm sao bà chọn không đủ đơn. Nguyên cái like của tôi lên mấy trăm con, cả ngàn con mà bà chọn có 2 con. Không có chân váy xin lên 800 con. Bán hết không còn cái nào hết mà mình bà chọn 2 con. Nhiều lúc cực ghê, vũa mỏ chửi không à. Tại đây mấy chị 50kg đến 60kg mặt đẹp, chốt cho em mã số 45. Chốt cho em mã số 45. Trời má ơi con này nó đẹp mà nó nhỏ xíu trời. À giống như hàng của nít vậy đó mấy chị. Chất vải denim nha. Con này hàng denim mấy chị suy nghĩ kỹ nha. Con này là hàng denim giùm em. Vải denim giống như vải jean vậy đó các tình yêu. Sơ mi bé mà hàng denim như vậy nó bán rẻ nhất cho các chị là 70.000. Đó là sơ mi denim của bé trai. Con này em bán 59.000 đó chị. Con này bé trai chắc tầm 30-35kg nha. Bé trai, bé gái cũng được, em thấy có gì đâu. Tại vì theo hình con gấu, theo hình con gấu nó mặc đầm. Đây 30-35kg siêu phẩm nha mấy chị. Chốt cho em con này mã 68. Con này hàng có thương hiệu nha mấy chị. Nè, chốt cho em mã 68 denim thương hiệu. Đính đá theo, đính đá thêu, đây đính đá mặt sau này, thêu này, ai mặt trước cũng có thêu và đính đá luôn. 50-55kg mặt đẹp, 50-55kg mặt đẹp. Mấy chế chốt cho em mã 952. Mấy chế chốt cho em mã 952. Trời ơi em nhìn mấy cái đá nó không rớt hạt nào luôn á mấy chị. Chốt cho em mã 952. Chốt cho em mã 952 nè. Mọi em freestyle hàng tứ hợp. Rồi mấy con này 50-55kg quay đầu giùm em. 50-55kg quay đầu giùm em. Cái cổ của nó đẹp ghê chưa nè. Chị nào thích cổ này lấy liền cho em. 50-55kg mặt đẹp. Chốt cho em mã 294. 952 của chế rồng bay. Chốt cho em mã 294. Giờ em lên. Đây một em denim. Mà không, cái vải nó không giống denim nó. Cái vải của nó nè cũng bình thường chứ không đỉnh thôi. Dạ dạ. Hai ơi, bóp số tài khoản chị Ngọc Bích.
con này vải đẹp lắm nè mấy chị, con này form công sở đẹp cực kỳ, 50-53 kg giùm em con này, vạt nó bầu thích lắm, con này 50-53 kg mặc rất là thích, vải công sở đó nha mấy chị. Chốt con này cho em mã bơi 41, chốt cho em mã bơi 41 nha mấy chị, bơi 41 giùm em nè. Đây, một em đầm thêu tiếp tục. Con này nha. Dáng con này thì mấy chị từ 50 kg free size đến 60 kg mặc đẹp. Chị Nguyễn Loan ơi, mình em lên thuê to 60 kg không mà chị không chốt lần nào chị cũng cho chị hỏi không à? Không thích hàng này hả chị? 55 kg đến 60 kg nha mấy chị. Chốt con này cho em mã bơi 44. Chốt cho em mã bơi 44 nha. Bơi 44 giùm em. Em lên một cái form ngắn nha mấy chị. Màu này là màu kem nha mấy chị nha, chứ không phải vải nó cũ đâu mấy chị. Tại vì vải ở ngoài nó rất là mới tay. Con này màu kem form ngắn tay nhỏ. Con này dưới 46 kg mặt đẹp size S chuẩn. Dưới 46 kg mặt đẹp size S chuẩn. Chốt cho em mã M4. Dưới 46 kg mặt đẹp size S chuẩn mã M4 nha mấy chị. Con này nè. Con này là dưới 45 kg mặt đẹp luôn. Dưới 45 kg size nhỏ lắm. Hai con size nhỏ 45-46 kg nè. Chốt cho em mã M93. Chốt cho em mã M93. Em lên con đầm có đai nữa chị. Con đầm này nó đẹp quá. Nó có đai, nó chiếc eo ở đằng trước của nó còn tay phòng to. Con này là 55 kg cho đến 60 kg luôn các chị. Con này đầm rất là to đẹp. Con này có độ xòe nhẹ size ML. Có độ xòe nhẹ size ML. Mua cái tai nghe vậy. Rồi chốt cho em mã số 132. Chốt cho em mã 132 nha mấy chị nha. 132 giùm em nè. Rồi con này thì nhỏ hơn, con đầm này nó suông nó nhỏ hơn. 132 chị Kim Lân Ngô. Rồi, con này dưới 50 kg giùm em thôi. Con này cái này size S. Mấy chị mặc nó sẽ chít cái chỗ này nè. Cái chỗ này nó sẽ xòe cái dưới rất là xinh. Size S giùm em. Chốt cho em mã M25, size S mã M25. 132 có đai. Mà sao cái đầm hồi đầu không ai lấy ta. Cái đầm này đẹp nè. Trời ơi, em thấy cái đầm này nó đẹp lắm luôn á. Trời ơi, cái đầm này cũng 50 kg, 60 kg mà trời. Cái đầm này đẹp lắm. Chỗ mấy chị nhìn kỹ cái đầm này đẹp lắm mấy chị. Đã lắm á. Trời ơi, cái form của người ta nè. Có hai cái đùng sập hai bên đây nè. Rất là đẹp. Chốt cái đầm này mã 136 đi trời. Trời ơi, M25 của Duyên Duyên nè em ơi. Còn đầm không? Ôi, em có cái này đẹp nè. 50-55 kg vừa nha, 55 kg vừa nha, đẹp chưa? Cực phẩm mã A16 size M. Rồi, lên bẹt vai size S nè. Rồi, cô Dung Tống cũng sẹt vô đâu mất mất tiêu rồi cô ơi. Cô Dung Tống ơi, sao con lên size S quá trời nè cô, baby đơn đồ nè. Con này là 45 kg quay đầu thôi nha. Con này là 45-46 kg quay đầu thôi, đẹp lắm. Chốt cho em mã E44 nha các chị ơi. A16 chị Bảo Vi nè. Trời ơi quá đẹp chị Bảo Vi ơi. Dạ 136 em chốt chế Kim Lan Ngô nha. Rồi vô kẹp chị nha em. Rồi E44 con này đẹp lắm. E44 nè mấy chị. Rồi em lên hàng thêu. Nó thêu hai cái kim cương. Hai cái viên kim cương to bự ngay cổ. Con này 50-55 kg thôi. Con này vạt nè, vạt rất là đẹp. 50-55 kg độ mới cao. 59.000 nha mấy chế. Chốt cho em mã E3. 50-55 kg mấy chị, chốt cho em mã E3 nè. Ôi, hai con nha, con này giống E3 nè. Mà theo trái cherry. Mấy con này mấy chị mặc dễ thương lắm, mấy chị đóng thùng với quần jean nó dễ thương lắm. 50 à con này dưới 50 kg thôi, con này size S chuẩn. Con theo trái cherry này là size S chuẩn dưới 50 kg nha. Chốt cho em mã 159. Dưới 50 kg nha mấy chị. Chốt cho em Vi mã 159. Rồi, siêu phẩm không cổ. Con này nó na ná form vin á, nhưng mà nó là vải xô, nó sẽ ra trẻ hơn một chút xíu đó mấy bà. Cái tay của nó rất là đẹp. 159 chị Bảo Vi nè. Chẳng lẽ mua nữa. Làm sao cọc đi rồi mua. Cọc đi, chuyển khoản cho em 50 đi rồi thoải mái đi trời ơi. Ê,
Cái câu này là bà Ngọc Bích sẽ tự hỏi rất là nhiều nha. Tại vì tôi like mỗi ngày 9 giờ. Giờ tôi lẽ tôi like 5 năm, ngày nào bà cũng hỏi câu đó. Giờ ngày nào chị cũng gặp em hết trơn á. Chị khi nào chị chặn em nha. 9 giờ ngày nào em cũng ngồi mặt em lên hết trơn á. Mỗi ngày mỗi món. Rồi sau này tôi phát triển quần giả váy, quần ngố váy, ngố gối, ngố đùi kìa. Lên mấy cái đó nó đã. Đang đặt hàng, chưa có hàng. Nói cho xôn vậy thôi chứ chưa có hàng, 3 ngày nữa mới có hàng. Đây đây nè, thấy chưa? Đó rồi, 50-55kg nha, chốt cho em mã E1. Nhất là cái quần ngố đó mấy chị. Mọi năm là bán như tôm. Như tôm, quần ngố. Ngố là mấy quần giống vậy nè, đó. Nhưng mà cái em bán là nó dài hơn chút. Nó dài tới gối. Nói chung là nó có nhiều kiểu lắm mà nó giống vậy nè, đó. Tôi sẽ bán mà tôi đang đặt hàng mấy chị. Rồi, lên, có áo này phải có quần chứ. Trong thời bị chửi. E1 của chị Julie Lê. Rồi lên này nha. Con này mấy chị mặc vô thử giùm em. Nó rất là tiểu thư nha các chị. Dán tay phòng, nút to. Mấy chị nè, con này dán tay phòng nút to. Trời mấy bà mà phối với chân váy bút chì là ngon lành luôn á. Con này mấy chị phối với chân váy bút chì không cần đóng thùng cũng được. Nó ra dán rất là tiểu thư. Chốt con này cho em mã số 51. Mã 51. Năm nào cũng bán, năm nào Vi cũng bán ít nhất là chục kiện trong mùa hè. Năm nào cũng bán ít nhất chục kiện trong mùa hè. Mà năm nay là kho trả lời hết rồi. Em đặt hàng rồi nha, mà không biết có hay không thôi. Kho trả lời là 3 ngày nữa có đấy. Mã của em là hàng hiếm lắm trời ơi. Rồi lên nè mấy chị. 50-55kg. Con này mấy chị mặc nó xòe rất là đẹp. 51 chị Julie Lê trước rồi. Chị ngơ ngơ mình biết sao chứ ơi. Rồi con này mấy chị mặc vô nó xòe rất là đẹp nha. Siêu phẩm nha mấy chị. 50-55kg nha. Chốt con này cho em mã số 932. Con này mấy chị quên khoe làm sao nữa. Con này đẹp lắm. Con 932 này mặc đẹp lắm mấy chị. 932 nè. Like buổi tối được không em? Hay để like cuối tuần? Dạ cuối tuần em cũng có like. Còn buổi tối thì em như chị đã biết. Một đứa 1 tuổi đang bú. Còn một đứa 2 tuổi mấy, chưa được 3 tuổi. Nó quậy bạc cố luôn. Một mình em ôm 2 đứa. Buổi tối là sau 6 giờ tối là gần như không rảnh. 10 giờ đêm thì có rảnh đó. 10 giờ đêm ngồi coi phim với ông xã. Rồi, size SM. 50-55kg SM đẹp banh nhà lầu luôn. Chốt siêu phẩm cho em mã 45 nè mấy chị. Hàng hiệu luôn á, con đó có thương hiệu nha. Mã 45 có thương hiệu. Ôi ôi, cái đầm này nó đẹp quá. Cái chế ơi, hôm nay lên mấy con đầm đã quá. Con này là size SM thôi, 50-55kg thun thôi nha. Con này đẹp lắm, con này thả cái lưng ra cũng đẹp mà cột vô cũng đẹp nè. Trời ơi, cái vải của nó cũng đẹp nữa. 45 của chế Thu Thảo. Con này mấy chị này nó nhúng nhúng đẹp lắm nha mấy chị. Mấy chị mặc nó cảm giác nó ốm ốm á mấy chị nha. Hôm nay cái like của tôi nó có tối rồi, ánh sáng nó không đều ta. 45 chị Thu Thảo. Tại vì hôm nay em chệt cái góc camera qua một chút. Đúng không mấy chị, để ý em chệt qua một chút. Rồi phong cánh dơi. Trời ơi cái cổ của nó chịu rồi. Con này mặc cái quần sọt lưng cao hợp lý. 50kg free size đến dưới 57kg. Mấy chị nhìn form nè. Dễ thương không? Con này lên quần tay cũng được. Quần ngố, con này lên quần ngố tay cũng được. 55kg đến dưới 57kg. Dạ không được chị 45 chị Thu Thảo chốt trước rồi. Rồi chốt cái này cho em mã B27 luôn mấy chị. B27. Ủa cái con đầm này chưa đọc mã chàng. Mã 942 nha chàng. Dạ em lên cái form này bảo đảm mấy chị thích nữa nè. Form ngắn vạt bầu mà vẫn là cánh dơi chị. B27 chị Mai Mai. Con đầm đó là 942 giùm em nha. 942 chị Chu Ly Lê. Rồi con này 45kg đến 52kg nè. 52-53kg cũng được. Con này cánh dơi mà hay. Con này 52-53kg cũng được. Dáng của nó lên quần sọt jean lưng cao là hợp lý luôn. Hợp lý luôn, rất là dễ thương. Con này dáng nó ngắn nha mấy chị, nhưng mà nó vạt bầu nó rất là dễ thương. Chốt cho em mã 407. Siêu dễ thương mấy chị. Mã 407 nè. Đầm nữa nè, đầm nhiều lắm. Em có cái đầm, trời ơi. Má con này mà bán 59.000 banh nhà lầu luôn rồi. Đầm 50-55kg mặc đẹp nha. Ôi cái đầm này nó dễ thương quá mấy chị ơi. Có túi luôn. Chốt che mã C29. Trời ơi mấy chị nhìn đằng sau nó mai 5 cái ben luôn á mấy chị. Trời ơi trời. Sao mà các tôi bận thấy nhỏ bé vậy. C29.
cái tôi bận thấy nhỏ bé quá thầy. Ai lên nha mấy chị, một em vun lụa hàng uni C29, chị Bảo Vi trước nè. Một em vun lụa size S hàng của uni Willo nha các chị. Đây vun lụa hàng của uni dưới 50kg, con này khá mới nha, giá 59.000 là hợp lý luôn, con này mới tinh luôn á, hàng của uni. Chốt cho em mã 710, hàng của uni chốt cho em mã 710 các chị. Ờ, mấy chị thích công sở đi làm không? Ủa con này dễ thương quá à, nó giống cái con B27 nè mấy chị nhìn nè, nhưng mà nó không có túi thôi. Mấy chị nhìn nha, con này giống B27 mà nó không có túi, mà cái size của nó, cái phong của nó là dưới 52kg thôi, nó gọn, nó gọn hơn cái con B27 nhiều. Con này là dưới 52kg nha, đẹp lắm, em thích cái cổ này kinh khủng. Rồi dưới 52kg, chốt cho em mã số 8. Dưới 52kg nha mấy chị chốt cho em Vi mã số 8 nha. Giờ chữ body con này dành cho các chị size nhỏ, mấy chị mặc mới được nha mấy chị. Con này size siêu nhỏ luôn. Dạ bên em sẽ check quần áo lại cho mình nha chơi. Con này size nhỏ, siêu nhỏ, dưới 47kg mặc đẹp. Con chữ này nó đẹp lắm, ngang ngửa con trên canh, mấy chị mặc body con này đẹp nè. Hàng có thương hiệu nha mấy chế ơi. Hàng hiệu đàng hoàng luôn, chốt cho em mã C38, hàng hiệu đàng hoàng số 8 của chị Nguyễn Huyền. Trời ơi mấy chị thích cái phong không, cái phong của trụ gì vậy, nó trẻ mấy chị. Phong nó cũng đẹp quá ha, tự nhiên có được mấy con à, không có nhiều. Rồi đây nút ngọc trai, hàng công sở nút ngọc trai size to. Con này làm mỗi cái nút của nó là bằng ngọc trai tròn nha các chị. Tay của nó là bo, tay của nó là bo ngọc trai, mấy chị có thể bo cái nơ ở đây. Mấy chị nó bo thì nó xòe cái nơ đen nè. Con này là 50kg đến dưới 55kg giùm em, 50kg đến dưới 55kg giùm em nha, nó xòe cái nơ đen chỗ này nha. Rồi chốt con này cho em mã B54. Chốt cho em mã B54. Cô Lan ơi, một cái cây ủi đưa cho anh Di luôn nha cô Lan. Chốt cho em mã B54. Quên dặn nhiều quá, từ từ nhớ. Bác qua kêu qua cái đồ ở chợ luôn. Dạ, ý là nhớ. À, rồi đây mấy chị freestyle nè. Freestyle nè. Đây mấy chị. Thì mua cỡ đơn thứ 3 là tôi biết cái gu rồi. Đây mấy chị, freestyle nè. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi, con này bao nhiêu ký cũng vừa. Con này là thuộc dòng freestyle mấy chị, nó xòe tùng rất là to. Con này mấy bà mặc vô cái xong mấy bà còn sọt cái xong mấy bà mặc dài bata thôi. Cái lúc mà chụp hình á, xòe cái này ra trộn má bao đẹp. Búi tóc lên như Vi nữa nè. Búi tóc lên xòe ra, trời ơi bây giờ mùa hè mà mặc đi, vô tư đi, mã E18. Free size SML mặc vừa hết nha, E18 SML vừa nha các chị ơi. E18 là SML mặc được hết nha. Rồi đầm. Hồi đầm cánh dơi tay ngắn. 55-60kg con này bao đẹp. Vải mát nữa. 55-60kg giùm em, chốt cho em mã B38. Chốt cho em mã B38 mấy chị, 55-60kg mã B38. Đây. Con này 55kg đến 57kg giùm em, mấy chị nhìn rõ phong mà, có túi nha. Con này 55kg đến 57kg giùm em nè. Chốt con này cho em mã số 189. Chốt cho em mã 189 mấy chị, chốt cho em Vi mã 189. Rồi con này vôn lụa hàng hiệu size L. B38 của chị Chi Ngô. Lấy số điện thoại chị Chi Ngô. Cố gắng chốt hai cái giùm em nha trời. B38. Rồi lấy thứ đi. Cố gắng chốt hai cái giùm em nha. Dạ con này là dòng vôn lụa nha mấy chị, con này dòng vôn lụa nha. Đây. 50-55kg đóng thùng đẹp. Dòng vôn lụa công sở 50-55kg. Chốt cho em mã M68. Dòng vôn lụa công sở 50-55kg mã M68. À đây cái cổ trụ em còn, con này size nhỏ. Con này cổ trụ em còn size nhỏ mấy chị. Con này tay ngắn nữa chứ thích ghê. Con này 50-55kg nè. À 50-55kg size SM thôi. Chốt cho em mã số B32 đi. Tôi có hình bận sơ mi trắng này nè, đẹp tét nách nhưng mà sexy, để anh bóp quần kính cho bà. Sơ mi trắng sexy hả? Sexy là sexy sao ta? Mặc như vậy nè, trời ơi, chồng tôi nó nhìn nó cũng chịu không nổi nữa, phải không chồng? Trời đẹp quá à, không nhận cái đồ tôi mặc đẹp.
Rồi chốt cho em mã bơi 32 con này nha mấy chị. Rồi đầm nữa, đầm quá trời đầm. Mà tự nhiên cái cô Dung Tống cô đi vô cái xong cô đi ra luôn. Cô chọn được cái xong cô đi ra luôn. Nhiều người thấy chán quá à. Chọn một để chốt được một đơn nó mất thời gian kinh khủng. Rồi đây mấy chị, vạt này 50kg đến dưới 52kg size SM nhỏ thôi. Con này 45kg đến dưới 52kg size nhỏ nha. Con đầm này size nhỏ nha. Chốt đầm này cho em mã số M1. Chốt đầm đó cho em Vi mã số M1 giùm em mấy chị. Chốt đầm đó cho em mã M1. Hay là một con đề niêm nè mấy chị. Một con vải đề niêm phong ngắn giùm em. Con này dưới 45kg nha. Size S, size XS luôn á. Dưới 45kg nha. Chốt cho em mã A10. Chốt cho em mã A10. Chị Ngọc Linh 4 cái nha chị. Là chắc lẽ chị cọc rồi đó. Mà giờ chị có quen với chị Sơn Tinh Dầu Dừa nên không cọc. Rồi đẹp chưa? 50-55kg đẹp chưa? 50kg đến dưới 55kg ở đằng sau của nó cũng có phối nha. 50kg đến dưới 55kg giùm em Vi nha. Chốt con này cho em mã số 132. 50kg đến dưới 55kg mã 132. Cái vải này mặt mát nè mấy chị. Lại là một em vôn lụa mà size nó to rất là thích. Con này size 55kg đến 60kg nè. Con này đẹp là chị Ngọc Linh mới tin. Size 55kg đến 60kg nè. Chốt con này cho em mã số C55. Chốt cho em mã C55. Chị Rồng Bay là có, không biết chị có sơ cua không ta. Em thấy là 6 cái á chị. Rồi chốt cho em mã C55. À tay ngắn còn đây. Tay ngắn mà nó thêu nữa mới ghê chứ. Tay ngắn thêu hình hai con chuột. Ở đây có một con chuột này. Ở đây đằng sau có hai con chuột. Form tay ngắn này vải nút bọc vải nha. Nút bọc vải form này 52kg quay đầu vừa. Chốt con tay ngắn này cho em mã 139 nha các chị. Rồi trời ơi, một con uni size XL tay ngắn. Một con uni size XL tay ngắn mấy chị nè. 55-60kg mấy chị mặc đẹp nè. Quá đã luôn á. Rồi chốt con này cho em mã số B2. 139 chị Rồng Bay. Ủa có 239 chứ không có 139 chị. Con này nha chị nha, con tay ngắn này nha. B2 chị Đào Thị Thủy. Mít giáo vét hả? Ok cưng. Tại thì sơ mi này mình nếu mà mặc như vậy rất là xinh nè. Trời siêu phẩm. Con này đẹp lắm, con này mấy chị 60kg nha. 60-65kg nha mấy chị. Con này mấy chị dành cho mấy chị rất là đẹp. Con này dành cho mấy chị công sở đi làm á, nó tự động vô bên nè. Con này sang lắm, con này ít có lắm. 60-65kg size XL. Chốt cho em mã E13. Mấy chị size to lụm liền, lụm ngay và luôn á mấy chị. Rất là sang. Đó, mấy chị thấy cái band nó vô đẹp không? Chốt cho em mã E13. 239 chốt với Rồng Bay à. Con này 52kg quay đầu. Con này nơ mấy chị cột cũng được, không cột cũng được nha mấy chị. Dạ 239 chốt hay chết đó. 52kg quay đầu nè. Đẹp không? Chất liệu nè. Chất liệu vải giống như là vôn mà vôn hơi xốp xốp á, mặt rất là dễ thương. Chốt cho em mã 409. 409 giùm em. Dưới 50kg siêu cưng, tay phòng baby doll. Dáng của nó hơi baby doll nha, cổ của nó. Ôi mấy bà ơi, con này mấy bà chốt đi, mấy bà ơi, đẹp quá mấy bà ơi. Size dưới 50kg nè. Con này size dưới 50kg size S. Chốt cho em mã số A12. Dưới 50kg size S mã A12. Wow. Baby doll chuẩn luôn, baby doll tay phòng 50-55kg con này. Con này là 50-55kg nha mấy chị, tay phòng to rất là đẹp nha. Trời ơi má ơi, con này đẹp quá, dễ thương quá à. Con này dễ thương lắm á mấy chị ơi. Chốt cho em mã 23. A12 là chị Bình Mỹ. Mã 23 nha mấy chị. Cái con bên trên sau mã 23 gì nữa. 23 chị Hoa Xương Rồng. Sao á ông ơi.
hết rồi, 23 em hết. Đây mấy chị, baby doll nữa, con này dưới 55kg thôi. Con này mấy chị mặc nó phòng phòng, xe xè xè chỗ này một tí. Nè, dưới 53kg thôi nha mấy chị, dưới 53kg thôi nha. Chốt cho em mã C45. C45 chọn cái 403, cái nơ đẹp quá trời, mấy chị chốt. Rồi con này phong dài, dưới 55kg, trời ơi con này đẹp quá nha mấy chị ơi. Con này là mấy chị nhìn nè. À, dưới 53kg ha. Dưới 53kg chốt cho em mã B45. Trời ơi má ơi, dưới 48kg thôi nha, siêu phẩm. Body đó, con này body dưới 48kg giống trên canh á, y chang con trên canh bằng size luôn. Chốt cho em mã 933 body, mặc vô body lắm. Mã 933. Ai vậy? Cái này nè, cô Lan ơi, hư nè, cái này bẩn. Của ai vậy? Cáp Thị Lương, xã cái 280. Đây. Đây mấy chị. Đó, con này 50kg đến dưới 55kg nha. 50kg đến dưới 55kg. Chốt cho em mã 280. 50kg đến dưới 55kg mã 280. Để lấy cái móc. Dưới 55kg mã 280 bên con này. Cho chị xin miếng nước luôn. Chốt cho mã 280 nha mấy chị, để em chốt nha. Được nhiều. Là nãy giờ không đếm hả? 280 chị Bảo Vi. Trời, cổ trụ thêu có chất vải vôn lụa luôn. Cổ trụ thêu chất vải vôn lụa, con này là dưới 51kg à. Dưới 50-51kg em chào chị Nguyễn Bằng. Con này size SM nhỏ thôi nha mấy chị nha. Con này size nhỏ mấy chị mặc sẽ đẹp nhất. Chốt cho em mã 417. Cái tay nó gọn quá nè, chị thấy không, nó nhỏ xíu à. Kể gì với chị mặc á, nó tay nó nhỏ, nó ôm vào cái dưới nó xòe. Nên là mấy bà sẽ ép thôi mấy bà ơi. Tôi cũng vô được nữa đó. 417. Rồi, lên đầm. Nhìn là biết đầm free size rồi. Đầm tay phòng mấy chị. 417 chị Chi Ngô nha. Đầm tay phòng 417 của chị Chi Ngô. Con này nè, 55kg đến 60kg. Con này đẹp lắm đó mấy chị. Con này đẹp lắm. Cái tay của nó có tới 3 cái nút đó mấy chị. Cái tay của nó có tới 3 cái nút mấy chị. Rất là bo nhiều. Ở đằng sau của nó có 2 cái nút nữa. Cái form rất là xinh đó. Chốt con đầm free size này cho em mã số 45 nha các chế. 417 chị Chi Ngô chốt trước và chế Lan Nguyễn thôi. Em sơ cô 417 chị Lan Nguyễn nè. Từ từ em, trời em quá trời đồ đẹp luôn á. Khuyên Hoàng với chị Lan Nguyễn mới vô hả? Chị Khuyên Hoàng với Lan Nguyễn mới vô mà ta. Siêu phẩm nè chị Lan ơi, con này size SM nhỏ, dưới 52kg, 51-52kg quay đầu, 45kg đến 52kg quay đầu là đẹp. Đó, con này rất là mới luôn. Chốt cho em mã 54. Siêu mới luôn, mã 54 giùm em nha. Con đầm này cũng đẹp nè. Con đầm này rất là đẹp. 50kg free size đến 60kg mặc đẹp. Con đầm này giá 59.000 có luôn nha. Chốt cái đầm này cho em mã B44. Chốt cái đầm đó cho em mã B44 đi mấy chị. B44 cái đầm đó. Đây, con này 60kg nè mấy chị. Con này trên dưới 60kg đẹp. Trên dưới 60kg form freestyle kiểu dáng đơn giản. Chốt cho em mã số 245. Dạ đồ đẹp nhiều lắm chị ơi, đợi em chút lên. Em lên một con hàng thêu nè mấy chị. Em lên một con hàng thêu nha. Con này thêu nè. Thêu hai bên. Con này cái form của nó cánh dơi xòe như vậy. Con này 55kg đến dưới 57kg nha, size nó rộng. Chốt cho em mã số M50. Em bận đi làm miếp ha. Chốt cho em mã M50. Rồi con này là đầm chít eo. Con này là đầm chít eo. Con này size S mấy chị, dưới 50kg mặc đẹp giùm em. Con này size S nè mấy chị, dưới 50kg giùm em nha mấy chị. Hơi nhỏ nha mấy chị ơi. Chốt con này cho em mã 205 size S là mấy chị mặc đẹp. Mã 205 size S là mấy chị mặc đẹp nha mấy chị.
đầm siêu phẩm. Con này free size nha. Con này cái tay à quên, không xin lỗi mấy chị, con này cái tay như vậy thì dưới 58kg thôi. Con đầm này cái tay nè, cái tay đẹp lắm nè, sang, con này bao chụp hình. Thì con này dưới 58kg giùm em nha mấy chị. Hơi dài nha, mấy chị cao 1m6 mặt đẹp nha. Chốt cho em mã 141. Con này mấy chị cao 1m6 mặt rất là đẹp luôn. Lấy cho em mã 141 mấy chị. Lên đầm tiếp ha. Form nó dài chứ phải đầm đâu. Con này form nó dài thôi. New tan mới 100%. Con này dưới 50kg xe S. Con này new tan mới 100% các chị. Dưới 50kg xe S tặng kèm dây. Con này mấy bà mặc nè. Sao mấy bà cột cái dây ngang bụng đó, rất là đẹp. Tại cái vải của nó vải rũ, mặt xinh cực kỳ luôn. Chốt siêu phẩm này cho em mã số M62 xe S. M62 xe S rất là đẹp nha mấy chị. Giờ em lên một em hàng hiệu. Con này nó đẹp, nhìn nó đơn giản mà nó hàng hiệu cao cấp nên em mới vô. Nên em mới vô đây. Con này là dưới 52kg thôi. Con này hàng hiệu mấy chị, hàng của Atale. Dưới 52kg nha. Dưới 52kg form dài. Mấy chị đóng thùng thoải mái. Chốt con này cho em mã 923. Form dài nha mấy chị. Chốt cho em mã 923 nha. Tiếp tục tay phòng. Chị nào nói tìm tay phòng. Trụi má đẹp lắm. Con này tay phòng to rất là đã mấy chị. Cái này cái tay nó có một cái dây để nó buộc đó. Nó sẽ xòe cái này ra một chút xíu nha mấy chị. Đó con này. Con này 50-55kg mấy chị mặc ra dáng giùm em. Size SM thôi. 50-55kg ra dáng size SM giúp em. Chốt con này cho em mã 068. Mấy chế ơi, chốt con này cho em mã 068. Phong tay phòng. Đầm tiếp ha. Đầm 59.000. Con này là 50kg cho đến dưới 57kg, 57-58kg thoải mái. Con này là free size SML đi. Cái đầm này giá 59.000 luôn các chị. Free size SML nha. Chốt cho em mã M74. Chốt cho em mã M74. Bé ơi, nãy chị hỏi không trả lời em. Hả? Bao nhiêu cái rồi? Ha. Để tôi biết nè trời, tôi còn về tôi nghỉ nữa, nghỉ ăn cơm nữa. Mời tôi chị Thanh Hương. Chị hỏi không trả lời chị. Bao nhiêu cái? Em có biết không? Thì trả là không biết thì trả lời cho chị là không biết. Tức là cái nhiệm vụ của em là em phải đếm chứ. Có một mình em làm. Rồi sao tự nhiên lúc nãy đếm mà lúc này không đếm là sao? Hả? Làm nhiều quá, nãy giờ làm gì làm nhiều quá. Rồi cái này mấy chị. Cái này nha, 50-55kg giùm em. Đằng sau nó có cái vạt đẹp. M74 này em chốt chưa ta? M74 là chị Nguyễn Thanh Hương nha. Cái này nè, 50-55kg size SM mấy chị, size SM. Bây giờ mới lên Von em hả? Von em bán hết rồi đó. Từ từ chốt cho em mã 71. Von Vin đang làm chị ơi. Không có múa rồi chị, em không có múa nè. Em để em coi em còn con nè. Rồi size này 55-58kg. Size này 55-58kg Von á. Von lụa dấu nút. Chốt cho em mã số 485. Von lụa dấu nút 485. Em có một cái là cái vải nó hơi cứng hả ta ơi. Cái vải này cứng quá à. La cốt mà vải nó cứng quá. Kiếm cái nào mềm mềm đẹp đẹp cho mấy chị. Con này body nha. Con này body form dài dưới 50kg. Trời ơi, con này mấy chị mặc vô nó ôm sát luôn á. Con này body form dài dưới 50kg giùm em. Con này body form dài dưới 50kg mấy chị. Size S chuẩn. Chốt con này cho em mã số 966. Chốt cho em mã 966. Size S nữa rồi. Con này đằng sau nó in hình đầu lâu á mấy chị. Con này dưới 50kg mặt đẹp size S nha. Nó có in hình đầu lâu nha mấy chị nha. Chốt con này cho em mã số 190 đi. Chốt cho em mã 190 đi. Dễ thương quá trời luôn á mấy chị. Rồi con này vải mềm nè. Con này sexy cực kỳ nha. Con này 47-48kg mấy chị mặc đóng thùng sexy á. Hơi hở ngực một chút. Vải mềm rũ nha các chị.
Chốt cho em mã số 089. Chốt cho em mã 089 nha mấy chế. 190 em chốt cho chế Mỹ Ngọc. 90 cái đầu lâu đó có đính đá nữa đó chị. Khá là trẻ trung, năng động. Cô Lan ơi, lựa mấy cái hình vô thêm giùm con nha cô Lan ơi. Rồi lên nè. Con này 47kg body nha. Con này 47kg body nha. Chốt cho em mã số B71. 47kg body mã B71. Hàng thơ mấy chị. Ôi mà con này bị lỗi rồi. Để bán nước sau. Rồi đây mấy chị nè. Hàng uni. Không có cổ nha. Con này 50-55kg, đằng sau nó có hàng nút nhìn rất là dễ thương. Con này hàng uni mấy chị, đóng thùng là đẹp. 50-55kg hàng uni. Con này sang quá trời sang. Chốt cho em mã C35 nha. Uni size M mã C35 giùm em. Con này nè, đẹp độc lạ. Mấy chị nhìn nha. Con này tay của nó có phòng nhẹ, nút lệch. Dưới 50kg vừa, con này đẹp lắm á. Thôi hơn. Con này không biết em mặc vừa không ta. Con này dưới 50kg vừa nha mấy chị. Tay nó đẹp lắm, nút nó lệch. Cổ nó đã quá trời luôn. Mà size S à. Chốt cho em mã số M46. C35 của chị Mai Mai. M46 con nó size S đẹp. Mấy chị size S là mặt con nó đẹp. Em chào chị Thảo Lê. Em lên một con freestyle dáng đầm giống như em đang bận với chị. Ở đằng sau nó có cái vây rất là thích nha mấy chị nha. Rồi ở đằng trước của nó nè. Con này freestyle nè. Rồi con này dưới 55kg, 56kg thôi mấy chị. Đẹp lắm nè mấy chị nhìn form. Dưới 55-56kg đẹp lắm đó mấy chị. Đẹp. Rồi chốt con này cho em mã số C49. Mấy chị mặc dấu quần với giày bata. Đẹp lắm. Chốt cho em mã C49. M46 chị Chi Ngô trước nha. Sơ cua M46 cho chị Lan. Chị Chi Ngô cặp mé cạc 50 nha chị. Hai ơi bóc số tài khoản của chị Chi Ngô. C49 của chị Mai Mai. Chị Anh Lê chốt sau nha chị. C49 freestyle của chị Mai Mai nè. Em có mấy dòng freestyle đẹp lắm. Đây. Đó. Con này là 50kg đến 55kg size SM mặt đẹp mấy chị đã không? 50-55kg size SM chốt cho em mã số 77. 50-55kg size SM mã số 77. Có con này nó cắt điệu, nó cắt cái tay nhìn đẹp lắm. Nè mấy chị. Đó. Con này là 50-52kg mấy chị mặc đã lắm. Con này mấy chị size S. Mấy chị size S dáng mấy chị đẹp là mấy chị ra dáng thoải mái luôn con này. Con này mà mặc cái quần jean baggy ở dưới nữa là thôi nó rất là đẹp luôn rồi đó. Chốt cho em mã B72. Chốt cho em mã B72. Dạ bên em chị cứ nhắn tin cho bên em giải quyết cho chị. Chốt cho em mã B72 mấy chế ơi. Con này baby doll nè. Con này baby doll freestyle nè. Con này thì dưới 52kg đẹp cực kỳ. Mấy chị mặc nó sẽ tự động nó phè cái chỗ này ra. Mấy chị thấy nó phè không? Mấy chị thấy nó xòe không? Con này đẹp lắm, nó xòe nhiều hơn cái em bận nhiều luôn. Nhưng mà nó 52kg thôi, con này rất là đẹp nè chị Lan. Chốt cho em mã số 321. Siêu đẹp nha. Chốt cho em mã 321 luôn các chị ơi. 321. Rồi đây mấy chị, hàng hiệu. Con này hàng hiệu nha. Freestyle từ 50kg cho đến 55kg thoải mái. Con này 50-55kg thoải mái. Dạ bên em nhắn rồi đó chị. 50-55kg thoải mái, chốt cho em mã M8. 50-55kg thoải mái, mã M8 mấy chị. Dài lên, con này size 55kg đến 57kg nha. Mấy cái phong dài này mặc rất là thích. Mấy cái phong dài này mặc rất là thích. 50-55kg, dạ chị Lan Nguyễn, 50-55kg giùm em luôn. 50-55kg giùm em nè. Phong giấu quần mặc cái gì thể thao, xinh. Rồi mấy chị không thích giấu quần này hả? Giống như em đang bận vậy đó. Giống như em đang bận vậy thôi. M8 viên viên nè em. Trời. Con này 48kg nha mấy chị. Con này 48kg thôi, siêu đẹp. Con này cái phần tay của nó là vải, giống như là vải mềm lắm. Vải mềm tay, còn cái này là vải nó
nó cũng mềm nhưng mà hai cái loại vải nó khác nhau mấy chị, nó làm cho cái tay nó phồng lên rất là thích. 47 kg thôi nha, chốt cho em mã M112. 47 kg, chốt cho em vi mã 112 các chị. Trời, mấy cái dòng freestyle đó mấy chị ơi, quá trời đẹp luôn rồi nè. Thêm một con nữa nè. Con này freestyle dưới 60 kg. Con này cái cổ, cổ thì là dòng cổ trụ nhiều bà khoái. Cổ trụ freestyle 55 kg đến dưới 60 kg. Con này freestyle mà size to. Chốt cho em mã số M67. M67 nha. 55 kg, 60 kg là mấy chị mặc ra dáng hết giùm em vô, vô dài bà ta rất là đẹp. Rồi con này thì dưới 52 kg thôi các tình yêu, vừa đi làm đi học được mà vừa đi chơi được luôn. Con này 45 kg đến dưới 52 kg nha mấy chị. Chốt con này cho em mã 192. Chốt cho em mã 192, 45 kg đến dưới 52 kg, mã 192. M67 chị Anh Lê. Cho em xin số điện thoại địa chỉ. 112 của chị Lan Nguyễn. Chị Anh Lê, cho anh Lê xin số điện thoại địa chỉ, cố gắng chốt 3 cái giùm em, 2 cái giùm em đột đơn, 2 cái đột đơn nha. Con này dưới 52 kg nè mấy chị, con này dưới 52 kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số 1, chất vôn lụa nha. Mã số 1 chất vôn lụa dưới 52 kg mặt đẹp. 192 đẹp quá trời mấy chị ơi. Rồi, lên thêm một em nữa nè mấy chị. Con này dưới 50 kg size S nha. Con này cái tay của nó thơ quá mấy chị, nó thơ ra tới đằng sau luôn, rất là đẹp. Con này dưới 50 kg size S nha mấy chị, dưới 50 kg giùm em. Chốt cho em mã số 45. Dưới 50 kg nha. Chốt cho em vi mã số 45 luôn các chị. Rồi con này đầm. Con này bỏ quay nha mấy chị ơi. Con nó non, cái vải nó hơi mỏng á, nó kỳ á. Để em lựa cái nào mà vải vừa đẹp mà form nó đẹp cho mấy chị. Đó, con này. Con này 50-55 kg size SM. 50-55 kg size SM mấy chị. Rất là thích luôn. Vải rũ mềm lắm nha mấy chị nha. Dạ chị cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị Anh Lê ơi. Chốt cái này cho em mã M75. Chốt cho em mã M75 luôn các chị. Chốt cho em mã M75 nè. M45 là của chị Anh Lê nè. Em ơi cô Lan về hả Thoa? Ủa chị kêu vô hàng chị mà đi về hả? Dạ. Giờ em vô hàng cho chị đi. Lựa đồ đẹp vô nha. Cái đồ đẹp cô Lan để đâu có dặn em không? Đúng rồi. Cái xào cô Lan mới ủi á, coi chị nè. Rồi con này nha mấy chị, róc tóp ngắn, con này phong ngắn nha mấy chị. Rồi con này dưới 45 kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số 901, M75 và tắc tích. Rồi em lên xe S nè. Ôi cái này đẹp quá. Đầy đủ nút luôn. Ôi con này đẹp quá trời ơi. Con này là 48 kg nha. 48 kg quay đầu siêu phẩm. Con này giống như hàng thiết kế vậy trời. 48 kg quay đầu siêu phẩm. Chốt cho em mã số B31. 48 kg quay đầu mã B31 luôn giùm em mấy chị. Chốt cho em mã B31. Rồi, em vô hàng mới nữa nha mấy chế thôi. Hôm nay em đi chơi, không ở nhà xem live chị, ok Phương Thảo. Rồi đây mấy chị. Ừ, thì lâu lâu Vi sẹt cái sơ mi trắng à, cho mấy chị em có đồ mua xen kẽ. Rồi, con này 50-55 kg thêu hết áo luôn á. Con này nó vừa ren cổ mà nó vừa thêu áo, có nút rất là đẹp. Con này độ mới cao lắm. 50-55 kg độ mới cao. Chốt cho em mã số 13. B31 của chị Bảo Vi nè. Mã số 13 nha các chị.
Em ngoài xào còn nhiều đồ đẹp lắm. Đây con đầm này đầm suông. 50-55 kg con này. Đầm này đầm suông nha, 50-55 kg, cái vạt của nó bầu rất là đẹp nha mấy chị. Con này khá dài, nó dài tới gối em luôn. Chốt con này cho em mã số B33 13 của chị Kim Loan Ngô. Chị anh Kim mua hàng mắc cười quá ha. Mua hàng là sợ giao hàng. Giống như cái bà hôm qua bà bơm á, bơm 6 cái chân basin. Chán nè. Mua hàng sợ người ta giao hàng hả mấy chị? Lên nè mấy chị. Ai form freestyle 50 kg cho đến 60 kg quay đầu, 50 kg cho đến dưới 60 kg quay đầu nha. Con này đủ dài để mấy chị mặc form giấu quần luôn. Chốt con này cho em mã số 456 đủ dài để giấu quần. Con này, con này tự nè, con này tự động tên bình thường. Từ em lên theo thứ tự lên cho hết đi mấy chị ha. Rồi cái cổ con này quá đẹp. Cổ con này quá đẹp nè. Nhanh nhắn nhắn quậy. Con này 50 kg đến dưới 55 kg. 50 kg đến dưới 55 kg cổ nè. Cổ này nhiều chị thích cái dòng cổ trụ mà nó có pha bèo. Chốt con này cho em mã số 507. 50-55 kg quay đầu mã 507. Tại vì yêu cầu của bà cao quá đó bà Kim Ngân, chứ không phải là người ta like đồ thường đó bà nội. Dài lên hai mấy chị. Cái cổ đó nhiều chị mà thích mặt mặt đẹp á. Con này hai bên nó thiết kế đẹp lắm nha mấy chị. Nhìn hai bên nách của nó là nó có cái đường gân chỗ này nè. Hai bên nách nè, hai bên nách đẹp cực kỳ. Tay phòng to. Dáng con này là 50 kg đến dưới 56 kg. Dán con này là 50 kg đến dưới 56 kg. Chốt cho em mã số 19. 507 tắt tích trước rồi chị Phương Thảo ơi. Thích cái cổ đó hả? Để Vi coi còn cổ đó không. Cái cổ này đẹp lắm. Cái cổ này nhiều bà mà chịu mặc á, chịu lên đồ đẹp lắm. Không biết còn không nữa. Cái cổ đó hiếm quá trời luôn. Tại vì đa phần vô like là vô cổ bẻ, chứ ít ai lên cổ đó lắm. Ôi ơi còn baby doll nè. Con này là thêu hết áo, 50 kg quay đầu á mấy chị. Con này là thêu hết áo đẹp lắm. Con này cái tay của nó để ý nè, cái tay của nó thêu phòng. Phòng nhẹ nhẹ thôi. Đó, 50 kg quay đầu. Chốt cho em mã 236 nè. 236 nè. Con này nữa nè. Con này là cái tay của nó phòng á, cái tay của nó là loe chứ không phải phòng, xin lỗi. Nè, cái tay của nó loe như vậy rất là xích nè. Con này vải này mặt nó không có bị nhăn. Này, con này đúng đúng cái kiểu mua cái vai của nó làm gì nè. Đẹp cực kỳ. Con này 50 kg đến dưới 53 kg, siêu phẩm luôn á. Mặt đẹp lắm, form nó ngắn vừa nữa. Chốt cho em mã C17. Tay cọc đằng sau lưng em nè. Tay cọc hả chị? Có nha chị. Chốt cho em mã C17 con đó nha. C17. Con này tay nó lỡ nha chị, form cánh dơi tay lỡ. Con này 50 kg đến dưới 55 kg, phong cánh dơi tay lỡ. Chốt cho em mã B7 giùm em. C17 của chế Mai Mai. C17 mặc thích lắm. Hình như là có cái cổ đó nha, còn nha. Mà cái vải nó sẽ khác một chút. Đợi một tí đây. Con này cái vải của nó là vải nhúng. Cái cổ nè. Cái cổ nó có cao nha, nhưng mà nó đẹp lắm. Con này 45 kg quay đầu, 45-46 kg quay đầu. Vải nó hơi nhỏ nha mấy chị. Form nó hơi nhỏ nhưng mà rất là đẹp. 45-46 kg quay đầu. Chốt cho em mã 501 B7 của tắc tích. 236 chị Nhật Tiên. Nhật Tiên lên cho em số điện thoại địa chỉ. Là con nào ta? Chị Nhật Tiên ơi, 236 là con nào nhắc em cái. Rồi lên cho em luôn số điện thoại nha. Lên cho em luôn số điện thoại địa chỉ. B7 lấy cho tắt tích. Tay ngắn nè chị. Tay ngắn nha. Con này hàng của Tom Mì nha. Hàng hiệu Tom Mì, 50 kg quay đầu. Chốt cho em mã C81.
C81 50kg quay đầu, C81 có 456, B33 236 đâu rồi ta. Ê có con này đẹp quá nè. Từ 236 không thấy hàng ta ơi. 236 nhắc em ơi, nó kiểu gì nha. Rồi, con này 50-55kg nè. Con này form tay dài, đẹp. Mấy chị nhìn phía sau, con này đẹp lắm. 50-55kg chốt cho em mẫu 192. Con 192 đẹp lắm nha. 50-55kg mẫu 192. Baby doll nè. Áo cổ thêu. Áo có thêu. Áo có thêu. 236. Mà vô giữa like hay sao? Chị vô chị để ý cái like nó có lắc không? Nó có giật không? 192 chị Lan Nguyễn. Cái like nó có giật không? Cái like nó có giật có nghĩa là bà chốt giữa like rồi đó bà nội. 236. Áo có thêu. Mấy chị ơi nhắc em 236 nữa không? Từ để coi lại đây 236 ai chốt chứ. Đây 236. Đúng không ạ? Áo thêu đầy đúng mà. Áo thêu size S 236 chị Nhật Tiên, áo thêu size S. Có 70kg lấy con đầm bự nãy đó. Hồi nãy có con đầm bự ơi là bự 70kg mặc được. Khách mới nãy giờ không ai thèm bóc hả? Mắc cười vậy nè. Lên mấy chị. Con này nha. Con này đẹp lắm. Con này free size 50kg đến 60kg. Dán baby doll tay phòng. Đuôi tôm. Con này mấy chị mặc nó sẽ rộng nhưng mà nó sẽ xinh mấy chị. Nó rất là ok. Nhập tiền cho em xin số điện thoại địa chỉ. Chốt cho em mã 02 con này. Chốt cho em mã 02. Nãy giờ có chị Anh Minh gì đấy. Chị Minh Anh gì, chị gì đấy A2. Chốt hai con cái xin số điện thoại địa chỉ em ra luôn. Làm sao ta? Làm sao? Đó, chị Anh Minh gì đó nhắc chị vô trong like cho em thông tin trời. Mua hàng mà sợ cho thông tin giao hàng hay sao? Con này chốt cho em mã 02 đẹp. À, vì có con này đẹp nè. À, con này hàng thêu. Con này cái form này dễ thương lắm, hai cái túi hộp. Hàng nó thêu chữ. Thích à? Con này tay nó phồng nha. Con này 50-55kg đẹp, size SM. 50-55kg size SM nha. 50-55kg là size SM mặc đẹp luôn nè. Chốt con này cho em mã số B35 02 của chế Kate Giao. Chốt cho em mã số B25. Con đó B25 đẹp. Hai ở bên đó được bao nhiêu cái vậy? Hai có gì anh bóc Zalo em coi hai. B35 viên. Đây da beo. Beo này beo là phối cái vải beo này ở bên trong là vải lụa nha mấy chị. Dưới 47kg vải lụa. Dưới 47kg vải lụa. Chốt cho em mã 366. 236 chị Nhật Tiên. Con đó size S nha chị Nhật Tiên ơi. Con đó size S nha. Chị Nhật Tiên mặc size S đúng không? Rồi con này bèo form rất top. Con này mua cho con gái giùm em 20-25kg thôi các chị. Mua cho bé gái 20-25kg giùm em. Mã 43. Mã 43 nha, không phải form rất top đâu nha mấy chị. Mua cho bé gái giùm em mặc đẹp nha mấy chị. Trong đây còn quá trời đồ đẹp nè. Trời ơi má ơi, có con cánh dơi kìa. Thôi, con này quá trời dễ thương luôn rồi. Con này giống như hàng thiết kế vậy đó mấy chị. Con này giống như hàng thiết kế nha mấy chị nha. Nè. Đó, con này là 50-55kg mặc đẹp. Các chị nhìn đằng sau nó cũng đẹp lắm nè. Cái hàng tuyệt vời luôn. 50-55kg form rất là tuyệt vời. Rồi chốt con này cho em mã số C40. 50-55kg mã C40 nha mấy chị. 50-55kg mã C40 giùm em. Đó cái kiểu này đẹp quá. Mấy chị không mặc không lên sao lại em like mặc ấy. Em mặc như quần sọt ấy. Like mấy chị. Rồi em lên một cái form giấu quần. Mấy chị có thể mặc cái giày bata trắng. Con này là size ML. 55kg đến 57kg mặc đẹp. Size ML nha. Đó, 55-57kg mặc đẹp giùm em.
Con này hàng hiệu của Spa nè mấy chị. Size ML hàng hiệu của Spa. Chốt con này cho em mã M69. Chốt cho em mã M69. 236 quỷ đơn Nhật Tiên. Em quỷ rồi đó chị. Hai ba sáu quỷ đơn Nhật Tiên rồi nha hai. Rồi lên. Con này là size SM, 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. Con này là form công sở mấy chị. Chất vải rất là mới luôn nha mấy chị nha. Form công sở dùm em 50-55kg nha. Chốt con này cho em mã số C90. Form công sở chốt cho em Vi mã C90. Cái cổ này em còn. Cổ này nó tim nó mặc mấy chị mặc vô là nó trụ ra nha mấy chị. Con này size S. Con này size S dưới 50kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số 168. Size S dưới 50kg mặt đẹp mã 168. Em có cái này mua cho bé gái mẹ em nha. Rồi, 10kg ở lộn 15kg nha, bé gái 15kg mặt đẹp nha. Chốt con này cho em mã số B10. B10 bé gái này hơi nhỏ nha mấy chị, nhỏ xíu luôn á. Em có tay phòng. Con này size SM 53kg quay đầu giùm em. Tay phòng nha mấy chị, size SM 53kg quay đầu giùm em nha mấy chế nha. Chốt con này cho em mã số 28. 53kg quay đầu mã số 28. Con này nhỏ xíu luôn. Con này 47kg quay đầu giùm em nha mấy chị. Con này nha, cái tay nó có phòng nhẹ thôi. Nó 47kg quay đầu giùm em thôi nha. Cục vàng gì giao gửi rồi chị Tiết Đoàn ơi. Chốt cho em mã 538. Chốt cho em mã 538. Cái rêu đó đẹp đó chị, yên tâm đi. Trời ơi, cái gì mà chút không vậy trời. Đây, con này là size 52kg nè. Cái cổ của nó thêu, để cổ của nó thêu hình trái tim dễ thương lắm. Size 52kg quay đầu. Chốt cho em mã số 940. Chốt cho em mã 940 nha. 52kg quay đầu mã 940. Trời siêu phẩm nè. Trời con này dễ thương quá. 50-55kg quay đầu vô thêm hàng chị à. Vô thêm hàng em chị nha. Bé La, bé Tha ơi. 50-55kg quay đầu con này đẹp nè. Có lựa đồ đẹp chưa. Chốt cho em mã 513. Chốt cho em mã 513 940 của chị Quỳnh Kim. Ba đẹp lắm chị. Ngoài em size S nha mấy chị. Con này dưới 47kg mặt đẹp ha. Dưới 47kg size S mặt đẹp. Chốt size S cho em mã số B73. Size S mã B73 dùm em. Size S mã B73 các chị. Một con túi một bên size to. Con này size ML. 55kg đến dưới 56kg nha. Con này mới tinh nha. 55kg đến dưới 56kg mới tinh. Chốt cho em mã M9. 513 chị Quỳnh Kim. M9 đẹp đó mấy chị. M9 cái form nó dễ chịu. Tay phòng cách điệu nha. Con này size 53kg quay đầu ha. 50-53kg quay đầu tay phòng ngắn cách điệu. Chốt con này cho em mã số 282. Con này 50kg, 55kg quay đầu size SM nó thêu ngực giùm em. 50-55kg quay đầu size SM nha. Chốt cho em mã E14. Em có chữ. Một cái đầm chữ nha các chị. Con đầm này free size SML mấy chị, từ 50kg cho đến dưới 57kg mặt đẹp. 50kg cho đến dưới 57kg mặt đẹp. Chốt cái đầm này cho em mã số 133. Chốt cái đầm đó cho em mã 133. 282 của chị Chu Cà.
thêm một con đầm vải đầm mềm nữa nha các chị. Cái đầm này size SM nha, trời vải thích lắm. Cái đầm này nè mấy chị, vải vôn á. Con đầm này mấy chị là 45kg cho đến dưới 53kg sẽ tà. Size SM 45kg đến dưới 53kg. Chốt cái đầm này cho em mã 538. Chốt cái đầm đó cho em mã 538 nha các chị. Chốt cho em mã 538. Nó lên vải sập theo ngực. Con này dưới 52kg giùm em. Dưới 52kg. Có gì? Em bỏng cái, em 4 cái chưa chị hả? 3 cái nha Chu Cà ơi. Chu Cà chốt 3 cái nha. Rồi chốt cái này nè, dưới 52kg cổ tròn. Chốt cho em mã số 840. Dưới 52kg mới chết, chốt cho em mã 840 đi mới chết. Chốt cho em mã 840. Con này tay ngắn thêu đẹp quá trời nè mấy chị. Con này tay ngắn thêu nè. Con này size S thôi, dưới 50kg giùm em. Size S dưới 50kg. Chốt cho em mã 188. Size S dưới 50kg nha. Mã 188. Có quá trời đồ đẹp luôn á mấy chị. Con này 50-55kg siêu phẩm. Chốt cho em mã B2. 50-55kg mã B2. Em còn cái con này size SM. Con này 52kg quay đầu theo hai cái ghim ghim cương á. 52kg quay đầu chốt cho em mã E3. 188 chị Thanh Hương. Con 188 này để đâu? 133. Một tám tám chị Thanh Hương chốt trước rồi nha. Từ từ mà để 188 đâu rồi? M9 B3 nè. Đây 188 nè. B2 của chị Chu Cà. 188 chị Thanh Hương nha. Size nhỏ đẹp. Thấy rồi, đồ đẹp cất ở bên đó, thấy rồi. Hình như có bẹt vai nè mấy chứ. Dạ được rồi. Bẹt vai tay phòng nha. Bẹt vai tay phòng giùm em. Con này size S mấy chị mặc đẹp. Không, con này size SM được. Con này to nè, con này size SM nè. Đây, con này 50-55kg siêu phẩm. 50-55kg siêu phẩm bẹt vai phong ngắn, cái tay của nó phồng rất là đẹp. Chốt cái bẹt vai này cho em mã số 9 đi. Chốt bẹt vai cho em mã số 9 nè. Siêu phẩm vôn lụa. Trời ơi nó còn quá trời. Neo tan mấy chị. Con này siêu phẩm vôn lụa neo tan 55kg đến 58kg. Chốt cho em mã 236. 58kg mã 236. Cái thêu giống vậy hả chị? Trời ơi, có nhiều kiểu nó na ná thôi mà. Rồi siêu phẩm 55kg đến 56kg. Siêu phẩm tay phòng. Con này đẹp lắm á. Con này đẹp lắm á. Mã 222. Chốt cho em mã 222. Số 9 của chị Chu Cà. Của chị Thu Nguyễn. Của chị Thu Nguyễn. Thôi quên. Con số 9 bẹt vai. Em có con cọc tai vải nó đẹp lắm nè mấy chị. Con này là cô tông á. Con này 50-53kg size SM. Con này hàng cô tông đẹp. Hàng cọc tai đẹp cô tông rất là đã. Chốt cho em mã 542. Chốt con đó cho em mã 542 nè. Em đang lựa đồ đẹp lên nha mấy chị. Rồi em lên nè. Con này cũng cô tông nhiều, hàng new tan. Con này là hàng kiểu như hàng thiết kế á mấy chị. Size dưới size S mới bị mấy chị mặc body giùm em. Con này size S là mặc body nha. Mới new tan á, size S mặc body tự động ôm eo. Chốt cho em mã 413 con đó. 413 con đó là size S mấy chị, body ra giùm em là được. Size S body giùm em nha.
Con này là 52kg quay đầu nè. Con này không, con này 50kg thôi, xin lỗi mấy chị. Con này nhỏ quá. Con này 50kg quay đầu size S thôi. Chốt cho em mã C66. Từ từ để em có đồ đẹp để đằng sau xào á, mà coi để em coi cái mấy cái hàng mới vô coi cái nào đẹp nè. 50-55kg size SM các chị. 50-55kg size SM. Chốt con này cho em mã 188 nha. 50-55kg mã 188. Hồi nãy có mấy con đầm to đẹp hết trời mấy chị cũng chốt. Hồi nãy có hai con đầm sơ mi. Rồi cái này phong dài mặc dấu quần thì em thích cực thích luôn. 50-55kg vải nè. Vải mềm lắm. 50-55kg nha. Chốt con này cho em vi mã số 420 nè. Chốt cho em mã 420 cái bụng quá trời. Mấy giờ 12 giờ. Em uống miếng sữa cái mấy chị đói bụng chưa? Mấy chị cũng mệt hết rồi phải không? Em còn con tay phòng. Đây. Đẹp chưa? 55kg đến 57kg ha, size ML. Con này 55-57kg size ML. Mấy chị mặc dáng free size giùm em. Con tay phòng này rất đẹp. Chốt cho em mã 517. Chốt tay phòng cho em mã 517 nè. Em có một em theo hình trái tim. Con này kiểu basic đơn giản thôi, nhưng mà nó rẻ lắm. Con này dưới 52kg giùm em luôn. Dưới 52kg nha. Chốt cho em mã số 70. Dưới 52kg. Chốt cho em mã số 70. Vên lụa em còn. Đầm luôn. Vên lụa đầm em còn. 55kg đến 60kg. Đầm này chất liệu mặc cực sướng luôn. Đây ngang ngửa cái đầm em đang bận mặc rất là thích. Chốt cho em nè. Mã số 565. Mấy chị mặc như cái đầm em bận gì đó mấy chị. 565 giùm em. 359.000. Mã 565. Cổ trụ đầm. Đầm phong dài mà cổ trụ size SM. 50-55kg mấy chị. 50-55kg nè. 50-55kg nè. Ok. Em chào chị Ngọc Xứng. 50-55kg giùm em nè. Cái đầm này nó xòe tự nhiên nha. Con này mấy chị size S mặc sẽ xinh hơn á. Nói chung mấy chị nhỏ nhỏ con, mấy chị tự tin. Chốt con này cho em mã 166. Chốt cho em mã 166 mấy chị. Em ơi, ngưng ngưng tay ngoài đó đi Tha ơi, vô trong đây cho nó mát cưng. Đầm tiếp mấy chị. Không biết chị không thích đầm á. Đầm mà xòe tùng xòe như vậy mặc đẹp lắm á trời. Nè, con này mặc cũng xinh lắm nè. Con này free size 55-60kg mấy chị. Free size 55-60kg nha. Lỗ rồi đó thấy không? Bán nãy giờ chưa được 200 con đó. Chốt cho em mã B38. B38 166 của chị Ôn Thủy. Đồ đẹp đâu. Con này là mua cho bé gái giùm em. 30kg đến 35kg. Con gái mặc rất là đẹp. Vải đề niêm mới tinh. Chốt cho em mã số. Có lên von lụa không hả? Chốt cho em mã 41. Mai nha chế ơi. Mai em lên. Mai em khui ba kiện viên luôn. Trời ơi, mấy chị không thích xô hả? Biết vậy không mua. Biết vậy không về. Trời ơi, đây đây, siêu phẩm còn nè. Con này hồi đầu Duyên Duyên kiếm nè, biết Duyên Duyên còn xem không nữa. Free size nha. Con này mặc đã lắm đó, hot girl lắm đó. Free size 50kg, 60kg. Hơi mỏng. Con này thì thường người ta mặc phối với bra, cái xong ta để xẻ xẻ cái ngực có mấy chị chứ. Cũng không ai gài lên như vậy đâu. Đem cho mấy chị coi. Nè. Cái kiểu vải nó là như vậy. Mặc xét lắm, mặc đã lắm. Con này mặc nè. Đã lắm nha. Đó con này người ta mặc cái tay nó bo vô cái xong ta mặc cái gì? Ừ cái tay nó hơi to. Chị chỉ nè, em bóp cái cổ tay lại cho nó vừa với cổ tay của em là ra chứ gì. Hoặc là em mặc cái xong em luồn cái dây chung vô bên trong á. Cái xong em bẻ cái cổ lại thì nó bo cái tay lại thì khi em chụp hình nó vẫn ra dáng. Chốt mã 462. Gài kèo vậy thôi. Còn hên xui à. Nha. Dài đây. Trời ơi, con mấy con này đẹp không à mấy chị ơi.
50-55 kg con này size SM luôn dùm em nè. 50-55 kg size SM luôn dùm em nè. Đó, được chưa? Viên viên 462 viên viên, 462 viên viên trước là chị Mira ơi. Đó, 50-55 kg nè. Chốt con này cho em mã số 082 đi. 082. 082. Trời ơi má ơi 082 bị kẹt rồi. Làm hàng xuất sắc nha. Thì em ơi, hàng đẹp mới nên đầu tiên. Khui lần 3 kiện, chuyển khoản cho Vi vài triệu thôi cho đỡ lúa thôi. 082 chị Thu Nguyễn. Khui 3 kiện là 20 triệu. Ờ à, đúng rồi, giờ chuồng mặt rộng chế ơi. 082, đây em chốt 082 cho chị Thu Nguyễn Phong Xuân. Tha ơi. Tha ơi, về hả em? Vô hạ cái này đi rồi tranh thủ xếp rồi về. Cái đó để chiều làm. Chiều có làm không? Nói làm là làm nghe. 50-55 kg chiều đi chị lãnh luôn. Chiều cũng tới là khỏi lãnh. Chốt cho em mã E17. Chốt cho em mã E17. Đây. Size này hơi to nha các chị. Size này là size 55 kg đến 60 kg hơn dùm em nha. Con này chất vôn lụa nè. Con này chất vôn lụa hơi to, 55 kg đến 60 kg hơn. Chốt cho em mã số 13, E17 em thấy chị Nira nè. Chốt cho em mã số 13, con này nè, con này đẹp nè. Size to, size XL á. E17. E17 nè. Hàng 2 túi ha. Coi đếm chị nha, bên kia đếm rồi đó, đếm chị coi cái đó nhiêu. 13 đẹp nha mấy chị. Em đang tìm đồ đẹp cho các chị đây. À, em có một con này mấy chị vừa mấy chị lấy đi, hàng của Boham. Size số 90 nè mấy chị, tầm 47 kg, 48 kg quay đầu thôi. Nè. Con này hàng của Boham mấy chị, size số 90, rất là đẹp. Vải denim, con này hàng hiệu, giá của nó cũng 59.000 luôn. Chốt cho em mã 56 nha. Size số 90 á mấy bà. Size số 90 bà tranh thủ rồi mấy bà lấy, đẹp lắm mấy bà ơi. Con này 50 kg, 52 kg quay đầu thôi nha. Size SM thôi nha. Con này 52 kg quay đầu thôi nha mấy chị. Chốt con này cho em, size SM nó mới ra dáng được nha. Chốt cho em mã số 18. 52 kg quay đầu, mã số 18. Xinh xinh nè. 50 kg quay đầu dùm em con này. 50 kg quay đầu dùm em luôn, xinh ha. Chốt cho em mã số 47, 18 viên viên nè. Rồi con này vải vôn. Rồi cho mấy chị đi làm hợp lý. Con này 50-55 kg mấy chị đi làm mặc rất là đẹp. Nhìn nè mấy chị. Cái tay của nó có to, có phòng nhẹ nha. Ben vô tự nhiên, mới 100% hàng công sở. 50-55 kg nha. Chốt cho em mã số 77. 47 chị Mai Mai. 56 chị Thu Nguyễn có dấu. 47 nè, 56 nè. Hàng của Boham đẹp lắm. Rồi con này mã số 77 nha, size SM mã 77. Em lên một cái form dài. Con này form dài dưới 52 kg thôi mấy chị. Form dài này 45 kg đến dưới 52 kg mặc đẹp dùm em nha. Đó, nó dài tới gối em luôn á. Chốt con này cho em mã số E43, dưới 52 kg mặc đẹp, mã E43. Con này size to hơn, hàng có thương hiệu. Con này là trời, nó bị lỗi chỗ này. À, con này giặt ra được. Cái này mấy chị chốt em giặt bình thường nha mấy chị. Con này là 50-55 kg mặc đẹp. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc, size to hơn một size bên kia một chút, cái đuôi của nó này nhọn hơn tới. Rồi chốt con này cho em mã số M10. Em cao 1m6 nè, con này nó khá dài luôn á mấy chị. Chốt cho em mã M10 nha. Đây. Trời ơi con này tùng xòe to lắm. Con này to lắm.
con này mấy chị form cánh dơi, hai cái tay nó khác hai cái tay nãy. Ví dụ như con này là tay nó cánh dơi ít thôi, còn con nãy là tay suông, còn con này là cánh dơi, cái tay của nó to, cái tay của nó nè. Đó. Ủa, con này xinh quá vậy. Con này mặc chụp ảnh là bỏ cái tay vô đây nè, mặc chụp nè. Free size 50kg, 60kg free size nha, dòng này free size mặc sẽ đẹp nhất. Chốt cho em mã số 0, con này hàng có thương hiệu luôn mấy chị, dòng free size hàng có thương hiệu nha, chốt cho em mã số 0. Rồi em lên tay phòng. Hàng có thương hiệu luôn, mấy con này make in Korea nhiều. Em lên tay phòng. Con này nó có hai cái nút tay nha, nó sẽ tạo độ bo tay rất là nhiều. Số 0 của chị Mai Mai luôn rồi. Chị Mai Mai chốt số 0 trước thôi. Nè con này mấy chị gài hết nút, nó sẽ có cái độ bo tay rất là đẹp. Đó, con này tay nó phồng, bo tay form nó ngắn vừa. Rồi chốt con này 50-55kg size M giùm em nha. Nè, cái vạt của nó cũng xòe nhiều lắm nè mấy chị. 50-55kg size M giùm em nha mấy chị. Chốt con này cho em mã C80. C80 nha mấy chế ơi. C80 nè. Số 0 của chị Mai Mai nha. Còn hàng đẹp rồi đó. Ôi má ơi, cái xào ngoài đó còn nhiều lắm đó mấy chị. Con này dưới 53kg mặc đẹp. Con này có đuôi cá dưới nha mấy chị. Dưới 53kg mặc đẹp em nha. Chốt cho em mã số M26. Công sở tay ngắn hả? Hồi nãy có không ta? Đây. Con này hơi nhỏ. Nè, nè, nè. Hàng có thương hiệu luôn. Bằng bằng với con Boham nãy. Con này 45-46kg nha bà. Mã C81 M26 chị rồng, chị Suri Lê. Dạ. À, gì ta? Gì ta tính nói gì ta? Chị nhắn tin đi, bà chị em mới cho địa chỉ nha chị. Cho địa chỉ kho đến lấy nha, chứ không phải địa chỉ nhà em. Em có một cái kho riêng. Rồi to, free size hai túi, con này đằng sau có dây kéo đẹp. Con này là 50kg đến 60kg thoải mái luôn á chị ha. Con này đẹp quá nè, con này đẹp mấy chị nên chốt. Rồi, dưới 60kg thoải mái, mã số 19, cái cổ đằng sau của nó đẹp lắm á. Mã số 19 giùm em nè, mã số 19 nè. Em có một con Lacoste mà cái màu của nó là màu kem luôn nha chị. Màu của nó màu kem, Lacoste size số 95. Con Lacoste size số 95 mà tầm 50kg quay đầu mặt đẹp. Đây, màu của nó màu kem chứ không có được trắng tươi nha. Chốt cho em mã B50. Màu kem nha, B50. Đây, siêu phẩm. 55kg đến 60kg mấy chị size L chốt liền cho em. 55kg đến 60kg mấy chị size L chốt nè. Chốt cho em mã 199. 199 C81 chị Thu Nguyễn. Ủa lấy con Lacoste đó hả? Ê, C81 là con này. Ủa sao giờ mới lên, trời ơi, bình luận nó chậm dữ vậy luôn hả? Một 99 siêu phẩm nè. 99 siêu phẩm đó. Cánh dơi đầm tiếp. Trời, mấy cái form đầm tè tè tè, xòe tùng nè. Mấy chị không chốt con này vải mềm nè. Con này 50kg đến 60kg vải mềm nè. Rồi chốt con này cho em mã số 408. 408 hàng của Louis đó mấy chị, hàng đẹp đó mấy chị. Rồi đầm suông mấy chị không chốt luôn hả? Đa số nó có cái mấy cái đầm suông 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 đẹp không ạ? Ôi siêu phẩm này quên lên nè. Con này 50-55kg đẹp. 50-55kg mấy chị. 50-55kg nha. Chốt con này cho em mã số 468. 50-55kg mã 468 mấy chị. Mã 468 từ từ. Chốt cho em mã 468. Con này 50-55kg quay đầu luôn mấy chị. Form của nó hơi bo phần dưới nha. Chốt cho em mã 966. 966 nè. Đợi em một chút nha mấy chị. Đồ dưới này em có nè. Còn một ít đồ dưới này nữa.
Nhận cọc 50.000 chị Ngọc Bích nha hai ơi. Rồi chọn con vôn lụa tay ngắn để quên xa ngay đầu xào. 55kg đến 57kg vôn lụa tay ngắn để quên đầu xào các chị. Chất liệu này chất liệu lụa nè, chốt cho em mã M1 lụa nha. Mã M1. Con này cái phần vai nó bị xù rồi, uổng ghê. Kiểu form nó đẹp quá trời. Cái này nó bị lỗi rồi mấy chị. Đây. Chất vân lụa nè, dưới 50kg size S con này. Nó bị dơ chỗ này chút nha, dơ ít thôi mấy chị. Dưới 50kg size S. Chốt cho em mã số M94. M1 của chế hoa xương rồng. Hoa đào con này đẹp nè. 50-55kg. Chốt cho em mã 215. 50-55kg mã 215. Trời ơi, con này đẹp quá mà lấy không được ta. Con này cũng vôn lụa này. Con này quá trời đẹp rồi trời. Con này 50-55kg nó theo hình con mắt nè mấy chị. 50-55kg mã 553 con đó đẹp mấy chị lấy đi. 553. Con này là theo hết áo nè. Đầm theo hết áo. 50-55kg nha, theo chữ trắng á. 50-55kg hàng của Nen nè mấy chị. Hàng của Nen thì là hàng ok lắm. Chốt cho em mã 123 hàng của Nen. Chốt cho em mã 123 hàng của Nen. Ở siêu phẩm nè để quên nè. 52kg. Chốt cho em mã thêu. Con này do body đẹp nè. Con này 45-47kg và Thu Nguyễn mặc body rất là đẹp. Nhỏ xíu luôn. Rồi chốt cho tôi mã 224. Mã 224. Chốt cho em mã 224 nè. Rồi còn một con vôn lụa nó. Con này lụa satin size to tay phòng. 123 chị Kim Lân Ngô. Con này 55-60kg. Con này là lụa satin nha. Trời cái cổ của nó nhìn đã vậy trời. Cái cổ này đã lắm nha mấy chị. Chốt cho em mã 150. Hàng hiệu luôn nha mấy chị. Hàng Bele gì đó. Hàng Bele Bele gì đó. Rồi để em chốt. Em lên lại siêu phẩm đầu like cho mấy chị. 150 rất đẹp nha. Cái con hàng thêu đó mấy chị không chốt không mấy chị. Rồi thêu nè. Con này 50-55kg thêu ngực. Chốt cho em mã C46. 50-55kg thêu ngực mã C46. Con này đầm có túi. Dưới 52kg size SM. Đầm có túi nha mấy chị. Dưới 52kg size SM mã 221. Mã 221 đầm có túi mã 221. Con này đi ra mặt đẹp nè đi ra ơi. 50-52kg. Nó có cái kiểu như nó hở cái vai sao nó cột cái dây lại đó. Rồi con này mặc cái quần jean ok mã B72. 50-52kg mặc đẹp mã B72. Con đầm là đầm tay phòng. Form tùng xòe, đâu giống như em vậy đâu chị. Con này dưới 55kg. Con này dưới 55kg. Chốt cho em mã 08. Mô shop bị lỗi là của giao hàng tiết kiệm, đâu liên quan tới em. Mình đâu dùng mô shop. Hay dùng mô shop luôn. Con này cũng tùng xòe luôn mà size nó rộng hơn con 80 nãy nha. Con này là 50kg đến 60kg thoải mái. 50kg đến 60kg thoải mái. Chốt cho em vi mã số 84. 50kg đến 60kg thoải mái luôn mã 84. Cái dòng đó là dòng dấu nút có mấy chị đẹp lắm. Ôi má ơi con này em chưa lên ta. Vôn lụa nè mấy chị. 50-55kg nha. Vôn lụa dán vét trắng. Trời con này rất là đẹp. Dán vét trắng. Dán vét trắng chốt cho em mã M33. Vô tay bóp inbox đi. Hai mối inbox ai mình bóp cho. Nói tên à. Mấy người khách mới rồi. Con này nè 55kg đến 56kg quay đầu. Mấy con này em thấy đẹp quá trời luôn rồi đó mấy chị. 55-56kg quay đầu. Chốt cho em mã 925. Chốt cho em mã 925. Đây.
này siêu phẩm đầm. Con này đầm nó nhỏ. Con này đầm size SM 45kg đến 52kg vừa cái đầm này nha. Size SM 45kg đến 52kg vừa cái đầm này nè. Chốt cho em mã 962. Chốt cái đầm đó cho em Vy mã 962 đi. Trời ơi, nay sao mà cái mạng nó tràn nè, khổ quá vậy trời. Tay phòng 55kg đến 57kg mã 0960. Cái tay phòng này chắc là em mặc đẹp lắm á trời. Chốt cho em mã 960. Hôm nay còn quá trời đồ nữa. Con này 50-55kg form dài luôn. Sơ mi đợt này form nó dài dài, nó dễ chịu, nó giấu quần không à, nó đâu có ngắn ngắn đâu. Công sở ít. Chốt cho em mã số 502. Chốt cho em mã 502. Hàng hiệu nè. Size số 55 mà. Con này 50kg, 55kg đẹp. Con này 55kg mặc siêu đẹp. Con này giá trị cao nè. Nhìn nè. Đó. Con này mà vô mà công sở nó chém với chị tiền không. Chất vôn lụa cao cấp 50-55kg quay đầu mặc đẹp. Chốt cho em mã 526. Con này size SM mặc rất đẹp luôn. 62 chốt chị Khoa Nguyễn Thị. Dùng đơn hôm qua nha chơi. Con này mã 526 đẹp đó mấy chị. Mà hồi mấy chị đóng thùng mấy chị mặc đi mấy chị ơi. Sang lắm đó. Cái nút của nó có đính đá này. Nhìn cái nút này sang. Quan trọng là cái nút nó sang. 526 chị Hầu Hạ dùng đơn hôm qua dùm em luôn nha chơi. Phan Nguyễn Thị. Cái đầm này là đầm 962 mẹ em nha, đầm này 52 cái quay đầu á chị. Phải không chị? Chị lấy đầm nữa không chị nè. Trời ơi, đầm mấy cái đầm xé em có nè. Rồi con này 50kg đến 53kg quay đầu form body. Mấy chị mặc nó body nè, thấy không? 50 53kg quay đầu form body. Chốt con này cho em mã số 427. Chốt cho em mã 427. Ôi cái con này đẹp quá mấy chị ơi, mấy chị không lấy. Trời, con này là vôn lụa mà nó thêu nguyên con mắt màu xanh luôn. 50-55kg là mặc vừa chứ có gì đâu, form nó giấu quần nữa chứ. Chốt cho em mã 553. Con này thì 50-55kg quay đầu luôn, dễ thương luôn. Mã 215 size SM luôn. Con này form này 55kg. Con này form 55kg. Đẹp. Mấy cái này là hàng chuẩn hết đó mấy chị. Chốt cho em mã M9. Trời em gài nút mà chết mẹ luôn á. Chốt cho em mã M9 nha. Lựa đồ coi đồ đẹp. Trời ơi có một con hàng hiệu cầm tay đây đây con này. Con này đẹp nè. Con này hàng uni. Con này hàng uni size S. Con này hàng uni size S. Dưới 50kg đẹp cực kỳ. Chốt cho em mã 089. Hàng uni size S nha. Hàng uni size S mã 089 giùm em nha. Thấy con này đẹp quá, lụm con này lên cho mấy chế, lụm con này lên cho chế Khoa Nguyễn Thị nè. Đó, size 50kg nè. Đẹp lắm, con này cánh dơi mà nó nhìn nó cưng lắm nè. 50kg quay đầu mã 407. 089 bà Thu Nguyễn. 089 hàng uni ha. Có hai cái túi nè, 089 mặc sắn tay lên cũng đẹp lắm. Uống miếng sữa, hộp sữa uống chưa hết nè. Đầm suông nè, đầm suông 52-53kg quay đầu nữa nè, mã M1. Con này sang nè chị Hầu Hạ. Con này về mới để ý nó mới tin luôn á, mà nó là hàng Zara Basic. Cái form của nó này mấy chị nhìn cái cổ của nó. Đó, con này nó giấu nút mà con này gài cái cổ chỗ này nữa là đẹp lắm nè, đó. Con này là size SM, 50-55kg thoải mái luôn á trời. Chốt cho em mã 199 đi, hàng của Zara đó. Quên đọc cái mặt cái là thế liền. Chốt cho em mã 199 nè. Rồi còn con này size S nè. Con này size S nè. Con này là 47kg nè. 47kg body. Đó nha, 47kg body.
mã C38, 199 của chế Thanh Hương. Rồi, em thấy ngoài xào còn nhiều nhiều lắm 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 luôn hả mấy chị? 199 của chị Thanh Hương. Con này hơi bị dễ thương, lấy nè, được nè. Con này 47-48kg, 47-48kg, rất là dễ thương. Vải này là thuộc dạng vải không nhăn nha, chốt che mã 501. Chốt che mã 501. Kiếm đây đẹp coi, trời ơi. 50-55kg xòe nhiều. Con này size SM nha, mấy chị, size SM mềm nha, 50-55kg mềm nha. Chốt che mã số 316. 50-55kg mã 316. Em có một con này nè chị. Nó theo hình kim cương á. Theo hình kim 2 cái kim cương vải theo. Con này dưới 50kg, 52kg nha. Con này body á, lộn, công sở bình thường dưới 50-52kg mà nó hàng theo nên là mấy chị mặc với quần jean đẹp lắm. Chốt con đó che mã E3. Chốt con đó mã E3. Xuông tay a xòe tay phòng. Free size từ 55kg cho đến 60kg trên luôn. Con này size LXL mà thoải mái. Trời, mấy con xòe này nó sẽ tà sát nách luôn nè. Mấy con này mặc đẹp lắm nha mấy bà ơi. Trời ơi, giờ mới để ý hai con này đẹp quá. Cái con này siêu phẩm luôn á, mã B38. Mặc vô nhìn siêu xinh nha các chị. Nó sẽ tà hai bên, nó nhìn nó xinh lắm á. Chốt che mã B38. Hôm nay mặc cái đầm này xinh quá. Nãy bà nào chốt cái đầm này em bận thôi, bà Quỳnh My hả? Để kêu bà để lại cho em, để em đi chơi với ông xã em. Chứ giờ em đi chơi với ông xã em nhìn em già hơn ông xã em giờ mấy chị ơi. Thôi đầm dài nha, đầm siêu dài. Đầm này dài, có túi ở dưới. Em cao 1m6 mà nó dài hỏng chân. Con này mấy chị 55kg mặc được luôn, 1m55 mặc được luôn chứ bên. Con này 1m55 mặc được, có túi nè. Điệu không? Con này giá 59.000 hốt cú chót đi mấy má. Chốt che mã 405. Con này size free size SML được hết nha, 405 mới tin luôn á. 405 mới tin luôn á. Xin lỗi mấy chị, ngàn lần xin lỗi mấy chị. Siêu phẩm nặng giấu cuối giờ chứ anh chị, nó nằm tốt trong thào mấy chị. Không cảm em. 50kg đến 58kg. Con này 50kg đến 58kg mã E2. 50kg đến 58kg nè, mã E2 đẹp lắm. Cái phần này là phần lụa đó, cái hình đó là vải lụa đó. Chốt che mã E2. Con này có phối da beo, hàng của Kara, size số 95 nè. Con này hàng của Kara, size số 95 nè mấy chị. Con này kiểu nó đẹp. 405 thì cho đi lê luôn nha. Ok, con đó vải đẹp lắm chị. Con này 50-55kg, hàng của Kara. Nó bẻ cổ, cái phần da beo lụa trong đây đã lắm á mấy chị. Chốt con này cho em mã số E7. Chốt cho em mã E7. Tay ngắn mà, đẹp chưa? Con này 55-60kg luôn nha. Con này mấy chị thoải mái đi. Con này mấy chị 60-50kg mấy chị mặc form dấu quần rộng rộng giùm em cho nó đẹp. Con này mặc đã. Con này mặc form dấu quần rộng rộng đi cho nó đẹp mấy chị. 50kg đến 60kg thoải mái mà em nha. Con này thoải mái mà em. Chốt cho em mã 127. Con đó thoải mái luôn mấy chị, mã 127. Ủa 405. E2 không chốt phải không? E2 là cái form free size má ơi. Free size SML. Trời ơi, E2 không chốt là tôi bận liền luôn á. E2 không chốt là tôi like tôi bận liền luôn á. Bận con E2 chừng đẹp hơn con đang bận đó bà, mấy bà ơi. Rồi ở cái cổ trụ này tôi còn này, bà nào tìm không vậy? Hả? Chốt Nhi. Tại Nhi chốt cho đủ đơn Nhi ơi. 127 có cho chế Lan Hương. 127 chị Lan Hương, cho em xin số điện thoại địa chỉ. Chị Lan Hương cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị. Bà nội cha áo cô gái tính bận rồi, lấy mẹ rồi. 127 chị Lan Hương cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. 127 để đâu ta? E3. 127 nãy em có đọc không mấy chị?
em để 127 đâu rồi? Chị Lan không cho em xin số điện thoại thì chị em chốt 127 cho mình nha chị. Rồi con này với chị 50kg đến 53kg. Cái dòng này đẹp lắm, size SM thôi. 50-53kg nè, cái cổ này nãy nè không có bán, giờ có một cái nữa nè. Chốt cho em mã 519. Chốt cho em mã 519. Rồi siêu phẩm đầm nè. Rồi hốt con này nữa đi nè. Con này siêu phẩm nè, free size. Đẹp hơn cái tôi bận nhiều, rộng hơn. Cái rộng hơn cái em bận nha, nó sẽ xòe rất là nhiều nha. Con này giá 59.000 rẻ bèo. Chốt cho em mã bơi 80. Chốt cho em mã bơi 80. Chốt cho em mã bơi 80. Bơi 80 rất đẹp nha mấy chị. Con này nè lấy đi, Phan Nhi ơi. Con này 47kg mặt đẹp, chốt cho Vi mã 933. 47kg mặt đẹp, mã 933 bơi 80 Phan Nhi. Rồi vụ cho chỗ Phan Nhi giờ rảnh nó vụ má ơi. Tay phòng nè má ơi, tay phòng to lắm. Nó phòng to như trên hình bà gửi ảnh cho tôi vậy đó. Được chưa? Đó. Size này size SM mã 517. Size SM mã 517, ok bơi 80 Phan Nhi. Đây con 127 đây, đây. Ủa không phải. Rồi con này nêu tan các chị. Con này nêu tan giùm em nè. Đó, dáng con này lạ ghê không? Dáng con này lạ. 60-65kg, lạ lắm. Con này lạ lắm mấy chị, nêu tan mới 100% mã 565. Mã 565 517 của Ngọc Linh. 517 nè. Vậy Lan Hương chọn thêm cái nữa giùm em được không chị? Con 127 của chị á, chọn thêm một cái nữa giùm em để đi đơn nha. 565 của Duyên Duyên. Từ đợi Vi một tí. Mặc cái áo này chắc mắc cười lắm á. Nhưng mà cái nào cũng hàng hiệu đó, size số 77 hàng hiệu á, 565 hàng hiệu. Dài đâu. Size to. Trời ơi, con này to đẹp, 55kg cho đến 65kg free size nhìn dáng đã. 55kg cho đến 65kg free size, chốt cho em mã 918. Chị Lan Hương e size mình bao nhiêu vậy chị, để em lựa cho chơi. Hàng thêu cao cấp. Hàng thêu cao cấp với chị. Con này dưới 52kg mặt đẹp. Trời ơi, hàng hiệu luôn đó, mã 68. Dưới 52kg mặt đẹp, mã 68. Rồi một con đầm hàng hiệu nha mấy chị. Toàn bộ là mấy cái con này nó có cái hàng thương hiệu, nhìn nó đẹp lắm. Con này thì suông, đầm suông dưới 50kg. Đầm suông dưới 50kg. Con này form dấu quần dưới 50kg thôi mấy chị. Mấy chị mặc rất là đẹp, mấy chị nhìn cái form ở dưới này. Chốt con này cho em mã 167. Dạ chị Lan Hương, chốt cho em mã 167. Chị thích công sở đi làm không chị Lan Hương? Con này 50-55kg. Chất liệu vôn lụa, công sở đi làm. Chất liệu vôn lụa nên mình mặc nó rất là sướng luôn. Cái tay của nó bo với hai cái nút. Tay bo hai nút, bo nhiều, đẹp. 50-55kg con này, chốt cho em mã 87. Con này dễ thương, tay phòng có cột nơ cổ. Con này 50kg cho đến dưới 57kg mặc thoải mái. Form free size, 50kg đến dưới 57kg mặc thoải mái. Chốt che mã số M2. Chốt che mã M2. Một con đầm hình hình cô gái nè mấy chị. Con này free size SML mấy chị, từ 50kg đến 60kg mình mặc thoải mái. Mà mặc đẹp nữa là đằng khác nha mấy chị nha. Con này là đầm luôn mấy chị, nó dài ngang gối em. Chốt cho em mã số 8. Đầm nó dài ngang gối em, mã số 8. Trời, biết siêu phẩm là biêu siêu phẩm sao đi trời. Con này được không? Con này thiết kế đẹp nè. Con này mặc thử đi mới được mới biết. Con này là nó chít eo chỗ này vô nè, nó may hai cái ben với cái cổ. Mặc vô đi mới biết, size siêu nhỏ luôn đó bà. Size của bà đó, bà Thu Nguyễn. Mã 528, chứ bây giờ tôi thử không có vừa. Số 8 của chế Lan Hương. Giờ thử không có vừa.
Trời ơi, mã 88 chị Lan Hương ơi. Ui, chị bấm gì chết mẹ em giờ vậy. Cái này 127 đúng mã không ta? Cái này đúng không chị? Chị Lan Hương chị chốt mã 88 đúng không chị? Chị lấy cái đầm cao cấp này mã 88 giá 59 ngày này chị. Đúng không chị ơi? Trời ơi, thấy bà chốt số 8, kiếm số 8 đâu ra đây. Không có số 8 trên sào, có mã 88 thôi nha. Ui trời, đây cái 127 nè. Đó, mã số 88 đúng không chị Lan Hương ơi? Chị Lan Hương cho em xin địa chỉ giao hàng luôn nha chị. Rồi mấy chị, cái này 50-55kg mặt đẹp. Con này 50-55kg mặt đẹp nè. Đó, chốt con này cho em mã số 902. Chốt cho em mã 902 mới chế nha. Mã 902. Không ấy, lấy cái này đi cho nó trẻ. Cái này là thấy được rồi nè. Thứ nhất nó là tay ngắn. Thứ hai, hai cái túi trước ngực đó rất là to, dễ thương lắm. Con này gài nó bỏ cái nút này ra đi nè Thu Nguyễn. Đây, hai cái túi trước ngực nó to lắm, đựng hết bàn tay luôn á, nhìn nó dễ thương lắm. Và cái tay nó ngắn, con này form nó ngắn nữa, mặc lên quần sọt này nó ok nha. Quần sọt rất là ok luôn á. Nè. Đó, con này bẻ ra chứ đừng gài cao cổ. Mặc quần sọt ok. Mã số 904 VIP nha. Mỏi chân quá. Mã 904. Ủa hồi nãy cái chị Minh Anh gì đó có trả lời không hay? Cái chị gì chốt hai cái xong em ru lặng lẽ đi ra đó, không cho thông tin đó hay. Nay Facebook nó lắc nè, nó không có thả tôi nè. Nó làm cho em bán chưa tới 200 cái. Trời ơi, đồ thì nó đẹp nè mấy chị ơi. Ơi, la gì nữa đây. Xào giờ đâu có ai cho dư cho em đâu. Không có cô Lan. Xào ngoài em còn đẹp lắm. Để soạn la hạ xào đi. La vậy được rồi, hạ xào. Hạ xào cho lỗ sặc máu. Má, cái này mà em hạ là em lỗ liền luôn á mấy chị. La nước 2 là hạ là lỗ liền. Mấy bà đi nước 1 trước đi, đi nước 1 giao nước 1 trước đi. Đi giao tôi like nước 2 sao. Rồi, nãy ai chốt áo đang bận. Có chị Thu ơi, mà chị thích form sao chị Thu ơi? Trời ơi, chị Thu ơi. Rồi, từ từ. Và chị Thu đợi em chút ép, đợi em một chút xíu. Trời ơi, em khổ quá mà. Chị Thu đợi nha. Đợi nha, một em nè. Bao xịn. Một em. Bao size XL, bao đẹp. Trời. Em đói bụng rồi, hai người đẹp của em. Nhưng mà vì sao vì tiền em sẽ cày đứng thêm 15 phút nữa. Đây, mã 918 bao đẹp. Mã 918 bao đẹp, size XL chuẩn đó chị. Mã 918 nha, đẹp nha, đẹp nha. Áo em bận bán rồi. Áo em bận người ta lấy rồi. Mấy cái đầm em bận nè, quá trời đẹp luôn. Đợi em một chút xíu rồi. Mấy cái nè em có nè. Trời, con này. Đây nha. Trời ơi, mấy con này dễ thương lắm luôn á. Con này là hai cái tà của nó sẽ. Không kiếm đâu, nãy giờ kiếm rồi. Có kiếm rồi chứ đâu phải không có kiếm. Từ từ để chút á. Đó, cái này nè, free size nè, mã bơi 38 nha. Mã bơi 38. Nãy kiếm rồi đó. Con này dễ thương là chị Thục Loan. Mã 407. 50-52kg. 50-52kg, form nó nhỏ nhỏ nhỏ, xinh xinh, mã 407. Trời. Con này là hàng hiệu á mấy chị. 50-55kg, cái cổ của nó đẹp lắm. Nó hàng hiệu, 100% hàng hiệu á. 50-55kg, phong cánh dơi, xòe xòe giống em vậy đó trời. Mã 321. 321. Kiếm cái nào bự bự. Con này chị Ngọc Thu mặc vừa không trời.
sợ cái tay nó chặt chứ. 407 của chị Anh Lê. Chị Anh Lê là có thông tin rồi kìa, chị hai dán cho em rồi kìa. Chị chưa nhận được chân váy zin nữa, hôm nay không được chốt thử em. Giờ mới vào nè, còn à, vậy ta chị Thu Hằng, chị chưa mua hàng bên em đúng không? Đó là cái đơn chân váy zin là đơn đầu tiên đúng không? Nếu mà đơn chân váy zin là đơn đầu tiên thì chị phải chờ đợi nhận đơn đầu tiên trước cái đã. Hàng có đẹp hay không rồi mới mua tiếp chứ trời, đúng không? Mấy chị mua hàng nó phải an toàn chút xíu. Chốt cho em mã 553 con này đi, 50-55kg thôi. Trời ơi nó đẹp. Ai da 407 của chị Anh Lê nè. Ôi ơi đồ thì nhiều lắm mà chưa có soạn mà. Nhắm mắt nhắm mũi lên trên like vậy nè trời. Chết cha, dướng. Có một cái, đây 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 con này nữa. Con này được nè, con này là chất vôn lụa dạng cổ vét á, 50-55kg. Chất vôn lụa dạng cổ vét 50-55kg mã M33. Thấy con cọc mới vô để coi có cái gì hay không. Đây. Trời ơi con này dễ thương quá, 55-60kg. Dễ thương, con mắt mà mặc được có bà ơi. Có cái nào tay lỡ? Dạ có chị, tay lỡ sao nhiêu ký chị? Chốt cho em mã B5. Tay lỡ sao nhiêu ký? Sao nhiêu ký chị Anh Lê? Mã B5. Chốt con mắt cho bà nha bà. Bà Phan Nhi. Tay lỡ hồi nãy em lên tay lỡ rồi giờ để đâu ta? À đây. Hồi nãy nè, em lên con này đẹp lắm. Mã B5 mà em nè, mã B5 mà bản thân em thấy đẹp đó nha. Rồi đây, con này cái tay lỡ nhưng mà to nữa. Đó, cái tay này mấy chị mặc nó xè to nhìn nó cưng lắm. Có hai cái túi nó cũng to hết bàn tay luôn. Con này tha hồ mà mặc dưới quần lưng cao chụp hình. Size M ok nè. Chốt cho em mã 905. Con đó thì dưới 53kg thôi. Chị 56kg là chật. Con đó là size M là đẹp nha chị, size M là đẹp. Size S là mặc càng đẹp thôi chứ không có gì hết. Hay. Cái gì đây? Cái gì đây mà nó còn sót lại một con nhìn nhờm đây. Má ơi đẹp quá. 50-55kg nè mấy chị, siêu đẹp. Size M. Mới tinh luôn, 50-55kg mới tinh. Rốt mới tinh này cho em mã 235 nè. Coi cái M33 đó trời ơi, già. Yeah. Con mắt ơi bị văng. Bị văng. M33 là cái này. Bây giờ nó văng quá, khổ quá mấy chị ơi. Con mắt hồi nãy cũng phanh đi luôn. Đây. Trời ơi, like nó đã mệt rồi mà mạng nó lắc. Mấy chị không có xem rõ cái áo. 235 chị Anh Lê. Đây chị, cái dạng này là dạng vôn lụa cổ vét á, M33. Size 50-55kg nha chế. Xin lỗi mấy chế nha, em mệt rồi. Em hẹn mấy chị like sau. Mấy chị chốt đơn nha, em xin lỗi mấy chị nha. Trời ơi nãy giờ em đứng lên em hì hụp ngồi xuống mệt rồi. Từ 2-3 năm là cái này, chị chốt cho chế Anh Lê nè. Mấy chế khách mới á, cứ an tâm nhận hàng trước đi. Mấy chị thấy hàng đẹp rồi lần sau mấy chị tin tưởng. Mấy chị tin vào con Vi này xong mấy chị mua hàng mấy chị thoải mái hơn. Chứ em hiểu cái tâm lý mà đôi khi sơ mi trắng nữa nó cũng khó chơi. Nhưng mà mấy chị thử nhận sơ mi trắng nhà Vi đi, đẹp lắm. Vi chờ ơi, Vi bỏ 3 đến 4 ngày đó để xử lý nguyên cái kiện này đó mấy chị. Nên là em chăm chút nó lắm, em thương nó lắm, em quý mấy cái sơ mi trắng của em lắm mấy chị. Mấy chị nhận hàng đi. Xong rồi đẹp cái mấy chị quay lại, mấy chị ủng hộ em. Con mắt chốt Phan Nhi rồi, chốt cho bà rồi. Bà Phan Nhi ơi, bà lo bà làm việc đi xếp, bà chửi bà bây giờ. Chị Thanh Hương nè, em thấy chị Thanh Hương là 4 cái chứ. Ừ, M33 chốt cho chị Thục Đoan. Rồi, chị Thục Đoan like sao luôn nha. Em đuối rồi. Nay Facebook nó lắc quá, đầu giờ em bán đâu có được đâu. Nay là mất sở hữu rồi mấy chị thấy không. Nay là từ quầy, kiện là quầy vốn. Còn lỗ là lỗ công 3 ngày á mấy chị. Bởi vì làm cái sơ mi trắng nó cực lắm. Bởi vì lúc khi mấy bà nói em sơ mi trắng em cứ ẩm ừ cho qua chuyện đùi mẹ tao like, mong tôi ghi ngon hơn. Mong tôi ghi là 1 ngày. Vôn Vin là 1 ngày, sơ mi trắng là 3 ngày rưỡi luôn. Mà đã vậy còn tốn tiền nước giặt nữa, điện giặt nữa, rồi công nữa. Mấy chị có tin là em tại vì em phơi sơ mi là em phải vũ cho nó thẳng, sơ
tâm mình mới phơi lên nó khô, rồi lúc cái người ủi nó mới dễ ủi. Mấy chị tin em vũ, em vũ riết mà cái tay của em nó dở hết lên không? Mấy chị thử, mấy chị thử vũ 600 cái ra mấy chị vũ nổi không? Mà làm chết con đĩ mẹ luôn, hôm nay bán được có chưa tới 200 cái. Buồn quá đi. Rồi bye bye mấy chị nha. Em đi ăn cơm, mấy chị cũng đi ăn cơm đi.